ha ha, còn được đa tạ Vũ Hoàng Cổ Đế, cung cấp cho ta cái này cửu đỉnh đại trận năng lượng, ta mới có thể đem ngươi hai người từng cái kích phá. Nhâm Phi Phàm, ta muốn xem ngươi ở trong tuyệt vọng mất đi sau cùng lý trí, ha 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 ha. Một bên khác, Diệp Thần vậy cảm nhận được liền ngút trời nguy cơ hạ xuống, hắn lập tức vận dụng 8 bộ phù đồ khí, vô tận quang minh Phật khí vẩn quanh quanh thân. Mà một tòa phù đồ thần tháp ầm ầm hạ xuống, bao lại Diệp Thần thân xác. Đúng như dự đoán, một khắc sau, có vô tận sấm sét đánh giết tới, hàm chứa cực kỳ cường đại năng lượng, có thể phá hư hết thảy trong thế giới hiện thật quy tắc. Cho dù là phù đồ thần tháp, cũng ở đây nhất kích dưới, mất đi là trần. Diệp Thần thân hình cấp tốc lui về phía sau, trong tay hắn nặn động pháp quyết, triệu hoán ra một tòa bia đá. Siêu cổ phong bi, phượng hoàng thiên đạo. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa lực, đi đôi với một tiếng thanh thúy gáy vang, toàn mở ra, đầy trời lửa cháy mạnh đánh thẳng vào vách không gian. Một đầu dài cỡ ngàn thước phượng hoàng phụ ở Diệp Thần trên mình, dương cánh bay lượt, cần phải xông phá tất cả ngăn trở. Chỉ bất quá, giống như một hồi cuồng lưu bị ngăn cản mà ở, hơi ngừng, ngập trời lửa cháy mạnh phượng hoàng bị loại nào đó lực lượng thần bí cho định trụ. Làm người sợ hãi cảm giác, từ Diệp Thần sâu trong đáy lòng tràn ra, trùng điệp không ngừng, Diệp Thần vẫn là lần đầu cảm nhận được liền mạnh như vậy mãnh liệt nguy cơ. Rốt cuộc là ai, có bản lãnh liền đi ra, không nên trốn trốn tránh tránh. Diệp Thần ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, định tìm ra vậy lén lút người đánh lén. Đối phương tuyệt đối là thiên quân trở lên cường giả. Ha ha, Diệp Thần, bầu trời long hồn mùi vị như thế nào? Khẳng định cực kỳ tuyệt vời đi, dẫu sao là đệ nhất thiên lý lưu lại hồn phách lực. Một cái không nam không nữ thanh âm, ở Diệp Thần vang lên bên tai, làm hắn cả người chấn động một cái. Hắn dương mắt nhìn lên, chặt chẽ nhìn chăm chú vào vậy không gian bỉ đoan, một đoàn hư ảnh giống như là dính vậy, chậm rãi xuất hiện, không có bất kỳ hình thể. Nhưng Diệp Thần nhưng liếc mắt nhận ra người tới. Thiên lý! Hắn lại sẽ hạ xuống nơi này, tự mình đuổi giết mình. Vũ Hoàng Cổ Đế muốn ta lập được lời thề giết chết ngươi, cho nên, mới có hành động hôm nay, thật ra thì trước kia, ta đối ngươi ác cảm còn không mãnh liệt như vậy. Nhưng ngươi nhưng cướp đi thuộc về ta bầu trời long hồn. Thật là không thể tha. Thiên lý vậy không nam không nữ, không trên không dưới thanh âm nhất thời đổi được nhọn gầm thét, làm cho cả không gian cũng nổi lên một tầng cắt rời vậy nếp nhăn. Nó đang phát tiết mình tức giận trong lòng. Nhâm Phi Phàm đã bị ta vây khốn, hao phí ta 90% công lực, hiện tại chỉ còn lại có một thành, bất quá. Luân hồi chi chủ, dùng để đánh chết ngươi vậy là đủ rồi. Thiên lý điều động đầy trời quy tắc lực, ở đó không gian chỗ sâu ngưng tụ thành một cái thông thiên cự kiếm, hòa tan quy tắc tràn ngập quấn quanh, ở tiếp theo một cái chớp mắt, mất đi liền thời không lực lượng, đến Diệp Thần bên cạnh. Như vậy sức mạnh to lớn, Diệp Thần lần đầu cảm thấy không thể chống lại. Hắn cắn răng, lấy ra Long Uyên Thiên Kiếm, cả thân luân hồi huyết mạch tựa như núi lửa bộc phát, sôi trào không ngừng. Thái Dương Xích Hoàng Trảm, huyết sắc thương khung kiếm. Diệp Thần tiếp liền sử xuất hai đại kiếm chiêu, một nửa kim luân mặt trời gay gắt, một nửa huyết ảnh phù không, oanh oanh liệt liệt. Có luân hồi huyết mạch gia trì, càng lộ vẻ vô cùng uy nghiêm. Chỉ bất quá ở đó thiên lý nắm trong tay quy tắc công kích dưới, tắc tắc văng tung tóe, chống đỡ thời gian không quá nửa tức. Diệp Thần trong con ngươi toát ra điên cuồng ánh sáng màu, đó là dồn vào tử địa rồi sau đó sanh đoạn tuyệt. Hắn biết ở trên trời lý trước mặt, có giữ lại chút nào, cũng sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Một tay cầm kiếm, mà Diệp Thần một tay kia chính là dừng lại ở tuyệt đối yên lặng chỉ trong đó. Hóa quyền thành trưởng, xúc thế đãi phát, khí thế bừng bừng. Đây là thuộc về duy nhất luân hồi chi chủ diệt thế tuyệt học, đại thiên trọng lâu trưởng. Diệp Thần lâm vào tuyệt đối tự mình thế giới, ở đó quy tắc thần kiếm sắp phá hủy mình một khắc trước, đẩy ra một trường. Nháy mắt tức thì, thiên địa vạn vật, chư thiên vũ trụ đều run rẩy, mặc dù là hư không chỗ sâu, cũng có không thiếu quy tắc sôi trào né tránh. Khó mà hình dung nghịch thiên lực lượng bộc phát ra, rời núi lấp biển, gào thét như sấm, đem bá đạo khí thế phát huy được tinh tế. Này cùng thần thuật, chấn nhiếp thế gian, là xứng đáng không thẹn 9 tầng trời thứ nhất. Đứng hàng tại 9 tầng trời thần thuật vị thứ nhất, thần uy cuồn cuộn, chí cao vô cùng. Đợi nắm giữ lục đạo luân hồi, quân lâm thiên hạ. Luân hồi chi chủ một trường, cái này thế giới hiện thật không người nào có thể ngăn lại.
Bất quá lúc này, từ trước đến giờ chấn vỡ hoàn vũ, nghiền ép ngôi sao đại thiên trọng lâu trưởng lại đột nhiên đình trệ ở. Loại nào đó lực lượng vô danh từ trong hư không tràn ra, không hề lộ vẻ được biết bao bá đạo, nhưng là nhưng không người nào có thể ngăn cản. Uyển như một cây vô hình sợi tơ, chặt chẽ vây khốn đại thiên trọng lâu trưởng, để cho hết thảy các thứ này nghiền hầu như không còn. Diệp Thần rất khiếp sợ, hắn trải qua như thế nhiều lần chiến đấu, đè để dương tuyệt kỹ, đại thiên trọng lâu trưởng, vẫn là lần đầu tiên bị địch nhân như vậy vô tình nghiền, không lưu bất kỳ tình cảm. Ngươi thực lực không tệ, nếu thời gian dài, tương lai cái này thế gian đỉnh cấp vị, nhất định có ngươi một chỗ ngồi, nhưng càng như vậy, ta lại càng không thể bỏ qua ngươi. Cái này phiến bị giam cầm không gian trong đó, dũng động dòng nước ngầm vậy lộ ra dữ tợn khuôn mặt, nhất thời hóa là ngút trời cự thú. Diệp Thần thúc giục nguyện vọng thiên tinh, đem mình bọc ở đó đầy trời tinh thần trong đó, ngăn cản tiến công của bên ngoài. Cùng lúc đó, hắn huy động tay đao, đại thiên trọng lâu trưởng bị phá sau khí huyết còn chưa hoàn toàn bình phục, liền lại kích động. Tuyết táng tinh trần. Diệp Thần hét lớn một tiếng, như hoa tuyết vậy chấm lặng lẽ tới, hạ xuống ở đỉnh đầu hắn chỗ, trong thoáng qua, đem cái này một phiến thế giới cũng bọc thành thế giới tuyết phủ trắng xóa. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên vận dụng tuyết giấu tinh trần công kích mặt lực lượng. Vậy đầy trời băng tuyết, giống như nhẹ lay động theo chiều gió ám khí, bỗng nhiên tới giữa, đổi được vô cùng sắc bén bén nhọn, một đường hướng ra phía ngoài, dọc theo hư không quỹ tích, đem những cái kia mãnh liệt mênh mông dòng nước ngầm, tất cả đều đánh được cách bờ lên. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, tiếp liền mà đến chiêu thức thất bại, để cho hắn bổn nguyên lực lượng vậy được chút tổn thương, vì vậy lập tức điều động bát quái lò luyện đan thuật, trị thương cho mình. Ở hắn quanh thân, nguyện vọng thiên tinh có 33 thiên thái thượng lực lượng thần bí, phòng ngự cực kỳ vững chắc. May là như vậy, vậy ước chừng ngăn cản 3 phút mà thôi. Hiện tại tổng cộng đi qua 5 phút, Diệp Thần còn chưa từng nghênh đón thiên lý cường thế nhất tấn công, cũng đã thở hồng hộc, vết thương chồng chất. Ha ha, thú vị, trong cơ thể của ngươi trừ luân hồi huyết mạch, vẫn còn có một chút cổ xưa thần ma quy tắc. Chắc là lại lấy được kỳ ngộ nào đó đi, bất quá ta sẽ không để cho ngươi luyện hóa thành công. Thiên lý thanh âm dần dần đổi được dữ tợn, vậy đoàn chậm rãi lưu động ánh sáng bên trong, có mấy tia lưu quang theo đặc định quỹ tích lao ra, hấp thu một đường vũ trụ tinh không lực. Mênh mông lực lượng vô tận vào giờ khắc này thành hình, liền vô cùng phách lối hư không dòng nước ngầm, vậy ngoan ngoãn né tránh, sợ bị hắn ảnh hưởng đến. Cổ lực lượng này không phải không không, nhưng là lại đến gần không không. Chỉ cần lần nữa lột xác, liền có thể đưa tới võ đạo cuối cùng không không có sức tính. Diệp Thần biết, bằng vào mình phát hiện có thần thông, là tuyệt đối không cách nào chặn một chiêu này. Chỉ có dùng không không, mới có thể có một phần chiến thắng cơ hội. Diệp Thần tay cầm Long Uyên Thiên Kiếm, sau lưng huyết long hư ảnh, diễn hóa ra liền một phương thiên địa, chúc Diệp Thần giúp một tay. Trung cực võ đạo, không không lúc nào không. Diệp Thần cao giọng ngâm tụng. Lực lượng thần bí xuyên qua hư không, vậy không biết phiêu hướng phương nào không không lúc nào không cảm ứng được Diệp Thần thành kính triệu hoán. Một món đáng sợ lực lượng, từ vậy tinh không khe hở trong đó lộ ra ra, mang theo chư thiên yêu ma lực, cùng đi chân trời leo. Diệp Thần khí thế nhô lên, căn bản không người có thể ngăn trở. Hắn trên mình, xích trần thần mạch lực lượng bọc ra, hoàng kim chiến giáp bảo vệ trọng yếu tim và đan điền to như vậy. Tiếp theo chính là chưa từng có từ trước đến nay thời khắc. Không gian tầng tầng bể tan tành, vết nứt không tiếng động. Gió bão cuộn sạch, thế gian vạn vật cũng đổi được cực kỳ nhỏ bé, giống như vậy trong bão táp tung bay lá rơi. Cái này hàm chứa không không lực lượng chỉ thủy nhất kiếm, cùng thiên lý vậy năng lượng hư vô đột nhiên đụng nhau, giống như hai viên tinh cầu khổng lồ đụng. Trong thoáng chốc, mũi châm đối dâu. Chung quanh hư không hiện ra một hồi vô tận hắc ám. Sơn hà sụp đổ, trật tự hủy xấu xa, liền liền vậy cao cao tại thượng quy tắc cũng bị vô cùng lực lượng nổ thành bụi bặm, tiêu tán không gặp. Ở đó vô tận hắc ám sau lưng, thần quang đột nhiên hiện lên. Diệp Thần hơi ra chỉ thủy nhất kiếm sau đó, nhanh chóng nuốt vào hai viên đan dược, khôi phục thể lực, nếu như đổi thành những đối thủ khác, hắn thi triển ra võ đạo trung cực nghĩa sâu xa một kiếm sau đó, có thể lưu lại dư lực. Nhưng là đối chiến thiên lý, hắn không dám thờ ơ. Chỉ có toàn lực cần phải. Cả thân lực lượng cũng bị rút sạch, luân hồi huyết mạch và huyền yêu tinh máu cháy, hết thảy gần như khô kiệt. Diệp Thần mới ra đáy biển thế giới,
liền gặp phải như đòn nghiêm trọng này, trong lòng muốn đến, cũng là 10 phần buồn rầu. Thiên Lý bên kia, chính là có chút ngạc nhiên. Lúc này đã qua sấp xỉ 7 phút thời gian, nó còn không có đánh bại Diệp Thần. Đối với cao cao tại thượng, nắm giữ vạn đạo quy tắc Thiên Lý mà nói, đây là không có thể dễ dàng tha thứ sự việc. Thiên Lý giọng, đổi được cắn răng nghiến lợi. Ta vốn là muốn chờ ngươi khí lực hao hết, lại tới cướp lấy bầu trời long hồn, bây giờ nhìn lại chỉ sợ là không được. Trong hư không, có nặng nề tiếng sấm chợt vang, tựa như từ vậy rất xa mãi mãi tới, phong cách cổ xưa bể dâu, hàm chứa vô cùng đại lộ lực. Thiên Lý thành tựu thế giới hiện thật tuyệt đối cường giả, lúc này cũng là thật sự nổi giận. Nếu vô hình vô thể quy tắc không thể làm bị thương ngươi, như vậy liền xem cái này. Thiên Lý vừa dứt lời, ở đó hư không biển mây chỗ sâu, vô tận linh lực xem mây đen tập hợp cuốn vậy, cưỡng ép hội tụ. Một tôn lóe lên màu xanh đen cổ xưa sáng bóng đỉnh lớn, bất ngờ xuất hiện. Ở đó biển mây trong đó chìm nổi sôi trào, từng cơn tiếng sấm, kích động không ngừng, tựa như gõ thiên đạo chúa tể hủy diệt tiếng chuông, hạ xuống cái này thế gian. Diệp Thần gặp được vật này, thần sắc nhất thời đại biến. Trên đó phun trào ra hơi thở, hắn lại là quen thuộc tất bất quá. Đó là cửu đỉnh đại trận, trận này lại thêm Thiên Lý, cơ hồ coi như là thiên đạo quy tắc hạ sinh ra trí cường vật một trong, bàn về uy lực, có thể sánh bằng Hồng Quân lão tổ sáng chế 33 thiên thái thượng thần khí. Bành! Thiên Lý cùng vậy cửu đỉnh trong đại trận một đỉnh, dần dần hòa làm một thể, mà vậy cửu đỉnh đại trận hình thể vậy dần dần sinh ra biến hóa, hóa ra tay khổng lồ cùng đồ sộ chân, còn có đối với uy nghiêm lãnh đạm con ngươi. Từ xưa đến nay, ở giữa đất trời này chưa từng ra đời qua cùng Thiên Lý dung hợp với nhau khí vật, cứu kỳ căn bản, không phải trời lý không muốn, là căn bản không tìm được. Tựa như cùng vậy ma tổ vô thiên muốn phải tìm thân thể mới đồ đựng như nhau, tầm thường đồ đựng, căn bản không cách nào chứa bọn họ vậy cường thịnh vô cùng thần hồn. Đồng xanh cự nhân đứng ở giữa thiên địa, mây mù vần quanh, sấm sét hiện ra, giống như khai thiên ích địa bàn cổ cự nhân như vậy, chí cao vô thượng, bao trùm tại tất cả quy luật bên trên. Diệp Thần một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc, vậy đồng xanh cự nhân tản mát ra khí thế bàng bạc, so với thời kỳ tột cùng Nhâm Phi Phàm cũng không kịp làm, thậm chí cùng ma tổ vô thiên có sức đánh một trận. Đồng xanh cự nhân giống như là chặn một cái san sát cùng trong thiên địa không gian tường, đạp bể tất cả hư không, đi ngang qua khung vũ, hết thảy sự vật đều không cách nào ngăn trở. Giao ra, cầm ngươi bầu trời long hồn và vậy thần ma lực lượng tất cả đều giao ra. Nha, đúng rồi, còn có vậy huyền yêu máu tươi. Đồng xanh cự nhân tiếng giống giận, hư không làm chấn động, mà hắn sau lưng, lại hiện ra to lớn cụm núi ảnh, vậy đỉnh cấp dãy núi thuận thế chân áp xuống tới, đột nhiên đổi được ngưng tụ. Thế giới hiện thật, không người nào có thể ngăn cản. Diệp Thần ở nơi này chờ thần uy bao phủ dưới, cơ hồ không thể nhúc nhích. Diệp Thần khôi phục chút khí lực, nhưng tiếp liền sử dụng đại thiên trọng lâu trường, cùng chỉ thủy nhất kiếm cái này hai đại tuyệt thế thần thông sau đó, hắn thực lực đã rơi xuống đỉnh cấp. Cuối cùng vẫn là cảnh giới kém quá nhiều. Diệp Thần ở trong lòng gầm thét, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Hiện tại đã qua sấp xỉ 9 phút, mắt gặp chạy trốn rực rỡ sắp đến, lại không thể không tiếp nhận vận mạng chế tài. Không, hắn tuyệt không muốn lúc này khuất phục. Diệp Thần ý đồ lần nữa cháy luân hồi huyết mạch, bất kể hậu quả, đối kháng vậy đồng xanh cự nhân. Có thể nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy một hồi lực lượng nhu hòa, từ ngực chuyển tới tim. Cúi đầu vừa thấy, lại là trong ngực bụi cây kia cỏ nhỏ, tản mát ra óng ánh lục quang. Màu xanh biếc thần bí ánh sáng quấn quanh ở cỏ nhỏ trên mình, để lại không thể xóa nhòa cổ xưa đạo văn. Không chỉ có như vậy, vậy bầu trời hoàng tuyền đồ trong đó, vậy ra đời vô số dị tượng, thiên ma đại đế nơi mi tâm, một đạo lưu quang bắn ra. Chuyển kiếp tầng này bảo vệ cấm chế, bất ngờ chiếu vào Diệp Thần trán. Diệp Thần trong mắt, bất ngờ có vô số thần ma kêu gào gào thét, giống như hạ xuống ở máu thịt kia bay tán loạn viễn cổ chiến trường. Đây là... Diệp Thần nội tâm kinh ngạc vô cùng dày đặc, bụi cây kia cỏ nhỏ tựa như đổi hình dáng, vào giờ khắc này, đổi được uy phong lẫm lẫm, không thể nhất thế, giống như quân vương. Theo thiên ma đại đế ấn đường vậy tia tàn hồn dẫn dắt, to lớn ma thần khu cư nhiên trở thành Diệp Thần sau lưng thiên địa dị tượng. Thiên ma đại đế cùng Diệp Thần tư thế giống nhau, nhất cử nhất động nghe theo hắn chỉ huy. Vô tận ma ảnh chiếm cứ thương khung dưới,
vậy hư không thành lũy thật giống như đều sắp bị hắn đỉnh mặc. Đồng xanh cự nhân sở ngưng tụ ra thần uy, hạ xuống đến Diệp Thần trên mình. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, lưng đột nhiên thẳng tắp, mà vậy thiên ma đại đế thân thể không lành lặn vậy noi theo hắn động tác, hai tay cử thiên, vai vác đỉnh nhạc. Vậy liên miên bất tuyệt dãy núi to lớn, lại bị thiên ma đại đế cho đối phó. Một khắc sau, Diệp Thần dưới chân nổ tung ra từng cái lỗ xoáy đen, đó là do vô số ma khí nghiền ép mà thành. Vô số vòng xoáy xen lẫn thành một mảnh tối lưu, đứng ở thiên ma đại đế dưới chân, là hắn cung cấp thừa lực. Vậy đồng xanh cự nhân thấy vậy, ngửa mặt lên trời gầm thét, quát lên ra vô số không gian rung động, đem trật tự quy tắc đánh được nghiền. Hắn nâng lên một cái chân, hung hăng hướng cụm núi bước qua tới, uyển như một cây dơ lên trời trụ, từ bầu trời mất vào tay giặc, mang theo muôn vàn vũ trụ lực. Cho dù vậy thiên ma đại đế thân thể không lành lặn bảo vệ Diệp Thần, cũng không cách nào chịu đựng như vậy áp lực, toàn bộ thân thể cũng đi xuống vùi lấp một đoạn, đạp nhập vậy lỗ xoáy đen trong đó. Chết! Đồng xanh người khổng lồ gầm thét cuồn cuộn như sấm, hắn lần nữa nhấc chân, đạp bể nơi này vô tận không gian, vô số thế giới nhỏ là bể tan tành, phương xa treo tinh thần cũng thay đổi được ảm đạm không dứt. Liền Thái Dương đều bị đoạt đi hào quang, thấy đồng xanh cự nhân, chính là tránh xa. Vậy thiên ma đại đế nhận chịu như vậy uy áp, trên thân thể xuất hiện nhiều chỗ bể tan tành, kịch liệt chấn động đứng lên, nếu không phải là có ma thần lực lượng duy trì, sợ rằng một khắc sau thì sẽ hoàn toàn vỡ là mảnh vỡ. Diệp Thần vậy chống được cực hạn, khí hải cùng kinh mạch cũng gần như khô khốc, chỉ có ý chí đang chống đỡ hắn. Thằng nhóc, ta lực lượng cho ngươi mượn. Ta vậy cầm đi. Hoàng lão cùng Huyền Hàn Ngọc, đây là một trước một sau, đem linh hồn lực lượng, dưới vào Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần mượn này chống nổi vậy sau cùng 30 giây, 10 phút đến. Rồi sau đó, hư không chóp đỉnh có một đạo kiếm quang ngang trời tới, chiếu khắp thế gian, gắng gượng xé ra chỗ này phong bế không gian. Thiên Lý, ngươi dám động hắn, tự tìm cái chết. Nhâm Phi Phàm tiếng giống giận thoáng qua liền tới, giống như thiên đế tiếng sấm. Chọc thủng vậy đồng xanh cự nhân nơi chế tạo ra không gian gông xiềng. Đây là Nhâm Phi Phàm trải qua mấy ngày nay, lần đầu tiên tức giận. Hắn quyết không cho phép cái loại này tồn tại đối Diệp Thần ra tay. Như phải ra tay, cũng phải từ hắn trên thi thể bước qua đi. Diệp Thần chợt cảm thấy trên mình áp lực nhỏ rất nhiều. Mà sau lưng hắn, vậy tôn thiên ma đại đế pháp tướng, chính là hóa là một đạo lưu quang, lần nữa chui vào trong cơ thể hắn. Diệp Thần lúc này mới thấy rõ thiên ma đại đế ngực vị trí, cỏ nhỏ hóa là năng lượng chi nguyên, thao túng cái này thân thể không lành lặn, cứu mình. Hắn lấy tay nâng lên hơi thở uể oải, sắp rơi xuống vực sâu cỏ nhỏ, đem bỏ vào thúy trúc chỉ trong đó, bích lục sức sống chậm rãi vọt tới, bọc lại cỏ nhỏ. Thúy trúc chỉ cố nhiên không có vũ hoàng cổ đế thúy trúc tiên chỉ cường đại như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều tác dụng. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, dương mắt nhìn về phía phương xa, ở Nhâm Phi Phàm trường kiếm bức bách dưới, vậy đồng xanh cự nhân đoạn là hai tiết, cửu đỉnh đại trận khôi phục nguyên hình sau đó, lại là chiết một cái chân. Nhâm Phi Phàm, đừng lấy vì ngươi có thể bảo được luân hồi chi chủ, hôm nay ta là nhất định phải bắt hắn lại. Thiên Lý thanh âm xuyên qua thương khung, không ngừng như tai, hàm chứa trước đó chưa từng có tàn nhẫn cùng lạnh lùng. Hắn cùng Nhâm Phi Phàm, đều là đời này cường giả đứng đầu. Nhâm Phi Phàm có thể đứng vào trước bốn nhóm, mà Thiên Lý vừa vặn đứng hàng thứ năm. Thứ tư cùng thứ năm, trên thực tế chênh lệch chừng mực, trong thời gian ngắn, căn bản khó mà phân ra thắng bại. Nếu như Thiên Lý xuống quyết tâm, muốn cuốn lấy Nhâm Phi Phàm, lại còn những người khác hạ xuống nơi đây đối phó Diệp Thần, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Như tính bây giờ, chỉ có để cho Diệp Thần tiến vào huyền hải, mới là thượng sách. Huyền hải tương hội tại hôm nay cùng hắc ám gần biển chồng lên nhau, ta kéo Thiên Lý, ngươi tiến vào trong đó. Ở đó mênh mông thương khung trong đó, thiên lôi cuồn cuộn, mây đen sôi trào, mà đang điều dưỡng sống Diệp Thần trong đầu truyền đến Nhâm Phi Phàm truyền âm. Hắn thần sắc như thường, nhất thời rõ ràng liền Nhâm Phi Phàm trong lời nói hàm nghĩa, cho dù là hắn, cũng không cách nào 100% bảo đảm mình an toàn. Tiến vào huyền hải, vậy ma đế nên làm cái gì? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Nhâm Phi Phàm con người đông lại một cái, tiếp tục nói, che trời không như vậy dễ dàng trở thành vô thiên đồ đựng. Rõ ràng, Nhâm tiền bối, người muốn chú ý.
Truyền âm xong, Diệp Thần ngồi đàng hoàng ở bầu trời dưới, chờ đợi vậy huyền hải hư ảnh đến. Ước chừng qua 2 tiếng, chân trời đại chiến vẫn chưa kết thúc, thậm chí xa xa chưa từng tiến vào ác liệt giai đoạn. Mà Diệp Thần chính là lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, vậy cổ xưa tinh không trong đó, vô số tinh thần ánh sáng vị trí ảm đạm. Tựa hồ là có vật gì từ trên trời hạ xuống, như vậy mênh mông bao la, che ở tất cả quang minh. Hắn hết tầm mắt trông về phía xa, hai con người bên trong thiêu đốt luân hồi thần hồn, có thể nhìn thấu hết thảy vô căn cứ. Một vòng to lớn bóng dáng che đậy thương khung, không chỉ có che giấu hết ngôi sao chói lọi, còn nghĩ nửa luân mặt trời gay gắt cùng nhét vào trong đó. Đó chính là huyền hải thế giới một nơi hư ảnh, cũng là liên thông huyền hải và chư thiên vạn giới lối vào. Trong truyền thuyết, huyền hải là cái cực kỳ địa phương thần bí, là năm đó Hồng Quân lão tổ cùng võ tổ phân biệt lúc đó, lưu lại một giọt nước mắt. Giọt lệ kia sau đó đi qua tầng tầng diễn hóa, biến thành hiện tại thần bí huyền hải. Hơn nữa ở đó huyền hải bên trong, có Hồng Quân lão tổ đạo lữ, kiêm gia tiên tử chết sau đó lưu lại đạo thống, thừa kế đạo chính thống người đem sẽ trở thành là chân chính vận mệnh chủ. Lần này Diệp Thần đi huyền hải, một là vì tìm vậy vạn vật mẫu kiếm quyết cùng bụi gai vương miệt, thứ hai là hỏi dò huyền cơ nguyệt tin tức, ngăn cản nàng trở thành vận mệnh chủ. Mà tổ vô thiên những năm gần đây vẫn luôn muốn tiến vào huyền hải, nhưng không có biện pháp. Nếu như hắn lấy được vậy chân chính bụi gai vương miệt, liền có thể có cùng vạn khư lực chống lại lực lượng. Mà truyền thuyết kia ở giữa vạn vật mẫu kiếm quyết, chính là Hồng Quân lão tổ vì tưởng niệm vợ quá cố kiêm gia tiên tử, sáng lập kiếm pháp, giống vậy đặt ở huyền hải trong đó. Diệp Thần hít sâu một hơi, vô luận bây giờ là chủ động vẫn bị bách, hắn đều phải bước lên con đường này, đi huyền hải. Ở đó che trời hư ảnh cùng chư thiên thế giới trọng hợp độ đạt đến đỉnh đỉnh lúc đó, Diệp Thần ném ra đặt ở bầu trời suối vàng trên đường huyền tôn cửa. Cánh cửa kia hộ bay lên, đi tới chân trời tới giữa, vừa vặn cùng huyền hải thế giới bóng mở nối đường dây. Ung ung, huyền tôn cửa bốn phía, vang lên cuồng liệt sấm chớp mưa bão tiếng, đó là hai cái thế giới lực lượng lần đầu giao hội, sinh ra rối loạn khí lưu. Bất quá sau đó, huyền tôn cửa trên, lại có vậy cực kỳ cổ xưa đồ đằng, xuyên phá chân trời, cùng vậy huyền hải hư ảnh ánh chung một chỗ. Cũng không lâu lắm, huyền hải bên kia thành phiến bóng mở thế giới, lại bạo động lực. Rào 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 rào. Vô số nước chảy, phảng phất là từ trên trời tới, cuồn cuộn không ngừng, cùng vậy ngân hà nước lũ hối làm một thể, lao nhanh không ngừng. Huyền tôn cửa sung làm huyền hải cùng hắc ám cấm hải cầu, tiếp đưa tới vô số lao nhanh nước chảy, ở đó chân trời, hóa là đạo đạo hư ảnh, khoáng đạt vĩ đại, lộng lẫy muôn vàn. Huyền tôn cửa từ từ mở ra, màu xanh nhạt nước chảy từ trong chảy ra, dần dần đổi được trong suốt, thẳng đến không màu. Chính là hiện tại. Diệp Thần bắt được thời gian, dùng số lượng không nhiều năng lượng thúc dục hư bia tạo thành, bộc phát ra vượt qua hư không thực lực, xuyên thấu đi, đến huyền tôn cửa trước mặt. Đây là hắn phương mới nhìn rõ, cái này hai cái thế giới điểm tụ là có bao nhiêu mênh mông. Đếm không hết vực sâu, rơi xuống không song tinh thần, những thứ này, bình thường ở vào tinh không bên trong, có lẽ có thể thấy, nhưng là khi đến bên ngoài, hồi tưởng lại ngắm nhìn lúc đó, trong lòng rung động như cũ tột đỉnh. Một đạo to lớn lực lượng muốn ngăn cản Diệp Thần, lại bị một món ngang dọc kiếm quang chặn lại. Hắn biết Nhâm Phi Phàm đây là đang vì mình trì hoãn thời gian. Vì vậy lại cũng không có bất kỳ do dự, một bước bước vào vậy huyền tôn cửa trong đó. Cảnh tượng bên ngoài hắn không thấy được, vậy không nghe được, trước mắt trải qua một phiến hắc ám sau đó, lần nữa đổi được trống trải. Mà huyền tôn cửa, chính là một mực đi theo ở hắn bên người. Làm Diệp Thần lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt, tâm tình nhất thời tốt lắm rất nhiều. Dưới chân hắn đất đai là trong suốt, cúi đầu nhìn, kinh ngạc phát hiện dưới chân đất đai lại là núp ở trong mây mù. Huyền hải, quả nhiên là ở trên bầu trời. Diệp Thần xác nhận mình suy đoán. Hoàng lão trước kia liền cùng hắn nói qua, huyền hải lúc ban đầu là ở đáy biển, sau đó thăng thiên lột xác, mới tới trên bầu trời. Cái này huyền hải có thể gọi là chư thiên vạn giới nhất là địa phương thần bí, không chỉ là bởi vì lai lịch của nó thần bí, càng nhiều hơn ở nơi này mảnh đất giới trong đó, còn có rất nhiều không có bị mọi người nơi moi ra bảo vật. Còn như vậy huyền hải bên trong môn phái, trừ kiêm gia kiếm phái nổi danh tiếng bên ngoài, còn lại tông phái tựa hồ cũng không truyền ra quá nhiều thiếu tin tức.
Diệp Thần cẩn thận cảm thụ cái này huyền hải bên trong linh khí trình độ đậm đà, so với thiên nhân vực, địa tâm vực còn muốn nồng đậm hơn. Hắn hạ xuống địa phương là một bụi cỏ nguyên, thời tiết quang đãng, mặt trời rực rỡ cao chiếu, vừa nhìn vô tận thảo nguyên, tiếng gió liệt liệt, cảnh sắc ưu mỹ, làm người ta tâm thần sảng khoái. Xa xa tựa hồ là có người đang hướng bên này chạy tới, cưỡi màu đỏ thấm ngựa tốt. Giá! Một đạo khẽ kêu tiếng hơi ngừng, vậy con linh ngựa nâng lên vó trước, dưới chân uyển như hỏa diễm cháy, bỗng nhiên hí dài, chậm rãi ngừng lại. Ngươi là ai à? Làm sao một mình ở trong thảo nguyên đi đâu? Đi nhanh một chút, nếu không chúng sẽ tới. Người thiếu nữ kia mặt mũi dáng đẹp, mắt to linh động, cả người trên dưới tràn đầy thanh xuân linh động khí. Giờ phút này, nàng thần sắc lộ vẻ được có chút nóng nảy. Chúng là ai? Diệp Thần lộ vẻ được có chút hiếu kỳ, bất quá vẫn là nắm thiếu nữ đưa tới tay, lên linh ngựa. Hắn tâm tư có chút hoảng hốt, dẫu sao đã không nhớ nổi, có nhiều ít năm chưa cưỡi qua ngựa. Vậy còn là rất nhiều năm trước, hắn có ô mang thời điểm, đột nhiên có chút nhớ nhung niệm ô mang, cũng không biết Ngụy Dĩnh chiếu cố được như thế nào. Cùng càng về sau một đường chém giết, đến nơi này vũ trụ minh mông tinh không trong đó, liền lại cũng không thể nghiệm qua như vậy con ngựa rong ruỗi cảm giác. Không nghĩ tới hôm nay, lại là ở huyền hải thế giới thể nghiệm một phen. Thiếu nữ cũng không có hỏi Diệp Thần lai lịch, nàng tựa hồ là muốn nhanh lên thoát đi cái này phiến thảo nguyên. Bên tai tiếng gió gào thét mà qua, cạo được gò má mơ hồ cảm giác đau đớn, Diệp Thần hơi đem thân thể tiến tới, mở miệng hỏi nói chuyện gì xảy ra. Vì sao như vậy lật đật cuống cuồng? Đang vận ngựa tập kích bất ngờ thiếu nữ, quay đầu nhìn Diệp Thần một mắt. Ngươi là từ vậy bên ngoài hương tới chứ? Ta lưu lại ở thiết xiết nhất tộc lâu như vậy, đã rất lâu không gặp qua người ngoài. Thiếu nữ lên tiếng nói. Diệp Thần ngược lại là phát hiện, thiếu nữ này trên mình cũng không có bao nhiêu linh khí chập chờn, không biết là tận lực ẩn núp vẫn là tu vi thấp. Nhưng thiếu nữ tựa như nhìn thấu Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, lần nữa giải thích, chúng ta thiết xiết nhất tộc, ở vào cái này huyền hải nam bộ bên bờ, là mục nguyên dân tộc, phụ trách trấn thủ khu vực này. Nhưng là mỗi lần đến nơi này nhiều mặt thế giới giao hội để gặp, những cái kia vực ngoại sinh linh liền sẽ thừa dịp này cơ hội vượt qua ngọn lửa biển, tới chỗ này. Dựa theo thời gian mà tính, bọn họ tối đa nửa giờ, liền sẽ du ngoạn nơi này. Thật may hôm nay là ta tuần tra, nếu không ngươi đến lúc đó muốn chạy cũng không chạy khỏi. Trong miệng thiếu nữ nhắc tới chữ mấu chốt ngược lại là đưa tới Diệp Thần chú ý. Xem ra Huyền Hải cũng biết, cùng những thế giới khác giao thiệp chuyện. Bất quá vậy vực ngoại sinh linh là thứ gì? Diệp Thần có một loại trực giác, những cái kia sinh linh không thuộc về thiên nhân vực, vậy không thuộc về địa tâm vực. Hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, đi theo thiếu nữ cùng ở trên thảo nguyên chạy như điên. Rốt cuộc, hắn thật giống như thấy được đường chân trời cuối, có một tòa sừng sững ở trên bình nguyên thành trì. Bất quá nhưng vào lúc này, vô hình âm lãnh cảm, theo cái này cổ gió lớn thổi qua tới. Liền Diệp Thần cũng nổi lên một tầng da gà. Thiếu nữ vậy ý thức được một điểm này, nàng tăng nhanh tảo hồng ngựa tốt tốc độ, ngựa này thật giống như dưới chân sinh gió, mỗi một bước bước ra, thế như bôn lôi, tựa như nhanh như tia chớp mau lẹ. Bọn họ tới. Thiếu nữ cũng không quay đầu lại nói, thân sắc và chán tới giữa lại là có vẻ khẩn trương. Diệp Thần quay đầu lại, gặp được vô tận bóng đen, đem bầu trời che đậy. Rộng rãi thảo nguyên. Ở trong nháy mắt như rơi hắc ám. Được nhanh lên một chút, nếu không bị đám sinh linh kia dây dưa tới, chúng ta đều phải chết. Thiếu nữ thần sắc ngưng trọng, bàn tay nàng kết ấn, sau đó vỗ vào vậy màu đỏ thẫm ngựa tốt bên trên. Vậy con tuấn mã ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành một đạo lưu quang, vèo một tí, liền vượt qua mười mấy dặm đường, rất nhanh thì đến tòa thành trì kia bên bờ. Diệp Thần cái này mới thấy được. Vậy thành trì bầu trời có một phiến chân không khu vực, bên trong có màu trắng lưu quang hội tụ thành một tòa trận pháp, chống lên nguyên phiến thương khung. Vậy đứng ở trận pháp trước khi, là mấy trăm cái cường tráng người đàn ông, bọn họ thân thể do như núi cao vậy cao vút, kim quang tràn ngập. Diệp Thần chỉ thấy được có cái thân cao chín thước người đàn ông, giơ tay lên bên trong vậy cầm to lớn rìu, chống lên vậy một phiến khổng lồ kim quang pháp trận. Người sau lưng nhận được mệnh lệnh của hắn. Đem lồng bảo hộ mở ra một cái lỗ nhỏ. Hai người phóng ngựa chạy như điên, nhưng là sau lưng, hắc khí cuộn sạch tốc độ vậy hết sức nhanh chóng.
cơ hồ là ở im hơi lặng tiếng gian đuổi kịp bọn họ. Khoảng cách ngựa, bất quá mấy dặm xa. Một mảng lớn hắc động hiện ra vô cùng sương mù, cùng tầm thường ma đạo hơi thở không cùng, cái này phiến hắc động là vặn vẹo, hơn nữa xé ra từng cái khe lớn, vô cùng tà ác khí thế tràn ngập ra. Đó là một loại tiên thiên tà ác, thoát khỏi tại đại lộ ra, có thể hủy diệt vạn vật, tạo thành thế giới sinh linh đổ thán. Diệp thần còn từ không gặp qua này cùng hắc ám cùng tà ác, không khỏi được trong lòng rét một cái. Sốt cuộc bọn họ đang bị hắc ám bao gồm một khắc cuối cùng, vọt vào vậy đại trận lỗ hổng bên trong, đem tà ác hắc ám ngăn trở ở bên ngoài. Ánh vàng rực rỡ ánh sáng lóe lên không ngừng, uy lực mạnh mẽ. Thiếu nữ tiến vào trong đó sau đó, hít một hơi thật sâu, nàng cũng không biết cuối cùng vậy mấy giây thời gian, là Diệp thần vận dụng căn nguyên lực tranh thủ được. Chính là Diệp thần cắt đứt hai người cùng không gian tới giữa liên lạc, bọn họ mới có thể trở lại chỗ tòa này trên thảo nguyên trong thành trì. Diệp thần ánh mắt bên trong, tóe ra vô hình mãnh liệt ánh sáng mạnh, để cho vậy được nhóm thành phiến hắc vụ dừng lại chốc lát. Đang là xuyên thấu qua cái này hồi lâu, Diệp thần ở một cái hư không kẽ hở trong đó, gặp được một chiếc thuyền cổ xưa. Chiếc thuyền kia thật sự là lão được không giống bộ dáng, cắm đầy nhuốn máu lá cờ, ở đó vô tận hắc vụ trong đó lướt ngang. Giờ khắc này, hơi thở tử vong bao phủ Diệp thần, để cho trong cơ thể hắn máu vận chuyển đều có chút đình trệ. Hắn nhanh chóng nhắc tới luân hồi lực lượng, mới đưa loại cảm giác này làm tan rã. Vậy rốt cuộc, là thứ gì? Diệp thần ở trong lòng tự nói, hắn lưu lại ở cái này bao trùm nguyên tòa thành trì khổng lồ trận pháp bên trong, trên đỉnh đầu kim quang lóe lên, chặn lại những cái kia điên cuồng gầm thét mây đen. Mà trong thành các nơi, đều có người cường đại duy trì trận pháp. Hắn đứng ở trên tường thành, dõi mắt nhìn lại, không thiếu cư dân tránh ở trong đó, run lẩy bẩy, đầy mắt đều là sợ hãi. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, những cái kia mây đen rốt cuộc tiêu tán, mà kim quang pháp trận cũng thay đổi được tàn tạ không chịu nổi. Những cái kia trống lên nửa bầu trời thảo nguyên người đàn ông thở hồng hộc, mệt mỏi có phải hay không? Những thứ này vực ngoại sinh linh quá đáng sợ, chỉ cần mỗi lần huyền hải xuất hiện chỗ sơ hở. Bọn họ giống như người điên vậy tràn lên. Vậy quơ lên to lớn lưỡi rìu người trung niên, là nguyên tòa trận pháp trung tâm, hắn hơi thở xa xưa lâu dài, Diệp thần không nhìn thấu. Sơ lược phỏng đoán, là thiên quân tầng thứ cường giả. Những quái vật này tử khí quá đậm, liền hắn đều cảm thấy kiềm chế. Đa tạ vị này tiểu huynh đệ, nếu không phải ngươi ở cuối cùng kéo con gái ta một cái, chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Hắn đi tới ôm quyền nói cảm ơn. Mà cô bé kia ánh mắt cũng là tràn đầy cảm kích. Hắn thăng là thảo nguyên này cao nhất thủ lãnh, tuy nói ngạc nhiên tại Diệp thần lai lịch, nhưng không làm hỏi nhiều. Ở đó mênh mông ngoại giới có rất nhiều đứng đầu thiên tài, thực lực vô cùng là mạnh mẽ, chỉ là cho tới nay, không có đả thông tiến vào huyền hải đường mà thôi. Có thể từ nơi này cái cổ lộ tiến vào, tất nhiên là thực lực cường đại tồn tại. Diệp thần thông qua thà trò chuyện, đại khái biết được nơi này tình huống. Nơi này là huyền hải phía nam nhất, thuộc về hoang vu vùng, mà những cái kia đại danh đỉnh đỉnh huyền hải tông phái, phần lớn phân phối ở nam bộ và trung bộ cùng giàu có địa phương. Bọn họ là thảo nguyên nhất tộc, phụ trách bảo vệ cái này phía nam khu vực, trong ngày thường cùng đời vô tranh, vô cùng thiếu tham dự huyền hải thịnh sự. Nhưng bàn về thực lực tới, tuyệt đối là không kém. Diệp thần ở chỗ này dừng lại một ngày sau, liền cáo từ rời đi. Trước khi đi hắn còn hỏi thăm chút và vậy đầy trời hắc khí có liên quan sự việc. Thảo nguyên thủ lãnh thần sắc ngưng trọng, lắc đầu biểu thị không hoàn toàn rõ ràng, bọn họ chỉ biết là, những cái kia tà ác người là từ hư không trong hắc động chui vào. Căn bản không thuộc về chư thiên vạn giới. Bởi vì chúng không bị quy tắc trói buộc, cũng không tuân theo thiên đạo, cực kỳ quỷ dị. Diệp thần trong lòng suy tư, đây rốt cuộc là cái gì loài, hắn trước kia có thể chưa từng nghe nói qua. Bất quá cái này huyền hải huyền diệu vô cùng, cơ hồ đứng một mình tại chư thiên vạn giới ra, xuất hiện loại sinh vật này cũng không khó mà hiểu. Huyền hải địa giới đã tới chia ra, trước một giây có thể vẫn là nóng bỏng dung nham, ở đó châu núi liền phiến trong đó mãnh liệt như nước thủy triều, một giây kế tiếp liền có thể đến băng thiên tuyết địa cánh đồng hoang vu, khí lạnh gào thét. Diệp thần ở chỗ này thời gian, hóa nhiều loại thân phận hỏi dò tin tức, đều là nghe được Huyền Cơ Nguyệt tên chữ. Huyền Cơ Nguyệt bây giờ là Kiêm gia kiếm phái nơi chọn lựa ra thiên mệnh con gái, không lâu sau nữa liền sẽ thừa kế đạo thống,
trở thành huyền hải bên trong nổi bật nhất viên kia tinh. Diệp Thần nghe được tin tức này, tâm tình không khỏi trở nên có chút nặng nề. Huyền Cơ Nguyệt là hắn kẻ địch, đời này hắn nhất định phải chính tay đâm đối phương, mới có thể rửa sạch ngược nợ. Nàng càng cường đại, Diệp Thần phía sau vậy thì càng khó làm. Vì vậy hắn khắp nơi hỏi thăm Kiêm Gia kiếm phái tin tức. Bất quá có một chút, nhưng là để cho người không nghĩ ra, mọi người đều biết Kiêm Gia kiếm phái danh hiệu, cũng không biết Kiêm Gia kiếm phái rốt cuộc ở vào phương nào. Tông môn ở nơi nào, mà truyền thừa phát nguyên địa lại là ở nơi nào. Đối với lần này, mọi người đều là không biết gì cả. Chỉ có làm Kiêm Gia kiếm phái người đi ra lúc đó, bọn họ mới có thể biết kiếm phái trở nên chuyện. Không lâu sau, Diệp Thần vì tìm Kiêm Gia kiếm phái và 9 tầng trời thần thuật rơi xuống, đang cụm núi trong đó du lịch, nơi này huyết khí chập chờn vô cùng là đặc thù, vách đá dưới không có bất kỳ cây cối, vậy không có sinh cơ, chỉ có một phiến đen nhánh đất đai. Chỗ này có chút huyền diệu, có lẽ sẽ có cơ duyên tồn tại. Diệp Thần liền đi tới nơi này, vừa muốn điều tra tình huống, bỗng nhiên lúc này, vách đá một đầu khác truyền đến huyên náo thanh âm. Vậy cách nhau ngoài trăm dặm miệng núi lửa, một đạo thân ảnh phóng lên cao, bắn ra liền dung nham sóng nhiệt, liều mạng chạy trốn. Mà sau lưng hắn có xoát xoát trên trăm đạo thân ảnh đuổi theo ra, kêu la om sòm, huyết khí ngút trời. Bọn họ thân thể cùng nham thạch nóng chảy một cái màu sắc, nhìn qua giống như cả người bị huyết tương bọc. Những cái kia cư ngụ ở nham thạch nóng chảy trong đó người máu khí thế cực kỳ hùng hồn, ngoắc tay, cuồn cuộn nham thạch nóng chảy liền biến thành từng đạo con sông cuốn lại, giết hướng vậy chạy thục mạng bóng người. Chạy trốn người trong ngực một bụi thanh thúy cây cối cây giống, hắn người mặc quần áo đen phục, thần sắc lộ vẻ được nóng nảy không dứt. Những người máu kia thực lực rõ ràng mạnh hơn so với hắn. Mà hắn một người một ngựa, làm sao có thể đấu thắng? Người đàn ông đồ đen ánh mắt khắp nơi nhìn ra xa, phát hiện đứng ở một chỗ bên trên vách đá, thần sắc lạnh nhạt Diệp Thần. Ở hắn trong mắt xem ra, Diệp Thần nhìn như rất trẻ tuổi, tựa hồ không giống như là cao nhân. Hắn hiện tại muốn tìm kiếm, là lỡ đường cao thủ trợ giúp. Bất quá hiện tại nhưng không được những thứ khác, người đàn ông đồ đen cắn chặt hàm răng, hóa thành một đạo lưu quang. Hướng Diệp Thần bên này chạy tới. Diệp Thần thấy vậy, ngược lại là sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới người này lại có thể hướng mình vọt tới. Hắc quang chớp mắt, ngập trời huyết khí tiếp theo tới, những cái kia tánh tình nóng nảy người máu tự nhiên làm theo lấy là Diệp Thần là người đàn ông đồ đen đồng bọn. Lúc này thao túng nham thạch nóng chảy, sóng nhiệt mãnh liệt, mùi lưu hoàng theo tới, thật là phải đem người ngộp chết. Diệp Thần thần sắc lạnh lẽo, hắn sừng sững ở tại chỗ. Động cũng không động, những người máu kia đem hành vi hiểu là thị uy, ngút trời huyết lãng đem Diệp Thần hoàn toàn chìm ngập. Chạy trốn tới xa xa, tránh thoát một kiếp người đàn ông đồ đen quay đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên lau một cái áy náy. Là hắn liên lụy Diệp Thần, bất quá hiện tại hắn chớ không có cách nào khác. Làm vậy nham thạch nóng chảy tiêu tán, máu mọi người tiếng cười điên cuồng liền im bặt, bởi vì Diệp Thần cả người trên dưới, không có tổn hại chút nào. Mà ngay sau đó, Diệp Thần triệu hoán ra Long Uyên Thiên Kiếm, căn bản không cần dùng tới Vĩnh Hằng và Chỉ Thủy Nhất Kiếm lực, những người máu kia cửa liền ở màu máu kiếm quang dưới hóa là ảo ảnh. Không có chết qua người máu cửa kinh hoàng thất thố, chạy trốn tứ phía, nhất thời quân lính tan rã. Diệp Thần nơi xử ra vậy lao kiếm quang, long trời lở đất, thiên khung mây mà cũng theo đó tan đi, thở mạnh chỗ sâu bị xuyên qua một cái hắc động thật lớn. Hắn căn bản không cần dùng tới huyết long hoặc là luân hồi lực lượng, ước chừng bằng vào Long Uyên Thiên Kiếm bản thân linh khí, liền có thể sinh ra uy lực to lớn. Dẫu sao Long Uyên Thiên Kiếm nhưng mà tám đại thiên kiếm một trong, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí nói đi qua Diệp Thần luyện hóa cùng huyết long rèn luyện, trong mơ hồ đã ở tám đại thiên trong kiếm bộc lộ tài năng. Vậy người đàn ông đồ đen thấy được Diệp Thần kiếm quang, chợt cảm thấy chấn động, liền tâm thần cũng kích động không dứt. Vậy cuồn cuộn thần kiếm, thật là phách khai thiên địa, đánh đâu thắng đó, không gì không thể. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Vậy người đàn ông đồ đen thấy Diệp Thần tiêu diệt tất cả người máu, theo bản năng lấy là Diệp Thần là thanh niên bộ dáng cao thủ tuyệt thế, cho nên trịnh trọng gọi nói. Diệp Thần kỳ quái được nhìn hắn một mắt, cũng không làm phản bác, không giải thích được liền cao bối phận. Lúc đầu cái này nam tử tên là Tần Hồng Nghị, là cái này đất hoang vu một nơi tông môn đệ tử. Hôm nay hắn tìm được một phiến lá cây, được chỉ dẫn,
liền cầm đi ra đến núi lửa để mạo hiểm thử một lần, không nghĩ tới thật tìm được cái bảo bối. Một tìm, liền tìm ra cái này lá cây bản thể. Nhưng vậy như vậy gặp phải những thứ máu này người chủng tộc đuổi giết, một đường chạy, thật may gặp phải Diệp Thần, lúc này mới tránh được một kiếp. Tiền bối, người thanh kiếm kia cùng chúng ta đạo chính thống kiếm pháp khí vận đặc biệt tương tự. Tần Hồng Nghị cung kính nói. Âu, phải không? Hắn tu luyện kiếm đạo rất nhiều, nhưng tổng hợp mà nói, chủ yếu nhất chính là luân hồi kiếm đạo, thiên hạ trên đất vì thế nhất mạch, tương lai nhất định phải xưng bá chư thiên, độc đoán vạn cổ. Cái này cùng cực kỳ cường đại kiếm đạo hơi thở, lại cũng có người nói gặp qua tương tự, Diệp Thần không khỏi sinh lòng tò mò. Không cần như vậy khách khí, ta tên gọi Diệp Thí Thiên, nếu ngươi nói các ngươi tông môn kiếm pháp hơi thở cùng ta tương tự, vậy cũng hay không để cho ta tùy ngươi cùng đi trước xem. Dĩ nhiên có thể, bất quá, mới vừa rồi ta phát hiện huyệt động kia chỗ sâu còn có lưu lại bảo tàng, không biết ngươi có thể hay không cùng ta cùng đi vào xem. Được, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vẫn là gật đầu. Diệp Thần cùng hắn cùng, lần nữa đi tới lửa kia núi bên trên. Bên trong nham thạch nóng chảy mặt lưu lại người máu, chính mắt thấy được Diệp Thần một kiếm tiêu diệt đồng bạn của bọn họ, vì vậy chỉ dám núp ở núi lửa phần đáy, không dám đi lên. Hai người mở linh khí hộ thể, tiến vào nham thạch nóng chảy bên trong, không lâu, tìm được một nơi hang động. Tiến vào huyệt động kia, Tần Hoành Nghị tìm được một cái hộp, Diệp Thần nhận lấy trong tay hắn thần bí hộp, nhìn một cái. Vậy trên cái hộp mặt một đóa bạch liên, từ từ nở rộ, không có phát hiện bất kỳ chữ viết gì hoặc là ký hiệu. Bất quá lửa kia núi phần đáy trong hang động, ngược lại có chút thần bí hình vẽ, hình như là bị đao kiếm tạc khắc ra. Hai người chỉ gặp bóng lưng võ đạo cao thủ, đang luận bàn. Trong vô tình, tạo cho nơi này sinh ra bảo vật. Như vậy thần bí trên cái hộp, lóe ra giống nhau sáng bóng, phảng phất là cùng trên vách tường những thứ này tạc vết một khối. Hai cổ giống nhau ánh sáng đan vào lẫn nhau, liền kết chung một chỗ, lại là biến ảo thành một món còn sót lại ý thức. Vậy tia tàn hồn giống như là một cái linh xảo thần thỏ, vèo một tí, chui vào Tần Hồng Nghị trong ý nghĩ. Diệp Thần biết được Tần Hồng Nghị lấy được cơ hội, vì vậy bảo vệ ở hắn bên người, để cho hắn nhắm mắt luyện hóa. Ước chừng qua hai nén nhang thời gian, Tần Hồng Nghị mở hai mắt ra, con ngươi trong đó tràn đầy vẻ vui mừng. Đa tạ Diệp Thí Thiên huynh đệ, nếu không, ta căn bản không có biện pháp tìm được phát nguyên địa. Tần Hồng Nghị nghiêm túc nói cảm ơn. Diệp Thần ở bên trong huyệt động, cùng hắn nói một phen thân phận, biểu thị hai người cũng là cùng đời, không cần quá mức khách khí. Nhưng Tần Hồng Nghị trong lòng cảm thấy, đối với Diệp Thần loại kiếm đạo này thiên tài, nhất định phải cho tôn xưng. Không sao, đây đều là chuyện nhỏ mà thôi, đổi thành người khác, vậy sẽ như vậy. Tần Hồng Nghị đi qua lần này sau đó, thần hồn rõ ràng so với trước kia cường đại một ít, hơn nữa trong cơ thể linh khí càng mãnh liệt. Sau đó, Diệp Thần đi theo Tần Hồng Nghị cùng nhau, đi tới hắn chỗ ở tông môn. Ở nơi này trung bộ cùng miền nam tiếp giáp vùng. Chỗ này tông môn dần dần không nhìn thấy ở bí cảnh trong đó, nhìn qua phong cảnh xinh đẹp, linh khí sung túc. Nơi này tên là Thiên Kiếm Phái, trong tông môn có nhất bí cảnh, nghe nói là Hồng Quân lão tổ lưu lại, đã từng diễn hóa qua không không. Dĩ nhiên, vậy chỉ là tông phái tổ tiên mà nói, hậu nhân cũng không có chứng thật chuyện này, hơn nữa cái này huyền hải trong đó người đối với lần này phần lớn đều là khịt mũi coi thường, biểu thị không tin. Toàn bộ huyền hải đều là do Hồng Quân lão tổ nước mắt hóa thành một khối đại thế giới, ai đi ra ngoài cũng có thể nói mình tông môn cùng Hồng Quân lão tổ có liên quan. Làm Diệp Thần đi vào thời điểm, nhưng nhíu mày một cái. Vậy cái gọi là linh khí bình phong che chở, tựa hồ là giả tưởng, dùng để hấp dẫn người con mắt, trên thực tế ở vào thung lũng trong đó tông môn, cũng không có như này tốt tu luyện hoàn cảnh. Cùng cái này huyền hải ở giữa cái khác cao cấp tông môn tới so, nơi này quả thật kém không ít. Hai người tiếp tục tiến về trước tới, đi tới đóng chặt phong cách cổ xưa trước cửa. Ở cửa kia phía trên, có một thanh khổng lồ thiên kiếm thẳng xông lên trời cao, rộng lớn lẫm liệt, bất quá hoặc giả là bởi vì lâu năm không sửa sang, không người tu sửa, thiên kiếm bên trên, đã xuất hiện không thiếu mài mòn. Diệp Thần một bước vào nội môn, mà lúc này, hắn khổng lồ kia khí hải trong đó, Long Uyên thiên kiếm lại sinh ra tí tì bạo động. Ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên bản không lành lặn tả tơi to lớn thiên kiếm,
lại phun trào ra một chút ánh sáng sáng chói. Tần Hồng Nghị vậy vừa vặn gặp được một màn này, nội tâm rất chấn động. Vậy cầm đá lớn thiên kiếm là thiên kiếm phái người sáng lập lưu lại. Bị khắc ở trên cửa, làm vì tông phái cường thịnh ký hiệu. Cứ nghe cái này cầm thiên kiếm nếu như đụng phải người hữu duyên, liền sẽ tự động tỉnh lại, lần nữa đổi được vô cùng cường thế. Đã bao nhiêu năm, cái cửa này thiên kiếm lần đầu tiên có phản ứng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vô hình đại lộ liên lạc, tựa hồ vào lúc này kết hợp lại, liền Diệp Thần vậy phản ứng không kịp nữa, trong cơ thể hắn ba cây thiên kiếm, đều là phân ra một luồng quang mang, tiến vào vậy tông môn phía trên tàn tạ kiếm to bên trong. Bành, 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 thiên kiếm sinh ra dị biến cực kỳ nhanh chóng, thậm chí đi xuống rơi xuống, đánh vỡ vậy cánh cửa. Gầm thét tiếng không biết từ nơi nào truyền tới, xa xôi mênh mông, không phát ra hết sức ánh sáng, tựa hồ là một đầu từ sóng biển dâng trong đó mãnh liệt vọt ra quái thú. Giống như đợt sóng vậy mãnh liệt cảm ngộ tấn công tới, hàm chứa cường đại võ đạo ý niệm, Diệp Thần không do dự nữa, trực tiếp vận dụng luân hồi huyết mạch, đem toàn bộ bao khỏa, tiến vào ý ngay trong óc, tiến hành luyện hóa. Vô tận kiếm quang tụ vào trong đó, tự chữa tốt lắm đá lớn thiên kiếm chỗ sơ hở. Bất quá nhưng vào lúc này, thiên kiếm đột nhiên biến hóa, khúc khuỷu, vậy cái gọi là thiên kiếm trong phút chốc khôi phục nguyên trạng. Mà Diệp Thần trong tay, như cũ nắm vậy cầm Long Uyên thiên kiếm, nhìn qua không phản ứng chút nào. Hai người tới giữa tựa hồ sinh ra liên lạc, vừa tựa hồ không có bất kỳ hỗ động. Tần Hồng Nghị con người càng ngày càng sáng, hắn hiện tại tuyệt đối tin tưởng, Diệp Thần là cùng thiên đạo kiếm bản về có liên quan tồn tại. Thanh kiếm này ngàn vạn năm tới cũng chưa có người thúc giục qua, Diệp huynh, người thiên phú có một không hai người thường. Ta muốn người nhất định có thể trở thành kiếm này đạo lãnh vực xứng đáng không thẹn mọi người. Tần Hồng Nghị luôn miệng thán phục. Diệp Thần chính là cười một cái, từ chối cho ý kiến, hắn lần này đi theo Tần Hồng Nghị đi vào, chính là vì hỏi dò vậy một chút Hồng Quân lão tổ kiếm khí. Bất kể là thật là giả, hắn đều phải tới xem. Cái này thiên kiếm phái cùng những tông môn khác cũng giống như nhau, tông phái toàn thể thực lực bị giới hạn, cho nên một đường xuống, Diệp Thần cũng không thấy cường đại dường nào tông môn đệ tử. Những người đó thấy Tần Hồng Nghị trở về, thần sắc lộ vẻ được vô cùng là khinh thường. Không nghĩ tới người phế vật này sau khi đi ra ngoài, lại có thể còn có thể sống được trở về, thật là kỳ quan. Ít đi ra ngoài chút, đừng cho chúng ta thiên kiếm phái mất mặt. Lần trước võ đạo đại hội ngươi bại bởi dáng Trần Tông người, còn ngại không đủ mất mặt sao? Tần Hồng Nghị ở trong tông phái tựa hồ không rất được hoan nghênh, không thiếu đệ tử cũng đối hắn châm chọc. Mà Tần Hồng Nghị chính là cắn răng nắm quyền, cũng không nói lời nào. Đi, Diệp huynh đệ, ta mang ngươi đi gặp tông môn trưởng lão. Tần Hồng Nghị mang Diệp Thần đi tới đỉnh núi. Nơi này mây mù vần quanh, có một tòa huy hoàng cung điện, giường cột chạm trổ. Từ đất bằng phẳng lên, tản ra cổ xưa thần uy, chỉ bất quá vậy cung điện chỗ sâu, tản mát ra một chút lụn bại cảm giác. Chắc hẳn cái này thiên kiếm phái đúng là từng huy hoàng qua, đáng tiếc hiện tại như trời rơi hoàng hôn, không cách nào lại xưng bá. Tần Hồng Nghị đi tới trong cung điện, đem vật trong tay hiến tặng cho vậy hai người cao tầng trưởng lão. Vậy hai thân người mặc trường bào, tối sầm một trắng, một mập một gầy, khí tức cường đại vần quanh người. Bọn họ hai người là thiên kiếm phái tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, thực lực mạnh thịnh, địa vị hiển hách. Vốn là bọn họ là sẽ không nhận gặp Tần Hồng Nghị cái này cùng cấp thấp đệ tử, bất quá Tần Hồng Nghị tuyên bố mang về bảo vật. Hai vị trưởng lão, ta từ Hỏa Diễm Sơn lấy được máu quái nhất tộc bảo vật, hiến tặng cho tông môn. Tần Hồng Nghị đem vậy bảo vật đưa tới, hiến tặng cho cái này hai người trưởng lão sau đó, còn nghĩ Diệp Thần sự việc nói cho bọn họ nghe. Nhưng là cái này hai người trưởng lão sau khi nghe xong, lại là vui vẻ cười to đứng lên. Tần Hồng Nghị, người thực lực nhỏ cũng được đi, liền hoa cả mắt sao. Đây chính là thời kỳ hồng hoang lưu lại lau một cái kiếm ý, nhiều năm như vậy tới nay cũng không có người có thể dẫn động, hiện tại chỉ bằng cái này thái chân cảnh tiểu tử. Mập mạp tam trưởng lão, thần sắc bên trong tràn đầy khinh thường. Đừng xách loại chuyện này, muốn cho hắn tiến vào chúng ta thiên kiếm phái. Không cửa, thiên kiếm phái cũng không phải là cái gì con mèo, con chó cũng có thể vào. Vậy tứ trưởng lão bưng ngồi ở bên cạnh, không nói một lời, nhưng hắn mi mắt gian đã tràn đầy khinh miệt. Diệp Thần nghe vậy, nhíu mày một cái.
hắn trên mặt nổi cảnh giới mặc dù nhìn qua không cao, khá vậy không cần phải như vậy lên tiếng châm chọc đi. Tần Hồng Nghị thần sắc trở nên có chút lúng túng, hắn nhìn xem Diệp Thần, xông lên hắn áy náy cười một tiếng. Ở hắn nhận biết trong đó, Diệp Thần cho thấy một màn kia kiếm ý, thậm chí không kém gì trước mặt hắn cái này hai người trưởng lão. Diệp Thần đối cái này hai người không có hảo cảm, gọi cũng không đánh, liền xoay người rời đi. Hai người ra trưởng lão này điện, Tần Hồng Nghị xin lỗi liền liền, bất quá Diệp Thần lại không làm sao để ý. Hắn vốn còn muốn tìm một cơ hội cẩn thận nghiên cứu một tí kiếm ý, nhưng bây giờ nhìn lại, cái này Thiên Kiếm phái cũng không quá như vậy, kiêu ngạo tự đại, trong mắt không người. Khó trách sẽ luân lạc đến đây. Tần Hồng Nghị tựa như xem thấu Diệp Thần nội tâm ý tưởng, lên tiếng nói, Diệp huynh, ba ngày sau, tông phái chúng ta hội cử hành một tràng toàn tông luận đạo đại hội, bổn tông đệ tử đều là có thể tham gia, nếu như ngươi không ngại, ta nguyện đem ta thân phận chuyển nhượng cho ngươi đi trước tham gia thi đấu. Diệp Thần hơi kinh hãi, hắn dĩ nhiên rõ ràng tông phái toàn thể tham dự luận đạo đại hội đại biểu cái gì, sợ rằng bất kỳ đệ tử cũng không muốn thả qua cái loại này cơ hội. Tần Hồng Nghị đành phải cười khổ nói, ta thực lực không cách nào ở trong tông phái đặt chân, thà đi lên bị người khi dễ, ngược lại không như giúp người thành đạt. Diệp huynh, nếu không phải ngươi cứu ta, sợ rằng ta đã sớm mất mạng máu kia quái tay, xin ngươi hãy không muốn từ chối. Tần Hồng Nghị giọng chân thành mà thành khẩn, để cho Diệp Thần có chút lộ vẻ xúc động. Hơn nữa Tần Hồng Nghị còn cố ý nhấn mạnh, lấy được luận đạo đại hội hạng nhất đệ tử, có thể đi Thiên Kiếm phái sau núi, ở thần thạch trên cảm ngộ kiếm đạo. Cái gọi là thần thạch, cũng là thời kỳ man hoang lưu lại hồng mông bảo, nghe nói là viễn cổ kiếm đế năm đó tránh đạo thành tiên lúc đó, dưới người nơi bàn ngồi chính là khối đá này. Trừ cái này ra, còn có mấy hạng mê người bảo vật khen thưởng. Đối với khen thưởng, Diệp Thần lộ vẻ được không có vấn đề. Hắn coi trọng nhất là Thiên Kiếm phái sau núi cấm khu thần thạch. Sợ rằng đá này và Hồng Quân có liên quan. Thậm chí nói không chừng cùng vậy hai môn ở huyền hải ở giữa 9 tầng trời thần thuật cũng có quan hệ rất lớn. Rồi sau đó, hắn do dự hồi lâu, vẫn đáp ứng Tần Hồng Nghị. Thứ nhất là hắn thịnh tình khó chối từ, thứ hai là Diệp Thần vậy cảm ứng được nơi này kiếm đạo thần ý, rất có tìm tòi kết quả ý muốn. Thứ ba, nếu là thật và 9 tầng trời thần thuật có liên quan, vậy mình liền được lợi lớn. Được, đã như vậy, vậy ta liền đem hết toàn lực đi thắng được vậy đại hội đầu khôi. Tần Hồng Nghị nhất thời cơn sóng trong lòng dâng trào, nếu như Diệp Thần có thể ở luận đạo trong đại hội được nhiều thành tựu xuất sắc, tại hắn mà nói, cũng là một loại hãnh diện. Cái này ba ngày bên trong, Diệp Thần tính tu tính tọa, dần dần tu bổ trong cơ thể những cái kia nội thương. Trong đó có chút tổn thương là bái thiên lý ban tặng, Diệp Thần nhìn mình thân đồng hồ vậy như con rít vậy giữ tợn vết thương. Trong đó còn có cuồn cuộn kiếm ý đang chảy xuôi, dùng nơi này ra thịt không được thành hình. Mình năng lực khôi phục biết bao khủng bố, cơ hồ bất tử bất diệt, cũng có thể bị thương thành như vậy, có thể hôm nay lý có kinh khủng dường nào. Diệp Thần trong lòng ngầm mắng, nhưng vậy không thể làm gì. Ngày trước lý có thể là đại đạo quy tắc người điều khiển, cực kỳ mạnh mẽ. Hắn lưu lại ám vết, một năm nửa năm còn thật không cách nào hoàn toàn khôi phục. Chỉ là không biết Nhâm Tiền Bối và ngày trước lý cuộc chiến như thế nào. Huyền hải thời gian tỷ lệ sợ rằng và hắc ám cấm hải có ra vào, Nhâm Tiền Bối hoặc là đã đánh lui thiên lý, hoặc là còn ở đánh một trận. Chỉ mong Vũ Hoàng Cổ Đế và Vô Thiên sẽ không nhúng tay trận chiến này. Ba ngày sau, luận đạo đại hội chính thức mở, Thiên Kiếm phái mấy trăm ngàn tên đệ tử, cũng sẽ tham dự trong đó. Đây là Thiên Kiếm nhị 10 năm một lần cao cấp hội họp lớn, đặt ở rất nhiều năm trước, thậm chí có thể duyên triển đến toàn bộ huyền hải, làm trên đời sôi trào. Diệp Thần lấy là Tần Hồng Nghị đem danh ngạch nhường cho mình, không lại có bao nhiêu người chú ý, lại không nghĩ rằng chuyện này tuyên bố sau đó, đưa tới một đám quan sát kỳ quái ánh mắt. Cái này Tần Hồng Nghị lại có thể lui so tài, không nghĩ tới à, không nghĩ tới đã từng Thiên Kiếm phái thiên chi kiêu tử lại sẽ luân lạc tới như vậy tình cảnh. Vậy có hảo cảm gì than, ai bảo hắn bại bởi đối diện. Bị phế liền hơn phân nửa tu vi mới sẽ biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Những người đó đối thoại tất cả truyền vào Diệp Thần trong tai, để cho hắn làm sửng sốt một chút. Tần Hồng Nghị ở mười mấy năm trước là cả Thiên Kiếm phái xứng đáng không thẹn nhất ca, chỉ bất quá sau đó bởi vì bị thương mà rơi xuống thần đàn.
những năm gần đây không thiếu gặp phải cười nhạo cùng nghi ngờ. Mà thành tựu thay thế Tần Hồng Nghị tham chiến người, Diệp Thần giống vậy gặp phải rất nhiều nghi ngờ. Trên đài cao kia, mặc đen trắng hai màu tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, ngược lại là khá lộ vẻ kinh ngạc. Vậy tiểu tử, lại là thay thế Tần Hồng Nghị tới tham chiến, hắn thực lực có thể cũng chỉ có thái chân cảnh. Hừ, tông chủ, cái này Tần Hồng Nghị một mực không hết hy vọng, muốn xoay mình, nhưng hắn khí hải và đan điền đã bị hủy diệt, không cách nào khôi phục trước như vậy thực lực. Vị trí thủ tọa trên, có thực lực cường đại ông già, ngồi trên nơi này. Hắn là Thiên Kiếm phái trưởng môn nhân, Gia Cát Thanh Hồng. Luận đạo đại hội chính thức bắt đầu. Theo Gia Cát Thanh Hồng một tiếng sức rung động 10 phần uống tiếng vang lên, tuyên bố bắt đầu tranh tài, cổ xưa Thiên Kiếm phái triển khai đã từng cực độ huy hoàng qua luận đạo đại hội. Vậy mấy tên ghế thủ lãnh đệ tử thay nhau ra sân, liền trước mấy đợt đánh bại đối thủ, đưa tới dưới đài chè chén say sưa. Thiên Kiếm phái đại sư huynh tên là Trương Phục Siêu, nơi dùng kiếm tên là một lá đỏ, vừa mới bắt đầu kiếm thế giống như lá rơi như vậy tung bay sái sái, rối rít mà dương. Có thể thế cục nhưng ở đột nhiên đổi được vô cùng ác liệt, thậm chí siêu thoát pháp tắc trong thiên địa. Vô số đệ tử làm khen ngợi, không ít trưởng lão vậy vui vẻ yên tâm không dứt, chỉ có trưởng môn kia người Gia Cát Thanh Hồng, ánh mắt bên trong hơi có vẻ ưu sầu. Bọn họ Thiên Kiếm phái nếu như muốn dựa vào đệ tử bây giờ lần nữa quật khởi, độ khó không khác nào lên trời. Một cái Trương Phục Diêu, cũng không thể giải quyết vấn đề căn bản. Mà lúc này dưới đài, Diệp Thần vậy sắp lên trận, hắn đối thủ là một tên hạng trước 10 đệ tử nội môn, tên là Tào Dật Phàm. Vậy Tào Dật Phàm hơi thở không kém, mơ hồ lộ ra, đã đạt đến trăm gia cảnh tầng 8 thiên tầng thứ. Huyền hải thực lực hệ thống hiển nhiên so hắc ám cấm hải cao rất nhiều, nếu không cũng sẽ không gọi là huyền hải. Tào Dật Phàm mặc một bộ huyết bào, ánh mắt âm lãnh, vậy tuấn mỹ con ngươi yêu dị, thoáng hiện ra lau một cái thị huyết ánh sáng. Mấy chục năm trước, Tần Hồng Nghị nhưng mà Thiên Kiếm phái đại sư huynh, hàng năm xếp hạng thứ nhất, mà ta cũng là hắn đông đảo người khiêu chiến một trong. Từ một lần kia hắn bị người phế liền sau đó, thực lực liền chưa gượng dậy nổi, sau đó cự tuyệt tham gia bất kỳ thi đấu. Ta còn lấy là hắn sẽ xem con rùa đen rút đầu như vậy một mực ẩn núp không ra, không nghĩ tới lần này ngược lại là đi ra, bất quá. Nhưng chỉ lộ ra nửa cái đầu. Tào Dật Phàm trong lời nói châm biếm ý, không cần nói cũng biết. Đưa tới dưới đài một đám đệ tử cười rộ. Ở trong mắt bọn họ xem ra, Tần Hồng Nghị cùng phế vật không khác, hủy bỏ vật nơi tìm người tới, vừa có thể có bao nhiêu bản lãnh đâu. Đối với hắn châm chọc, Diệp Thần dửng dưng xử chi, đoạn đường này tới nay hắn không biết gặp nhiều ít đối thủ cường đại, tâm tính cùng cách cục đã sớm siêu thoát thế tục. Nơi nào sẽ cùng như vậy đối thủ đấu khẩu? Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, Diệp Thần chỉ nhàn nhạt nói một câu. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Vừa dứt lời, Diệp Thần trong tay huyết quang chớp mắt, Long Uyên Thiên Kiếm bao quanh tiếng gió mãnh liệt, giết tới Tào Dật Phàm trước mặt. Nhanh như chớp không kịp bịt tai. Diệp Thần mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người nhanh như tật phong, lợi dụng mặt đất đàn hồi, thoáng qua liền tới. Ở hắn nhảy lên ở một chớp mắt kia, Long Uyên Thiên Kiếm đã chém ra. Nhất thời mưa gió đột biến, một đạo huyết quang phóng lên cao, thẳng lên trời cao. Giống như vậy vô biên địa ngục vỡ ra, đếm không hết oan hồn oán quỷ ở bọn họ bên tai gào thét. Không thiếu đệ tử che lỗ tai, sắc mặt đổi được thảm trắng, bọn họ căn bản không chịu nổi như đòn nghiêm trọng này. Vậy Tào Dật Phàm trải qua ngắn ngủi thất thần sau đó, kiếm trong tay phun trào ra một hồi quỷ dị hắc mang, đem hắn quanh thân bọc lại. Lại chặn lại Long Uyên Thiên Kiếm huyết khí. Ngươi chiêu thức đối phó bọn họ còn có thể, nhưng là tại ta lại nói. Vẫn là kém một chút. Tào Dật Phàm cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú người, một tí liền nhìn ra Diệp Thần thực lực không đơn giản, nhưng vậy thì như thế nào đâu, cuối cùng chẳng qua là hợp ý mưu lợi thôi. Ở tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt, chẳng muốn thua vậy được thua. Tào Dật Phàm nâng lên thanh kiếm kia, bỗng nhiên vọt tới, vô tận hắc vụ giống như là một đầu hung mãnh ác thú, kinh khủng năng lượng tùy ý xông tới, phải đem Diệp Thần một kích giết chết. Người phế vật này coi được, ta kiếm chiêu này kêu bôn lôi cuồng tê, trong cơ thể ta hàm chứa một chút hồng hoang dị chủng huyết mạch truyền thừa, ở huyền hải đều là thuộc về thượng thừa, bằng ngươi thực lực, sợ rằng còn không cách nào tiếp. Vậy Tào Dật Phàm cuồng tiếu, ngưng tụ ra cuồng tê bóng người càng ngày càng lớn, thẳng đến muốn đạp phá thiên địa,
hình thành một cổ cuồn cuộn khí thế, muốn hoàn toàn từ chính diện nghiền ép Diệp Thần. Bất quá Diệp Thần nhưng một chút đều không lộ vẻ phải cấp, hắn rõ vẻ mặt cực kỳ rửng rưng. Cái này cuồng bạo kiếm đối hắn mà nói, tuy có chút trong lực lượng chèn ép, nhưng chỉ như vậy mà thôi, không cách nào mang đến nhiều chướng ngại hơn. Lực lượng, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một tí cái gì gọi là lực lượng chân chính đi. Chưa từng vận dụng thiên kiếm oai, cũng không từng triệu hoán máu lực rồng Diệp Thần đưa tay ra, thật giống như nắm một cái cực kỳ thông thường kiếm. Long Uyên thiên kiếm lên kiếm ý ngưng tụ chốc lát thời gian, cũng chính là cái này chốc lát, Diệp Thần hiểu được một cái đạo lý. Thiên địa thế, dừng lại một hơi thở trong nháy mắt là được. Hắn mượn trong một cái chớp mắt này uy lực tránh ra, cả người như mặc hoa lấy lá vậy, tránh thoát vậy cái cuồng tê đòn nghiêm trọng, đi tới Tào Dật Phàm trước mặt. Tào Dật Phàm cả người đều sợ ngây người. Một đạo có thể nói hủy thiên diệt địa kiếm quang xuyên thấu lôi đài, đưa tới hư không hỗn loạn, vô luận là ở chỗ này vẫn là những khu vực khác xem cuộc chiến đệ tử, đều rối rít bị kinh động. Cái này cổ minh mông khí thế, để cho bọn họ không dám chút nào nhúc nhích. Ánh mắt trở lại trên lôi đài, Tào Dật Phàm biết hắn cực mạnh nhất kích đã bị Diệp Thần phá, này cùng dưới tình huống, tất nhiên muốn quyết đánh đến cùng. Kiếm hắn cắt ở trên bàn tay, hào hùng huyết khí giống như là tất cả vùng vẫy phiên trào là máu ác ma, ở kiếm trong đó bộc phát ra, tựa như có thể đem cái này đầy trời tinh thần cũng cháy. Nơi đây, vậy tựa hồ sắp đổi là một tòa nhân gian luyện ngục. Đây là hắn trung cực thủ đoạn, đỏ tươi chân trời. Bỏ mặc công kích hiệu quả như thế nào, phòng thủ cùng khí thế cũng không thể địch nổi. Hắn rất tự tin, coi như Diệp Thần kiếm quang lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào trong thời gian ngắn phá vỡ phòng ngự của mình. Bất quá lần này hắn hiển nhiên tính toán thất bại. Diệp Thần một kiếm này không chỉ có dung chuyển thiên địa, thậm chí để cho thời gian mơ hồ chảy ngược, vô số chim thú vật, bò lổm ngổm trên đất. Kiếm tới. Không sợ hãi, chưa từng có từ trước đến nay, phía trước có nhiều hơn nữa gian nan hiểm trở, Diệp Thần vậy vui vẻ đi, không để ý nguy hiểm. Cái này cùng phá rồi sau đó lập khí thế, ở cùng cấp bậc tồn tại bên trong, thế giới hiện thật không người có thể ngăn. Mũi kiếm phá vỡ vậy lan tràn huyết quang, đâm vào Tào Dật Phàm ngực, rồi sau đó Diệp Thần hư không một cước bay đạp tới, khiến cho như con diều đứt dây vậy bay ra ngoài. Đến đây, toàn trường yên lặng như tờ. Cho đến hung hăng đập xuống đất, Tào Dật Phàm vậy vẫn không muốn tin tưởng, mình lại là bị một cái vô danh tiểu tốt cho đánh bại. Đây là, trên đài cao truyền đến quát lên tiếng. Ngươi tự tìm cái chết. Lại là vậy mập mạp tam trưởng lão vỗ bàn lên. Một kiếm hướng lôi đài ở giữa Diệp Thần đánh xuống. Người xung quanh sắc mặt rối rít biến đổi, vội vàng né tránh. Cái này tứ trưởng lão nhưng mà nửa bước thiên quân cường giả, hơn nữa cũng là Tào Dật Phàm sư phụ, thấy mình đệ tử quan môn bị thương, dưới cơn nóng giận sử xuất hắn tuyệt kỹ, huyết sát thiên la kiếm. Bất quá hắn thực lực và Hồng Thiên Kinh so sánh, kém quá nhiều. Một kiếm này có thể nói là một kích chí mạng, trên đường dẫn phát vô số tầng ý voi. Điệp cộng lại, mênh mông vô cùng. Bất quá Diệp Thần nhưng một chút cũng không sợ. Nếu lão già này muốn tìm cái chết, vậy thành toàn cho hắn. Lấy thiên kiếm phái am hiểu nhất phương thức, hung hăng phiến mặt hắn. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần đầu ngón tay phá vỡ lưỡi kiếm, tích xuất một giọt máu tươi, giống như là tụ vào một cái nồng nặc gầm thét nham thạch nóng chảy biển. Nhiều loại bất đồng kiếm đạo ý niệm, từ hắn trong thân thể bộc phát ra. Giống như là mấy đầu thần thông quảng đại thượng cổ dị thú, lẫn nhau chiếm cứ, uy lực chấn thiên. Cái này ba loại ý thức cường đại bồng bềnh ở giữa không trung, liền không gian cũng bị xé từng đạo mắt thường có thể thấy được khủng bố khe hở. Có thể xưng là diệt thiên một kiếm. Cũng có thể coi là phá thiên một kiếm. Hủy thiên diệt địa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Diệp Thần lúc này cũng không có dùng được chỉ thủy nhất kiếm, bất quá vậy đủ để cho đám người cảm thấy rung động. Vậy tam trưởng lão lấy khí hóa hình huyết kiếm, chính là ở ngày hôm nay cái này một đạo kiếm quang dưới, mất đi thành trần. Luận kiếm đạo, Diệp Thần vượt xa cái này tam trưởng lão. Mà tam trưởng lão mình cũng là sắc mặt cuồng biến. Thằng nhóc này một người lại có thể sử xuất ba loại kiếm ý, điều này sao có thể? Phải biết tầm thường kiếm tu luyện một loại kiếm ý, cũng đã là cực hạn, hơn nữa khổ cả đời, cũng có lẽ không đạt tới vậy đỉnh cấp cảnh. Như vậy tâm cảnh, thật là có thể nói không thể tưởng tượng nổi.
Tam trưởng lão hư không một kiếm bị phá hết sau đó, mấy người còn lại đã chạy tới, hắn bỏ lỡ đánh chết Diệp Thần thời cơ tốt nhất. Dẫu sao đây chính là ở toàn bộ tông phái trước mặt, trước nhất nhất kích thuộc về lửa giận công tâm, mất lý trí, còn thượng ở phạm vi hiểu biết. Nếu như đón thêm trên chiêu thứ hai, đó chính là hắn tim có thể giết. Nói không chừng thiên đạo vậy sẽ rơi xuống trừng phạt. Cùng lúc đó, Diệp Thần kiếm đạo khí thế cũng không có tan đi, ngược lại xông lên trời cao, chấn nhiếp bát phương, không ít đệ tử ánh mắt đều sắp bị vậy kiếm quang sáng chói cho chọc mù. Mà Diệp Thần diễn cảm chính là không có bao nhiêu biến hóa, một kiếm sử xuất ba loại kinh thiên khí thế, đối với hắn bây giờ mà nói, bất quá là thông thường làm việc mà thôi. Phá hư tam trưởng lão một kiếm kia sau đó, Diệp Thần cũng không có ý thu tay, ngược lại đem vậy ba loại kiếm ý dung hợp. Lôi liệt gió bão càng ngày càng mạnh, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, trên núi cung điện và chỗ xa kia cây rừng, cũng truyền đến rung động thanh âm. Nếu không phải trưởng giáo đại nhân kịp thời ra tay, xây lên lồng bảo hộ, sợ rằng nửa thiên kiếm phái cũng sẽ ở thằng nhóc này dưới quyền san thành bình địa. Kiếm ý của hắn và võ đạo quá mạnh mẽ, hơn nữa nơi này là kiếm hương, thi triển kiếm pháp người, uy lực lại là tầng tầng chồng lên, vô cùng vô tận. Trên mặt đất bắt đầu nứt ra từng đạo đường vân, vỡ nát sụp đổ, cát bay đá chạy, vô số cát sỏi dương trần lên, đem lôi đài này biến thành cát vàng sa mạc. Diệp Thần chung quanh có một cổ kiếm ý gió bão đang cuộn sạch, hắn đứng ở giữa thiên địa, trong tay Long Uyên Thiên Kiếm giống như là hoàng giả lệnh bài, điều động kinh khủng kia kiếm ý hơi thở. Tam trưởng lão còn muốn đi về trước, nhưng là lại bị trưởng giáo gia Cát Thanh Hồng kêu lại. Thân là trưởng lão, lại đối đệ tử dự thi ra tay. Lời này nếu như truyền đi, vứt chính là thiên kiếm phái mặt. Nếu là lôi đài chiến, có quy định ở phía trước, Diệp Thần sẽ không đối với Tào Dật phàm hạ tử thủ, những người còn lại vậy không có gì đáng nói. Chỉ tiếc bây giờ Tào Dật phàm đã mất đi sức chiến đấu, ở Diệp Thần nơi phóng thích ra tầng kia kiếm ý trước mặt, không để được bất kỳ sức chiến đấu. Không, không muốn. Tào Dật phàm con người bỗng nhiên tăng lớn, nhưng mà một khắc sau Diệp Thần tay nâng kiếm. Rơi cực hạn kiếm quang đi theo màu máu hung ý, chặt đứt hắn một cái tay. Đây là đối với hắn trừng phạt, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Người ở dưới đài rối rít chấn động, bọn họ không nghĩ tới, phế vật này phái người đi ra ngoài lại là như vậy lợi hại. Diệp Thần năng lượng chuyển tới xa xa, núi bên hông cung điện sụp đổ không thiếu, trong xung quanh trăm dặm cây cối gãy, linh thú chết thảm. Cuối cùng một đạo sấm sét lóe lên chốc lát. Tụ vào Long Uyên Thiên Kiếm trong đó. Diệp Thần từ khu kiếm chém xuống đến thu kiếm viên mãn, tựa như dùng kiếm vẽ ra một cái đại thế giới. Vậy thế giới có vạn nặng sóng lớn kích động, hơn nữa dị tượng muôn vàn, như sóng tràn bờ, quả thật khiếp sợ cử chỉ. Ta không nghĩ tới cuộc đời này có thể thấy xuất sắc như vậy diễm diễm kiếm ý. Ta cũng vậy, chúng ta Thiên Kiếm phái nhiều ít năm không ra khỏi thực lực cường hãn như vậy đệ tử. So với năm đó Tần Hồng Nghị mạnh hơn. Có phải hay không so Tần Hồng Nghị mạnh mẽ ta không biết, đại sư huynh còn ở trên đài, các ngươi không muốn nói bừa quá sớm. Rất nhiều đệ tử rối rít nghị luận, đối với Diệp Thần thực lực biểu thị thán phục không thôi. Mà Diệp Thần sau khi thu kiếm, không coi ai ra gì đi trở lại mình vị trí, dương mắt vừa thấy, những người đó đang tò mò đánh giá mình. Nhưng là vừa tiếp xúc với hắn ánh mắt, liền lập tức lấy ra, hơi có chút sợ hãi. Băng lãnh như xương, kiếm khí tràn ngập, mười phần kinh người. Bằng ngươi thực lực, căn bản không xứng làm ta đối thủ, cho nên không cần dãy dụa nữa. Diệp Thần lãnh đạm nhìn Tào Dật phàm một mắt, hắn còn muốn bỏ dậy, nhưng là lại không khí lực. Này đánh một trận, Diệp Thần danh tiếng hoàn toàn truyền ra, trong chốc lát đầu ngọn gió không lược, thậm chí lấn át Thiên Kiếm phái đại sư huynh. Kế tiếp hai bánh, Diệp Thần cường thế lên cấp. Thậm chí liền kiếm cũng còn không huy động mấy cái, đối thủ cũng đã chiến bại. Ai cũng không cách nào nghĩ đến, cái này mới nhìn qua thực lực không mạnh người, trên thực tế đối với kiếm đạo nắm trong tay đã đạt đến không có gì sánh kịp cảnh giới. Cho dù là kiến thức qua thực lực Tần Hồng Nghị, cũng không miễn làm thán phục. Hắn cầm Diệp Thần hôm nay kiếm đạo lĩnh ngộ cùng đỉnh cấp thời khắc mình so sánh, lại phát hiện giữa hai người chênh lệch giống như hồng câu, không thể vượt qua. Cái này còn là ở Diệp Thần chưa từng phát huy ra toàn bộ thực lực dưới tình huống. Như vậy thiên phú, có thể nói khủng bố. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão càng về sau, ánh mắt biến hóa cũng chỉ càng nhiều,
từ vừa mới bắt đầu khinh thường hoài nghi, đến phía sau kinh ngạc rung động, thậm chí còn xuất hiện một chút hối hận. Ngay tại ngày hôm qua, Diệp Thần còn tới cầu gặp bọn họ, muốn gia nhập tông phái, nhưng là bị hai người dứt khoát cự tuyệt. Một bên khác, Thiên Kiếm phái đại sư huynh tựa như bị Diệp Thần khơi dậy chiến đấu muốn, một đường quá quan trảm tướng, thế như trẻ tre, vậy cho thấy bất phàm thiên phú kiếm đạo. Đại sư huynh Trương Phục Diêu thực lực có thể nói hóa cảnh, đã bước vào trăm gia cảnh thiên mới đỉnh hàng ngũ, coi như là ở huyền hải rất nhiều thiên kiêu trong đó, vậy xếp được cho danh hiệu. Hai người tỉ thí địa điểm ở phía sau núi, nơi này là một phiến mênh mông núi rừng. Mặt trời rực rỡ cao chiếu, tiên sương mù lượn lờ. Hai người phân biệt đứng ở một nơi trên đỉnh núi, kiếm ý ngút trời, trong vô hình chất đống nổi lên một phiến chân không tràng vực, hư không mảnh vỡ giống như là nham thạch nóng chảy vậy nhỏ xuống, rơi vào hắc ám. Ta kiếm tên là một lá đỏ, một lá biết thu, nhuộm đỏ bầu trời, có đại lộ nhân quả dây dưa trong đó, ngươi, không phải ta đối thủ. Trương Phục Diêu nói như vậy, trong tay hắn thanh kiếm kia, có đường vân lưu chuyển, chậm rãi ngưng tụ thành một phiến lá phong. Diệp Thần không trả lời hắn mà nói, mà là bay lên trời, trực tiếp tấn công đánh ra. Không có bất kỳ nói nhảm. Đối với lời nói khiêu khích đối thủ, hắn cho tới bây giờ đều là một chữ cần phải. Chiến. Trương Phục Diêu thần sắc đông lại một cái, hắn hai tay cầm kiếm, mãnh lực đi xuống kéo một cái, đỏ rực kiếm khí tiếp đón tới, ở trước mặt hắn hình thành một đạo kiên cố bình phong che chở. Long Uyên Thiên Kiếm đâm vào cái này bình phong che chở trên, không có xuyên thấu, ngược lại giống như là bị nước chảy cắt đứt, không cách nào tiến thêm nửa bước. Trương Phục Diêu trên mình bộc phát ra mãnh liệt sáng bóng, hắn thần sắc lạnh như băng, khua kiếm chém ra. Mãnh liệt kiếm ý ùn ùn kéo đến, thậm chí nghiêng cắt đứt một tòa ngàn thước cao đỉnh núi, đem Diệp Thần bao phủ trong đó. Nhìn qua to lớn, thực tế bất quá phô trương thanh thế mà thôi. Diệp Thần đầu gối hơi cong, tiếp theo đi lên phóng tới, lên như diều gặp gió, mà ở hắn sau lưng, chính là nổi lên một mảnh màu máu đại dương, một đầu hư ảo long ảnh ở trong đó chìm nổi. Màu máu phủ văn lóe lên như điện, chất đống thành núi, liền ngày trước không đều bị che đậy đi. Long Uyên Thiên Kiếm, Huyết Long Phù Hoa. Huyết Long đem mình lực lượng tụ vào trong đó, trong thoáng chốc, phong vân biến ảo, nhật nguyệt thất sắc. Theo Diệp Thần kiếm cấp tốc chuyển động, vậy hào hùng Huyết Long hư ảnh, cũng là nâng lên long trảo, ngửa mặt lên trời gầm thét, kinh khởi ngút trời sóng biển. Tất cả người là chấn động, Diệp Thần như vậy kiếm chiêu tùy tính biến hóa, đã xa xa vượt ra khỏi tầm thường kiếm giả nắm trong tay phạm vi. Vậy màu đỏ bình phong che chở, bị huyết khí chìm ngập. Bộc phát ra đỏ thắm nhức mắt huyết quang. À! Đám người chỉ nghe được vậy trong biển máu truyền tới một tiếng đau tê, lại là Trương Phục Diêu từ trong bay ra, trên người hắn áo khoác nhiều chỗ bị biến dạng, thêm không thiếu vết thương, lúc này đang thở hồng hộc. Không ít người làm giật mình, lúc này mới giao thủ một cái qua lại mà thôi, Trương Phục Diêu cũng đã rơi vào hạ phong. Phải biết Trương Phục Diêu nhưng mà Thiên Kiếm phái đại sư huynh à, thả vào huyền hải, đều là hạng trước 10 nhân vật thiên kiêu, ở Diệp Thần trước mặt, sao đổi được không chịu được như vậy nhất kích. Trương Phục Diêu lúc này bị thương, nhưng lại chưa xong toàn sa sút, hắn từ nhỏ từ thánh quang tắm bên trong trưởng thành, tiếp nhận đều là khen cùng tiếng vỗ tay. Đối hắn mà nói, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận thất bại. Nhất niệm đến đây, Trương Phục Diêu hít sâu một hơi, đem vậy một lá đỏ thả tới trước ngực. Xoạt một tiếng, hình như là vô số cụm núi đồng loạt vết nứt như vậy, lay động lợi hại. Một lá đỏ còn không có ra khỏi vỏ, cũng đã dẫn động trong thiên địa dị tượng. Trương Phục Diêu ra tay, hắn con mắt lạnh lùng, diễn cảm vậy hết sức nghiêm túc. Thân là Thiên Kiếm phái đại sư huynh, hắn gánh vác chấn hưng đạo chính thống trách nhiệm nặng nề, tuyệt không khả năng ở một tràng nho nhỏ luận đạo trong đại hội, bị người ngoài cho so đi xuống. Một lá biết thu, vạn vật tàn lụi. Đây cũng là Trương Phục Diêu kiếm đạo, cùng Khô Vinh kiếm có hiệu quả như nhau chỗ, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Xôi trào thanh hồng sắc ánh sáng, từ chân trời chỗ sâu hạ xuống, theo một đạo thiên lôi cuồn cuộn, điện quang lóe lên, thanh kiếm kia vậy đông lại đại tự nhiên lực lượng. Ầm xuống, chưa từng có từ trước đến nay. Vô tận lôi hỏa che khuất bầu trời, lao xuống, giống như một phiến thiêu đốt to lớn lá cây, vào giờ khắc này, đem một lá biết thu thể hiện được tinh tế. Diệp Thần thấy cảnh này voi, cũng không khỏi hơi hí mắt ra, trong lòng dành cho khẳng định.
Trương Phục Diêu thực lực quả thật không tệ, có thể ngộ được thực tế quy luật trong đó kiếm đạo, nếu thời gian dài, ắt sẽ trở thành một đời kiếm tiên. Bất quá, cái này còn xa xa không đủ. Diệp Thần lắc đầu một cái, hắn huy động kiếm trong tay, tùy ý hoa động hai cái, thời gian đảo mắt thì có đường vân hiện lên, diễn hóa ra một cái thần sắc lạnh như băng huyết long. Máu kia long quyền rúc vào một chỗ, giống như là phòng thủ kiên cố cối xay, vĩnh không rơi xuống. Diệp Thần cũng không vận dụng kiếm chiêu, cùng hắn bây giờ mà nói, không cần dùng tới, cũng có thể mượn này cơ hội, cảm ngộ vậy có không chiêu ở giữa có chiêu. Có chiêu cùng không thu tranh luận nguồn đã lâu, mỗi người không giống nhau. Căn cứ Diệp Thần hiểu, hắn có thể ở chỗ này diễn hóa trong quá trình, cùng kiếm hợp nhất, khai sáng thuộc về mình không chiêu chi đạo. Đầu kia chiếm cứ huyết long đột nhiên nhìn chăm chú vào đầy trời lôi quang, thả ra nhiếp tâm hồn người khí thế, biển máu sôi trào, mỗi dậy một sóng, thì có tinh thần rơi xuống, thiên địa sụp đổ. Huyết long uy áp khủng bố như vậy, cùng vậy đầy trời lôi biển đụng vào nhau. Đây là hai đạo kiếm ý tới giữa giao phong, cũng là không chiêu cùng có thu đấu võ. Vậy ở chỗ này trong quá trình, Trương Phục Diêu tranh thủ thời gian, thần sắc dữ tợn, Diệp Thần chính là cực kỳ rửng rưng, thậm chí thần hồn dung nhập vào trong đó, cảm thụ vậy tùy tính làm mọi thứ ảo diệu. Lúc này vô chiêu thắng hữu chiêu. Huyết Long cũng giống như bị Diệp Thần tâm cảnh bị nhiễm, thân thể buông lỏng rất nhiều, đối mặt vậy tới thế hung hung đầy trời lôi biển, cùng với vô cùng kiếm quang. Huyết long một khắc sau, đuôi rồng nhẹ nhàng một chụp, vậy hư ảo huyết khí giống như là sóng biển dâng vậy, nhẹ nhàng đung đưa. Liền vào giờ khắc này bốn hai nhóm thiên kim minh mông lực lượng, do hạ lên, đánh chúng vậy đầy trời sấm sét, giống như vào chỗ không người. Một cái thật nhỏ huyết long hư ảnh, xuyên qua sấm sét thần quang, vòng qua vậy không có thể một đời sắc bén lưỡi kiếm, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ vào ở Trương Phục Diêu trên mình. Trương Phục Diêu cuồng ói một ngụm máu tươi. Hơi thở uể oải, nặng nề té rớt ở vậy trên ngọn núi. Hai đạo kiếm ý tới giữa tỉ thí, lấy Diệp Thần thắng được kết thúc. Mà Diệp Thần chính là thu hồi vậy đoàn huyết ảnh, nhàn nhạt đứng, hiện ra hết phong phạm cao thủ. Lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Hắn thành công đánh bại Thiên Kiếm phái đại sư huynh, đoạt được đầu khôi. Vào giờ phút này, không thiếu Thiên Kiếm phái người vẫn như cũ là thuộc về hồ đồ ngẩn ra trạng thái. Trong mắt bọn họ vô địch vậy đại sư huynh lại thất bại, đây là vô số người không thể tiếp nhận. Đại sư huynh nhưng mà tương lai phải mang Thiên Kiếm phái sừng sững ở đỉnh thế giới nhân vật, làm sao có thể như vậy tùy tiện lụn bại đâu. Ngay tại bọn họ sợ run thần thời khắc, Diệp Thần đã tới cao tầng trên khán đài, hướng về phía Thiên Kiếm phái trưởng môn nhân chắp tay ôm quyền. Trưởng môn nhân vậy sửng sốt chốc lát, chợt mặt lộ nụ cười, bàn tay phất râu, lớn tiếng nói, được. Chấp trưởng Thiên Kiếm phái nhiều năm như vậy tới nay, hắn chưa bao giờ gặp qua thiên phú như vậy kiệt xuất người tuổi trẻ. Thậm chí ở đó một Thiên Kiếm phái xưng bá thời đại, vô số thiên tài kiếm đạo, như suối thủy bàn tiếp liền không ngừng, cũng không từng có qua Diệp Thần như vậy đoạn tuyệt cổ kim qua lại, hiện ra hết bản sắc anh hùng yêu nghiệt. Này cùng thiên phú, thật là để cho người xem thế là đủ rồi. Không nghĩ tới à, ta Thiên Kiếm phái ở nhiều năm sau này. Lại có thể xuất hiện nhân vật chắc tuyệt như vậy, nếu như ngươi là ta Thiên Kiếm phái đệ tử tốt biết bao nhiêu. Gia Cát Thanh Hồng thở dài nói, trong lời nói không khỏi thương tiếc. Ngồi ở cách đó không xa tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, im lặng không nói. Nếu như Diệp Thần sau đó thật gia nhập những tông phái khác, cùng bọn họ Thiên Kiếm phái là địch, hơn nữa được nhiều thành tựu xuất sắc, vậy hắn hai người thì thật là tội nhân thiên cổ. Toàn bộ Thiên Kiếm phái 10 phần yên tĩnh, rơi vào trầm mặc trong đó. Diệp Thần kiếm đạo ý chí lớn mạnh như vậy, tiếp liền đánh bại bên trong tông tất cả đại đỉnh cấp thiên tài, hơn nữa nhìn thấy được còn chưa dùng hết toàn lực. Thiên phú như vậy, từ cổ chí kim duy nhất người. Tiếp theo chính là thực hiện tưởng thưởng thời khắc, Thiên Kiếm phái trưởng môn nhân Gia Cát Thanh Hồng tự mình ban hành, trong đó còn có một môn cường đại cổ xưa bảo thuật, ẩn chứa sư tử huyết mạch, có thể cùng thần kiếm dung hợp với nhau. Thập phần cường đại. Đối với lần này Diệp Thần vui vẻ tiếp nhận, nhưng là sau này, nhưng đem ném vào Hoàng Tuyền Bích Lạc đồ bên trong. Như vậy bảo vật, trong tay hắn không có 50 cũng có 30, hiện tại đã hoàn toàn phái không được tác dụng. Tiếp theo mới thật sự là cảnh quan trọng, hắn ở Gia Cát Thanh Hồng dưới sự dẫn dắt, xuyên qua một phiến khói mù bao phủ dãy núi, đi tới Thiên Kiếm phái cấm địa.
Nơi này lâu năm không sửa sang, khổng lồ trận pháp nhiều chỗ có hư hại, mà thiên kiếm phái chỉ là đem người ngoài nhìn thấy vậy một mặt cho tự chữa tốt lắm, cho nên mới nhìn qua huy hoàng vĩ đại. Thấy một màn này, Diệp Thần trong lòng chỉ có 6 chữ. Đánh sưng mặt sưng người. Thiên kiếm phái lạc hậu như vậy nhiều năm, điều không phải muốn trước đi tăng lên toàn thân thực lực, mà là nghiên cứu một ít mặt tiền chuyện, cũng khó trách sẽ chưa gượng dậy nổi. Chỗ này cấm địa, là thiên kiếm phái ra đời tới nay cũng đã tồn tại. Dãy núi chỗ sâu có một ngọn núi cốc, truyền thuyết Hồng Quân lão tổ, võ tổ cùng làm chư thiên nghe tiếng sợ vỡ mật nhân vật, cũng từng ở chỗ này tránh đạo. Có liên quan Hồng Quân lão tổ tin đồn, lại là không đếm xuể. Đi tới thung lũng trước, Diệp Thần dừng lại dừng chân, dương mắt nhìn lên. Đi về phía trước ước chừng có mấy trăm dặm, lấy Diệp Thần thực lực, hoàn toàn có thể một bước vượt qua tới, bất quá từ đối Hồng Quân lão tổ kính sợ, trong tông môn có quy định, không thể được làm như vậy pháp. Xa xa, Diệp Thần là có thể thấy dãy núi kia chỗ sâu, có hào hùng linh khí mãnh liệt như nước thủy triều, lấp lánh rực rỡ. Vậy cùng rộng lớn khí thế, giống vậy bảo tàng chi địa, căn bản là không làm được. Nơi này là cái địa phương tốt, linh khí đậm đà, đã hình thành tự nhiên pháp trận, có thể bao la vạn vật, dung nạp bách xuyên. Diệp Thần nhãn lực không kém, cho ra mình đánh giá. Gia Cát Thanh Hồng gật đầu một cái, cười nói, nơi này có trên trăm cầm thiên kiếm phái danh kiếm chấn thủ, hơn nữa là Hồng Quân lão tổ năm đó mở ra đi ra ngoài bí cảnh, cùng chư thiên tương liên, cho nên mới tạo cho lần này cảnh tượng. Hắn mang Diệp Thần tiến vào núi kia cốc chỗ sâu, còn chưa đến gần trăm dặm phạm vi, liền có thể cảm nhận được như vậy vô cùng linh vận, xuyên thấu qua tầng tầng như sương mù vậy linh khí bình phong che chở, chỉ có thể nhìn rõ sở sơn cốc trong đó một ít mơ hồ cảnh tượng. Càng làm cho Diệp Thần kinh ngạc chính là, thung lũng này trong đó lại có thể cũng không thiếu sinh linh, làm trắng thánh khiết, không ăn nhân gian lửa khói. Thỏ cùng mãnh hổ lại song song đứng, sống yên ổn với nhau vô sự, đều là lấy trong thung lũng này linh khí nồng nặc làm thức ăn, tựa như vứt đi thế giới mạnh ăn hiếp yếu quy tắc, độc thành nhất giới. Diệp Tiểu Hữu, không dối gạt ngươi nói, thiên kiếm phái thành lập đến nay, hiện lên qua vô số ở trên kiếm đạo có cao nhất thiên phú yêu nghiệt. Nhưng là cuối cùng bọn họ cũng không có thể đi vào thung lũng chỗ sâu. Thung lũng chỗ sâu có cái gì? Liền Gia Cát Thanh Hồng cũng không biết. Hắn thực lực đã vượt ra khỏi có thể vào phạm vi. Thiên quân dưới người mới có thể đi vào, đây là Hồng Quân lão tổ lưu lại thần quy, người bất kỳ cũng không nỡ đánh phá. Diệp Thần thà nói tạm biệt sau đó, một mình tiến vào một con đường, đi về trước quanh thân đều là sương mù trắng xóa thuần trắng sương mù dày đặc. Chỗ này cực kỳ thần bí, các nơi đỉnh núi dần dần không nhìn thấy ở mây mù tới giữa, quấn vòng quanh đáng sợ phù văn, chỉ cần hơi thêm đụng chạm, liền sẽ rút dây động rừng. Nhìn như thần thánh tường hòa, trắng tinh không tì vết, nhưng trong thực tế nhưng là lạnh lùng vô tình. Diệp Thần đứng ở chỗ cao, hướng xuống dưới mắt nhìn xuống, ẩn không có mình hơi thở. Cái này phiến hư không bởi vì hắn đến, mà xuất hiện chút chấn động, thậm chí có vết nứt lan tràn. Nhức mắt ánh sáng rực rỡ nổi lên. Diệp Thần vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, bơm vào đến hai tròng mắt bên trong, tra xem tình huống phía dưới. Đây là hắn mới phát hiện vậy khói mù tràn ngập địa phương có núi gió trùng điệp, bỗng nhiên, một cái lớn đến không cách nào hình dung móng vuốt từ trong mây mù đưa ra tới, cơ hồ phải đem khói mù đánh sơ xác. Vậy cái móng vuốt ngăm đen xù xì, bốc hơi lên sáng mờ, giống như là từ vạn cổ năm tháng trước xuyên qua tới. Bể dâu ý, tràn ngập thiên địa. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Cái này móng vuốt không khỏi cũng quá lớn, chỉ chốc lát sau, hắn liền cảm thấy cả ngọn núi cốc chấn động, tựa như đều phải bị tung lên tới vậy. Trên bầu trời có vô tận mây đen bao trùm, duyên triển đến lớn, văng tung tóe tứ tán, khói tiêu tràn ngập. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Diệp Thần lần đầu có chút kinh ngạc. Hắn nghe qua không thiếu hồng hoang cự thú, man hoang hung thú. Nhưng từ trước mắt cái này móng vuốt tới xem, hắn cũng không đoán được này là vật gì. Ngay sau đó, làm người sợ hãi hơi thở lộ ra ra, hình như là một tôn cổ xưa tích chữ đang thức tỉnh. Tất cả sinh linh đều ở đây quỳ bái, vô cùng thành kính. Ở giữa thiên địa rơi vào cực hạn yên lặng, thật giống như đi tới phong đô quỷ thành, rõ ràng là linh khí sung túc, có thể vì sao lúc này tử khí trầm trầm. Xuyên thấu qua mây mù, hắn mới phát hiện. Phía dưới lại có một cái khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng con rùa khổng lồ. Cho dù là hắn,
cũng không khỏi không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đầu này con rùa đen, cực kỳ không đơn giản. Lúc này trong cơ thể hắn Hoang lão, vậy phát ra giọng nghi ngờ. Cái này đồ vật bên trong, quả thật có chút thần bí. Diệp thần không nghĩ tới Hoang lão biết chủ động tiếp lời, vậy dưới tình huống này, không có đại sự nói, Hoang cứ sẽ không đi ra. Hoang lão, ngươi biết là cái gì không? Diệp thần lập tức truy hỏi nói, hắn không cách nào biết được đầu này con rùa khổng lồ thân phận, nhưng lại có thể suy đoán ra, khẳng định đến từ Hồng Hoang thậm chí càng lâu đời niên đại. Hoang lão trầm tư hồi lâu, chính xác mà nói, đây không phải là một đầu con rùa, hẳn là một nơi Hồng Hoang bảo tàng, chẳng qua là chôn giấu bảo tàng người tạo nên một loại giả tưởng. Ừ, Hồng Hoang niên đại sao? Là thời đại Hồng Hoang trước khi, thậm chí còn muốn lâu hơn xa. Diệp thần nhất thời trong lòng rét một cái, hắn nghĩ quả nhiên không sai. Đây là vượt qua Hồng Hoang đại năng bày ra cục. Hoang lão lời nói xong còn không bao lâu, to lớn kia con rùa đen liền động hắn con rùa móng, nâng lên lại rơi xuống, dưới chân dãy núi cũng xuất hiện chút vết nứt, tựa như không cách nào chứa hắn. Mà hắn con rùa móng tương đối mà nói sẽ ngắn một chút, trên đó phủ đầy nhàn nhạt thần bí đường vân. Vậy con rùa khổng lồ bình thường núp ở dãy núi bên trong, một khi tỉnh lại, liền sẽ đưa tới trong thiên địa chấn động, thực lực vô cùng là cường thịnh. Đầu này con rùa, có lẽ bình thường núp ở dưới đất, ẩn núp không ra, hôm nay chỉ sợ là gặp chuyện gì, cái này mới ra ngoài. Hoang lão cho ra mình phán đoán. Hắn đã sống quá lâu năm tháng, đã gặp sự việc không đếm xuể, thậm chí có thể nói hắn đã sống thành một bản tự điển. Vô tận năm tháng, hắn trải qua không ít sự việc, hôm nay ngược lại là đã thấy ra rất nhiều, hiện tại hắn linh hồn dần dần ở Diệp thần trong cơ thể xu hướng tại ổn định, càng ngày càng cao sâu. Người nói đây là một đạo trận pháp giả tưởng, nhưng ta cảm thấy, nó tựa hồ cố ý thức. Diệp thần nhìn đầu kia chậm rãi di động con rùa khổng lồ, ở hắn trong mắt xem ra, hắn mỗi di động một bước, nguyên cái trời đất phảng phất cũng đi theo động. Cõi đời này thật còn có kinh khủng như vậy sinh vật tồn tại sao? Là Hồng Hoang dị chủng vẫn là hỗn độn cự thú. Diệp thần lâm vào sâu đậm suy đoán trong đó. Không, có lẽ không phải cự thú, mà là trận pháp nào đó. Chỉ là nói phơi bày ra như vậy trạng thái huyền diệu, để cho người tưởng lầm là một đầu viễn cổ cự thú mà thôi. Hoang lão giải thích có căn cứ, nhưng Diệp thần vẫn là không dám tin tưởng. Như vậy cổ xưa bao la hơi thở, thật chẳng lẽ có thể sử dụng trận pháp tới thúc dục sao? Nếu như nói cõi đời này có người có thể làm được như vậy bước, từ cổ chí kim vậy chỉ có một cái tên chữ. Hồng Quân lão tổ. Diệp thần cùng Hoang lão đồng lúc muốn được cái danh tự này. Ha ha, ai biết được, Hồng Quân lão tổ thủ đoạn vô cùng ảo diệu, không người nào có thể tham phá, hắn lưu lại thần tàng, nếu là có người có thể lấy được trong đó bí mật cay đắng, sợ rằng hiện tại cũng đã không có ở đây thế giới hiện thật. Diệp thần suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy được lời ấy có lý. Hồng Quân lão tổ là ở giữa đất trời này nhất là đỉnh cấp nhân vật, hắn nơi vật lưu lại, vô luận là bảo vật, thần thông vẫn là bảo thuật, vũ khí. Mọi người nếu có thể tham phá trong đó một cái, là được đắc đạo lên đỉnh. Hắn thậm chí xuyên qua thượng cổ, hiểu rõ rất nhiều sắp phát sinh việc lớn, trước thời hạn lưu tích trữ rất lâu năm tháng. Thung lũng này chỗ sâu quả nhiên lớn có huyền cơ, khó trách Gia Cát Thanh Hồng biết nói, người xưa căn bản không đến được thung lũng chỗ sâu. Tức liền đến, vậy sẽ táng thân nơi này. Diệp thần chỉ như vậy, thu liễm hơi thở, ẩn núp thần hồn, yên tĩnh đứng sừng ở giữa không trung. Đầu kia chậm rãi di động con rùa khổng lồ, chính là ở đi một phương hướng tiến về trước, di động tuy chậm, cũng không từng dừng lại. Con rùa khổng lồ cả người tản mát ra óng ánh ánh sáng, tựa hồ sắp phát sinh loại nào đó thần bí lột xác. Mà ở hắn leo lên một ngọn núi ở một chớp mắt kia, thiên địa này đột nhiên biến ảo, khí lưu vô hình nhanh chóng dẫn dắt, giống như là cầm trời trăng sao toàn đều tụ tập ở một chỗ. Vô cùng vô tận minh mông linh khí nổi lên. Ảo diệu của trận pháp cùng đạo nghĩa ở trong hư không hiện ra. Chư thần hư ảnh song song ra, giống như là nơi này hộ vệ, căn bản không tư cách leo lên vậy cao nhất đài. Đây là, thứ gì? Diệp thần hoàn toàn sợ ngây người. Hắn gặp được chỗ này bóng dáng, hơn nữa cách đó không xa có cuồn cuộn thanh âm, phóng lên cao, bao phủ cả ngọn núi cốc. Nhưng kỳ quái chính là, vậy cuồn cuộn âm cũng không có truyền tới ngoại giới, mà là ở Diệp thần bên tai quanh quẩn. Tựa hồ chính là đối hắn nói.
thằng nhóc, cái này con rùa khổng lồ sợ rằng cho tới nay ngay tại chờ ngươi, đi đi. Nói không chừng trước mặt còn có vô tận cơ duyên đây. Hoàng lão lập tức nhắc nhở. Diệp thần vậy không do dự nữa, hắn đón vậy hào hùng sương mù, vận dụng mình trong cơ thể mạnh nhất luân hồi huyết mạch. Bởi vì ở đó như ẩn như hiện sương mù trong đó, có một tòa đại trận, lấy con rùa khổng lồ trên lưng thần bí đường vân là để, ào ào, thật giống như vậy vô cùng tinh không vô tận bàn cờ. Diệp thần triệu hoán ra thiên kiếm, giơ lên thật cao, cùng mảnh thiên địa này xa xưa hơi thở tương liên. Rất xa đường chân trời, có tiếng vang lớn đột nhiên lên, trực tiếp làm cho cả mênh mông mặt đất chấn động, cụm núi cũng đổi được lay động. Như vậy uy lực cùng ánh sáng, làm cho cả thiên địa làm bộ dạng sợ hãi. Vô số thần quang ngang trời tới, hư không kẽ hở, lan tràn thành hình. Diệp thần lần nữa vận dụng chỉ thủy nhất kiếm, hắn tim cực kỳ bình tĩnh, động tác sạch sẽ ngăn nắp, một kiếm phá vỡ hư không, không không lực lượng đáng sợ cực kỳ, để cho cái này chung quanh sơn cốc đất đai cũng đi xuống mất vào tay giặc liền hơn ngàn mét. Cái này còn là ở Diệp thần tận lực giảm thấp xuống thực lực dưới tình huống. Hắn vận dụng bản thân mạnh nhất thủ đoạn, đúng như dự đoán, dẫn phát thiên địa dị biến, vô cùng đáng sợ hơi thở nhanh chóng tản ra, con rùa khổng lồ tựa như vậy mau không chịu nổi như vậy biến thái uy áp, run lẩy bẩy. Chỉ thủy nhất kiếm giống như là hoa mỹ pháo bông, cho đến cuối cùng mới tách thả ra, ánh sáng vô tận, giống như mặt trời mới mọc, đầy trời ánh ban mai. Lại hình như là sao rơi vạch qua, vẫn thạch như rơi xuống, ở bầu trời mênh mông trong đó kéo lên một cái hoa mỹ cái đuôi. Ở nơi này vậy vô địch kiếm đạo oanh tạc dưới, con rùa khổng lồ nơi bảo vệ vậy phiến cửa mở ra, cũng không biết là bị chỉ thủy nhất kiếm hơi thở chấn nhiếp, vẫn là đặc biệt là Diệp thần mà thiết lập, trước thời hạn mở ra. Tóm lại vậy cửa ánh sáng từ từ mở ra, từ trong hư không xông ra hơi thở, thần bí mất đi, mênh mông vô cùng. Mà Diệp thần thân hình, vậy một cách tự nhiên tiến vào vậy một nơi địa phương thần bí. Sau khi hắn rời đi, con rùa khổng lồ đứng lặng hồi lâu, cuối cùng hóa thành một ngọn núi cao, thần uy chập chờn dần dần ngừng công kích, cả ngọn núi cốc vậy khôi phục yên tĩnh. Nhưng bình tĩnh này dưới còn cất giấu vô tận ý định giết người, nếu như có người muốn cưỡng ép xông vào, liền sẽ bị đánh được nghiền. Diệp thần không nghĩ tới, chỉ thủy nhất kiếm lại thật hữu dụng. Hắn tiến vào trận pháp kia sau đó, liền một đường đi về trước, tìm vậy lau tối tăm vô hình đại lộ lực đi vào bên trong. Cái này một mảnh giới tựa như đứng một mình tại hư không ra, lộ vẻ được vô cùng là thần bí phi phàm, Diệp thần một bước bước vào trong đó, cũng cảm bị đến nơi này ẩn chứa phi phàm quy tắc. Nơi này có lẽ không thuộc về thực tế, chỉ là tạm cất ở đây ở giữa thiên địa. Diệp thần ý tưởng như vậy mới vừa nhô ra, liền thấy phía trước kim quang điểm điểm, tràn ngập mở ra. Một quả lại một quả màu vàng phù văn, mang theo xem không hiểu đường vân, giống như rung động lan truyền. Tràn đầy nồng nặc đại lộ hơi thở, trong suốt chớp động, mười phần lộng lẫy. Hơn nữa những thứ này ánh sáng màu vàng cũng không có ác ý, ngược lại tập thể hướng Diệp thần ấn đường tràn lên, hóa là từng luồng ký hiệu thần bí. Diệp thần buông lỏng thể xác và tinh thần, tập trung tinh thần, đón nhận đạo pháp. Vậy một chút lại một chút kim quang hội tụ nơi này, cuối cùng hóa là một tầng bọc bên ngoài thân ký hiệu. Mà Diệp thần đón nhận như vậy rèn luyện sau đó, tinh thần để trống. Mặc cho những cái kia kim quang tiến vào mình trong cơ thể. Những cái kia kim quang phảng phất là đại lộ diễn hóa thành, muôn vàn quay về làm một thể, cửu cửu hợp nhất, hắn như muốn hiểu, nhưng phát hiện ẩn chứa trong đó trật tự xích thần mười phần rườm rà. Đem kim quang kia hút vào bên trong cơ thể sau đó, Diệp thần mở hai mắt ra, có hưng phấn cũng có buồn rầu. Đây mới thật là thiên địa căn nguyên, từ nào đó phương diện mà nói áp đảo trên đại lộ, coi như hắn hiện tại cảm ngộ. Cũng không cách nào chịu đựng quy tắc trọng áp. Tất cả loại đạo pháp quy luật không cùng, yêu cầu cũng không cùng, nói cho cùng cuối cùng là một loại tự nhiên tâm cảnh, vô vi mà trị, thuận theo tự nhiên, cũng là vô thượng thiên đạo ở giữa một loại. Mà Diệp thần tầm mắt chính là dần dần đổi được trống trải, đập vào mắt chỗ, gió nhẹ lay động cỏ cây, có vượn hú hổ tiếng khóc, từ núi kia giản bên trong truyền ra, vô cùng lảnh lót, vang khắp chân trời. Một cái rộng rãi sông lớn vòng quanh thung lũng mà đi, xiết nhiều thay đổi, mười phần bát ngát. Như vậy con sông cùng tầm thường sông lớn không cùng, nó tự cao núi khởi nguyên, đi qua vô số núi non trùng điệp, rồi sau đó đi thông bầu trời chỗ. Diệp thần tầm mắt cùng ánh mắt cũng không có bị những thứ này hấp dẫn,
hắn chỉ thấy được một chiếc thuyền con, đang từ núi kia cốc bên trong chậm rãi trượt ra tới, lại là ngược dòng lên. Vậy một lá nghiêng thuyền cực kỳ dửng dưng, đảm nhiệm mà tùy ý xông lên soát, ta từ sừng sững không nhúc nhích, vậy một cổ ý chí tựa như không thể rời đi, làm hung mãnh lao nhanh con sông cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Mà ở đó cái thuyền nhỏ bên trên, có một tên thân mặc áo bào trắng nam tử, hắn tao nhã dửng dưng, tựa như không ăn nhân gian lửa khói, hơn nữa khóe miệng cười trúng chím, hướng Diệp Thần bên này nhìn tới. Hắn nhất cử nhất động tựa như cũng cùng thiên địa phù hợp, hơn nữa siêu thoát tại thiên địa ra. Mà một màn này rơi vào Diệp Thần trong mắt, làm hắn con người đột nhiên co rúm một cái. Người kia cùng cái này thế gian tất cả thiên địa quy tắc cũng gánh đạo mà đi, hơn nữa chút nào không gặp hắn có bất kỳ tốn sức dấu hiệu. Diệp Thần thời gian đầu tiên cũng không nghĩ tới cái gì, hắn chỉ cảm thấy được người trước mặt siêu thoát hậu thế tục ra. Mênh mông như biển, sâu không lường được. Luân hồi chi chủ, người rốt cuộc đã tới. Vậy người đàn ông đồ trắng nụ cười rồi rào, trên mặt hắn thật giống như có muôn vàn tinh thần, đồng thời chuyển động, cho dù chỉ là tùy ý đứng ở bờ sông, cũng giống như một vòng sáng chói trăng sáng. Hắn thanh âm giống như thong thả tiếng chuông, tràn ngập chân trời, truyền khắp thung lũng này chỗ sâu mỗi một xó xỉnh. Ở Diệp Thần trong cảm giác, trong sơn cốc này, vô luận là sơn xuyên vẫn là con sông, đều là ở tiếng chuông dưới tẩy chấn động. Diệp Thần rung động trong lòng, hắn hiện tại còn không thế nào rõ ràng, thân phận của người trước mắt này nhất định cực kỳ bất phàm. Ở đó chân trời đầu xa, một tòa thần thánh tháp lặng lẽ hạ xuống, phong cách cổ xưa tự nhiên. Theo hắn nhẹ nhàng chấn động một cái, mắt thường có thể thấy được chập chờn ở thung lũng trong đó lan truyền, kích thích từng trận rung động, phảng phất là vậy trong hồng hoang vô tận thần thông. Cái này, điều này sao có thể? Diệp Thần còn chưa kịp phản ứng, trong cơ thể liền vang lên hoang lão na rung động tự lẩm bẩm tiếng. Diệp Thần chưa từng nghe qua hoang lão thanh âm như vậy thất thường. Hắn vừa muốn mở miệng, chỉ gặp tòa kia thần tháp xương trắng bốc hơi lên, bộc phát ra vạn đạo tiên quang, điềm lành dị thường, hơn nữa ngay tức thì bao phủ thung lũng. Ở đó bên ngoài sơn cốc thiên kiếm phái trong đó, mấy tên thực lực cường đại trưởng lão, tựa như cũng cảm nhận được liền dị thường chấn động, rối rít ngẩng đầu nhìn lại. Đó là vì sao chờ thực lực cường giả, mới có thể kích thích như vậy vô địch cảnh tượng. Ở đó thung lũng trong đó, có một cái lại một chỗ phát ra sáng chói ký hiệu, giống như là một hồi thiên văn, theo thần tháp chập chờn chậm rãi dòng nước chảy, phảng phất là ở hướng thiên hạ chúng sanh tuyên cáo, Ngô Hoàng trở về vị trí cũ. Ở đó thần tháp ánh sáng ánh chiếu dưới, người đàn ông đồ trắng bóng người cũng thay đổi được phiêu hốt, bị vô hạn phóng đại, giống như mãi mãi trường sinh cấm kỵ nhân vật. Một đạo ánh mắt xa xa xem ra, liền chuyển kiếp cả tòa thời gian sông dài, thẳng tới hư không chỗ sâu. Hơn nữa, hắn là biết thân phận mình, nghĩ đến đây, Diệp Thần trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đây rốt cuộc là ai, lại có thể biết được mình thân phận chân thật, hơn nữa vậy còn có thể đưa tới ra như vậy kinh người dị tượng. Ở đó đầy trời đan vào phù văn trong đó, có một màn cổ ý xuyên thấu ra, càng mang vẻ bi thương. Diệp Thần bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, thần sắc đột nhiên biến đổi. Lại là hắn. Hắn thanh âm không lớn, thần sắc nhưng vô cùng là chấn hám. Hoàng lão nói như vậy, người hiện tại vậy đoán được là ai chưa? Diệp Thần ánh mắt đổi được cực kỳ phức tạp. Bạch bào nam tử có thể tản mát ra như vậy thông suốt cổ kim khí thế, trừ vậy biến dạng thế giới hiện thật thành Lũy Hồng Quân lão tổ, ai có thể ra hắn yêu thích? Vậy tôn thần thánh tháp đem ánh sáng sau khi hấp thu xong, đổi được trắng tinh ánh sáng, có như ngọc thạch mài rũa mà thành, hơn nữa hỗn độn khí tràn ngập, ánh sáng rực rỡ nội liếm, viễn cổ man hoang hồng hoang hơi thở, hóa thành mấy tia quy tắc đạo uẩn, chậm rãi lưu truyền. Nếu là có người ở chỗ này, liền có thể thấy Diệp Thần miệng mở lớn, mặt đầy đều là không tưởng tượng nổi. Vậy hỗn độn hơi thở dịch thấu trong suốt, thần thánh rực rỡ, nhìn một cái đã biết không phải vật phàm. Làm vậy tôn tháp thu tất cả ánh sáng rực rỡ sau đó, liền giúp thành một tòa tháp nhỏ, trôi lơ lửng ở bạch bào nam tử, hoặc là nói là Hồng Quân lão tổ trong tay. Tòa kia tháp phân là tầng 4, ánh sáng trắng như tuyết, thần hà vần quanh, chói lọi sáng chói, giống như một đạo trắng như tuyết mặt trời gay gắt vần quanh trên đó, vô cùng thần bí mạnh mẽ. Hồng Quân lão tổ tay nhờ thần tháp, từng bước một hướng Diệp Thần đi tới bên này, khí thế giống như trấn thiên nhiếp, vô cùng cường thịnh. Tháp này ban đầu kèm theo ta cùng đi qua hồng hoang rất lâu năm tháng,
nó vốn là có tầng 18, bất quá đến hiện tại chỉ còn lại cuối cùng tầng 4, ta liền đem giao phó tại ngươi. Cùng lúc nào tới đến bên cạnh, Diệp Thần mới từ thất thần trạng thái khôi phục như cũ. Hắn biết được Hồng Quân lão tổ chân thân đã sớm tọa hóa, thần hồn rời đi, sợ rằng ở không không thế giới, hiện tại lưu tại thế gian, chẳng qua là tàn hồn hư ảnh thôi. Có thể cho dù là một món tàn hồn, đó cũng là cực kỳ cường đại tồn tại, có thể nói không kém gì thế gian bất kỳ cao thủ hàng đầu. Diệp Thần nghi vấn trong lòng tràn vào sinh, mà đối diện Hồng Quân lão tổ vậy không nóng nảy, trực tiếp tại mảnh núi rừng này tới giữa vẫy tay mà là. Chỉ gặp vậy cách đó không xa, nguyên bản một phiến hoang vu thung lũng thống nhất chung một chỗ. Đỉnh núi kịch liệt rung động thanh âm truyền tới, con sông nước ngược dòng lên, chạy thẳng tới chân trời, hơn nữa cùng ngọn núi kia thống nhất chung một chỗ. Vô tận đào đào nước, lăng không tới, vần quanh thành hình, hơn nữa ở chỗ này cơ sở bên trên, còn sinh dài ra rất nhiều thương thúy hành xanh cây cối. Hồng Quân lão tổ chỉ là liền vẫy tay, liền sáng lập một phiến mới tinh thiên địa, đem thung lũng biến thành rừng cây, vừa nhìn vô tận, bát ngát trùng điệp, đơn giản là thần linh trợ giúp. Ngồi xuống trò chuyện một chút đi, ta cái này đạo hư ảnh nhưng mà ở chỗ này đợi đã lâu. Hồng Quân lão tổ thân hình chớp mắt, đi tới vị kia tại đỉnh núi một tòa đình trong đó. Đình đài lầu các, đất bằng phẳng lên, mọi thứ lộng lẫy, trên thạch đài có rượu ngon hai bình dạ quang ly. Hồng Quân lão tổ, trôi giạt ngồi xuống, giơ tay lên rót rượu. Rượu từ nơi nào đến? Nhìn xa tới giữa núi rừng, một đám màu vàng kim hầu nhi chăn trở xê dịch, trong ngực ôm trước một vỏ vỏ chưa từng mở rượu ngon, đi tới cách đó không xa, vừa là hưng phấn lại là thấp thỏm. Tới, rót rượu. Những thứ này hầu nhi, tựa như nghe hiểu Hồng Quân lão tổ trong lời nói ý, một cái đầu lớn nhất hoàng kim hầu nhi, trong ngực đất bùn vỏ rượu, thận trọng đi tới đỉnh trước. Vậy rượu ngon từ trong tràn ra thời điểm, chung quanh ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, một hồi xông vào mũi mùi thơm truyền tới ở giữa rừng, những cây đó mộc hoa cỏ sinh trưởng tốc độ cũng đổi nhanh hơn mấy phần. Hầu nhi tử, quả thật là vô thượng rượu ngon. Diệp Thần không khỏi khen ngợi một câu. Cái này hầu nhi tử từ xưa đến nay đều là rượu ngon đại danh từ, liền liền vậy du ngoạn đỉnh cao cường giả đỉnh phong, cũng muốn nhất phẩm cái này rượu ngon mùi vị. Đẹp rượu vào miệng. Hương thuần ngọt, tại răng môi tới giữa lưu vị, thật lâu không tiêu tan. Vậy Hồng Quân lão tổ bưng lên ly rượu cùng Diệp Thần sau khi cùng ly, uống một hơi cạn sạch. Cuộc đời này nếu có thể mỗi ngày uống đến chỗ này cùng rượu ngon, đó chính là đời người một viên mãn chuyện. Hồng Quân lão tổ không khỏi thở dài nói. Diệp Thần nghe vậy, quan sát hắn mấy lần, rồi sau đó cười một tiếng. Hắn nhưng cũng không ngờ tới. Cái này Hồng Quân lão tổ cũng là rượu người. Ha ha, cái này đạo hư ảnh nhưng thật ra là huyền hải mở ra lúc đó, ta nơi lưu lại. Khi đó ta muốn phá không đi, rời đi thế giới hiện thật, nhưng ta bạn tốt Võ Tuyệt Thần lại không chịu cùng ta cùng, chưa tới chỗ thương tâm, có nước mắt không rơi lệ, ngày đó chính là ta thương tâm lúc. Hồng Quân lão tổ chậm rãi nói tới, giống như là đang cùng Diệp Thần kể lể chuyện nhà. Bất quá Diệp Thần làm sao nghe. Cũng cảm thấy có điểm là lạ, mảnh thiên địa này từ cổ chí kim người thứ nhất, mà lại ở cùng mình nâng ly uống rượu, hai người thành ảnh. Cho dù hắn chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng vậy hàm chứa Hồng Quân ý chí, tuyệt đối không thể khinh thường. Cho nên ta liền để lại cái này giọt lệ cùng đại lộ dung hợp với nhau, tổ hợp thành cái này phiến huyền hải thế giới, một mực ẩn thân tại cái này thiên kiếm phái cấm địa chỗ, chờ đợi người có duyên đến. Diệp Thần nghe lời này, cả người làm chấn động một cái. Hắn nói người có duyên chẳng lẽ chính là mình sao? Nhưng huyền hải thành hình, đã là mấy chục ngàn vạn năm chuyện lúc trước, chẳng lẽ nói hắn ở lâu như vậy trước kia cũng đã dự liệu đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Hồng Quân lão tổ tựa hồ là khám phá Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, hắn lúc này mở miệng nói, ngươi không cần muốn quá nhiều, ban đầu huyền hải thành hình sau đó, ta đạo lữ, Kiêm gia tiên tử liền ở trong này để lại đạo thống, tên là Kiêm gia kiếm phái. Kiêm gia kiếm phái là nàng lưu lại duy nhất truyền thừa, ta chẳng muốn hắn sau này đi về phía xa sút, liền lại sáng lập thiên kiếm phái, cùng Kiêm gia kiếm phái có nhị hổ đánh nhau thế, ở nơi này huyền hải trong đó kéo dài phát triển. Diệp Thần nghe vậy, coi như là rõ ràng liền Hồng Quân lão tổ dụng ý. Nếu để cho Kiêm gia kiếm phái một nhà độc quyền, sợ rằng không lâu liền sẽ bởi vì thế suy sụp, không còn tồn tại. Nhưng nếu như có thể sáng tạo ra một cái tử địch, vậy liền có thể khích lệ đối phương.
Hồng Quân lão tổ đối Kiêm gia tiên tử một đi tình thâm, thiên địa chứng giám. Có lẽ ban đầu chính là bởi vì Kiêm gia tiên tử chết, cùng với cùng võ tổ quyết liệt, lúc này mới để cho Hồng Quân lão tổ cuối cùng từ bỏ tất cả hồng trần nghĩ bậy, tỏa hóa đi, đột phá thế giới hiện thật thành lũy, đắc đạo thành thần. Bất quá hết thảy các thứ này đều là chuyện cũ, không cần lại sách. Hồng Quân tiền bối, người cái này đạo hư ảnh, có thể còn nhớ trước kia toàn bộ sự việc. Diệp Thần lên tiếng hỏi. Hồng Quân lão tổ tiếp tục nói, ta cảm giác được ngươi nhân quả, ở chỗ này trước, ngươi suy diễn võ đạo chuyện làm, ta đều là nhìn ở trong mắt. Hồng Quân lão tổ tay áo bào dao động, vậy tôn trôi lơ lửng tại đỉnh núi thần tháp, chính là chậm rãi trở về, đem vậy hầu nhi tử bao phủ. Ở nơi này huyền hải bên trong, có bụi gai vương miện cùng vạn vật mấu kiếm quyết khác biệt bảo vật, chính là do ta căn nguyên biến thành, chưa từng có chủ, hôm nay ngươi tới, chính là vì hai người này đi. Ở Hồng Quân lão tổ trước mặt, Diệp Thần không có bất kỳ giấu giếm. Hắn hiện tại muốn phát triển mình thực lực, nhất định phải lấy được hai thứ bảo vật này. Ta nơi này có bụi gai vương miện một ít đầu mối, hy vọng có thể vì ngươi cung cấp chút trợ giúp. Hồng Quân lão tổ ánh mắt, xa nhìn phương xa, ở nơi đó có như nhau hỗn độn bảo vật. Vậy kiểu đồ lấy được triệu hoán, phóng lên cao, hóa thành vô tận lưu quang chạy về phía chân trời, chưa từng có từ trước đến nay, hàm chứa vô tận quy tắc lực. Ta đã từng ở sáng tạo ra bụi gai vương miện thời điểm, để lại một ít mạt vụn, có lẽ có thể giúp ngươi tìm. Cái này huyền hải hiện tại đã hoàn toàn thành hình, hơn nữa sản sinh ra mình thiên đạo cùng thần quy, liền ta cũng không cách nào dò xét đến bụi gai vương miện cụ thể rơi xuống. Hồng Quân lão tổ ánh mắt có chút cảm trong lòng, nó là một đạo hư ảnh, sống sót vô số tuổi, bây giờ đối với tại huyền hải trưởng khống lực, đã từng bước yếu bớt. Ta có thể đem cơ duyên này cho ngươi, lại có một cái điều kiện. Hồng Quân lão tổ đổi câu chuyện, tiếp theo đối Diệp Thần nói. Tiền bối mời nói. Hắn tựa hồ đã đoán được Hồng Quân lão tổ muốn nói cái gì. Kiêm gia kiếm phái là vợ ta nơi lưu lại đạo thống, ta cũng không muốn nhìn nó lúc này tiêu diệt, cho nên xin hạ thủ lưu tình. Hồng Quân lão tổ lời này, ngược lại để cho Diệp Thần sâu sắc chấn động. Cho dù là hắn bây giờ hư ảnh, thực lực vậy cực kỳ mạnh mẽ, có rất cao tỷ lệ có thể tại chỗ đem mình tiêu diệt. Nhưng Hồng Quân lão tổ cũng không có làm như vậy, mà là lấy bảo vật thành tựu trao đổi, muốn cho Diệp Thần hạ thủ lưu tình. Có thể gặp đối với phu nhân cảm tình bao sâu dày, không muốn để cho tồn tại dấu vết, biến mất đi. Yên tâm đi tiền bối, ta muốn chỉ là vậy huyền cơ nguyệt mệnh, sẽ không đối với Kiêm gia kiếm phái xuất thủ. Diệp Thần trịnh trọng cam kết nói. Hắn vốn là đối Kiêm gia kiếm phái không ác cảm gì, chẳng qua là cho huyền cơ nguyệt tới giữa có hóa không ra kẻ thù truyền kiếp ân oán. Hồng Quân lão tổ, gật đầu cười khẽ. Hắn vậy đôi vô cùng lộ vẻ trẻ tuổi trong mắt trong đó, có màu đỏ thẫm ánh sáng lưu truyền, vô cùng là thâm thúy mê người. Năm đó, liền liền nổi tiếng chư thiên Kiêm gia tiên tử, cũng là hắn ái mộ, lại là có vô số thiên chi kiêu nữ nói thẳng muốn gả cho Hồng Quân lão tổ. Bất quá bởi vì Hồng Quân lão tổ thực lực quá mức cường thịnh, thật là khai sáng cường thịnh thời đại, vì vậy, không thiếu người của đời sau liền đem ngầm thừa nhận thành tổ tông hình dáng. Nhưng trên thực tế, Hồng Quân lão tổ tướng mạo cùng khí chất cũng vô cùng là vượt trội. Này đạo hư ảnh, chính là Hồng Quân lão tổ chân thực mặt mũi, anh tuấn tự nhiên, phong độ nhẹ nhàng. Diệp Thần tâm niệm đến đây, toại sinh hỏi một chút. Vậy thực tế ra thế giới, là loại gì hình dáng? Diệp Thần trong đầu nghĩ, Hồng Quân lão tổ bản thể ý niệm biết hay không truyền về. Nếu như biết, sợ rằng đối mình cảm ngộ mạnh hơn chỉ thủy một kiếm, cũng có hiệu quả. Không không thế giới, thái thần bí đến mọi người dù là chết, cũng phải thấy được hắn băng sơn một góc. Cái này đạo Hồng Quân lão tổ hư ảnh lắc đầu một cái, khá có chút tiếc nuối. Ban đầu ta ở lại chỗ này, bởi vì cùng bản thể ngăn ra, chưa từng có liên lạc. Hôm nay lại là hoàn toàn diễn hóa thành một cái khác ta, cho nên ta cũng không biết. Thực tế ra thế giới, san sát tại bọn họ bên trên. Vô số cường giả lập chí muốn lao ra cái này chư thiên vạn giới, đánh vỡ thực tế quy luật trói buộc, đến một cái khác toàn thế giới mới. Nhưng hôm nay, chỉ có Hồng Quân lão tổ, một người thành công. Nhưng cái này đạo hư ảnh như muốn biết một cái thế giới khác, căn bản không có thể. Đây cũng là không cách nào vượt qua những ràng buộc. Cố nhiên như vậy,
Diệp Thần như cũ đối như vậy cảnh giới sinh lòng say mê, lập chí tương lai nhất định phải đặt chân. Thì ra là như vậy, vậy thì cảm ơn tiền bối. Ha ha, không cần cùng ta khách khí như vậy, luân hồi chi chủ huyết mạch vô cùng cường đại, là hôm nay chư thiên vạn giới trong đó, duy nhất có thể vượt qua ta. Ta vô cùng kiên định, ngươi và ta bản thể sẽ gặp nhau. Hồng Quân lão tổ hai tròng mắt động nhược ánh nến, nhìn Diệp Thần, chưa từng ngừng nghỉ tắt. Diệp Thần ngẩn ra, đối với không không thế giới hắn cuối cùng quá xa xôi, muốn đạt tới Hồng Quân lão tổ cái loại này cấp bậc lại phải bao lâu. Hắn bây giờ cùng Hồng Quân lão tổ chênh lệch, giống như rãnh trời. Tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, Hồng Quân lão tổ hư ảnh tiếp tục nói, từ xưa đến nay, liền chỉ có ta ngươi hai người chặt đứt sắp xỉ trăm đạo gông xiềng, bước vào võ hư cảnh giới, luân hồi chi chủ, người khí vận có thể nói nghịch thiên. Nếu thời gian dài, nhất định sẽ đột phá thực tế trói buộc, cùng bên kia thế giới ta hội hợp. Hồng Quân lão tổ cùng Diệp Thần bưng lên ly rượu, chung nhau uống cạn liền cuối cùng một ly rượu, tiếp theo vậy trôi lơ lửng ở xa xa thần bí vật chất đi tới Diệp Thần trước mặt, lúc này nội liễm ánh sáng rực rỡ, cùng vậy thông thường cục sắt vậy không nhìn ra bất kỳ khác thường. Tay cầm cục sắt, Diệp Thần trong lòng có chút kích động, dẫu sao đây chính là tìm được bụi gai vương miện đầu mối trọng yếu. Luân hồi chi chủ, ta cái này đạo hư ảnh chỉ biết là như nhau chín tầng trời thần thuật đầu mối, chính là bụi gai vương miện. Huyền hải trong đó, có cái cấm địa tên là kiếm vẫn không gian, nơi đó là thời kỳ thượng của một tên ma thần chết sau đó nơi lưu lại, mà vậy ma thần trong tay nơi cầm đồ, là một cái diệt thế tuyệt thần kiếm. Chính là vậy cầm diệt thế tuyệt thần kiếm đoạn là hai nửa, phóng thích ma niệm, tạo thành phong ấn, lúc này mới trói buộc ở bụi gai vương miện. Tìm được diệt thế tuyệt thần kiếm, thì tương đương với tìm được bụi gai vương miện. Ma thần vốn là ở một nơi trên đảo đã đạt đến đỉnh cấp cảnh giới, sau đó đánh vào vô thượng truyền thuyết tầng thứ, cuối cùng thất bại, bị thiên kiếp cho đánh chết, mà nó nơi rơi xuống địa điểm cũng trở thành cấm địa. Kiếm vẫn không gian, là kiếm ma nơi rơi xuống chi địa. Mà bụi gai vương miện vậy bị phong ấn ở nơi đó. 10 ngày sau, kiếm vẫn không gian đem sẽ mở, bóng tối vật chất năng lượng vậy sẽ xuống đến thấp nhất. Cầm lên cái này vẫn thiết đá, có thể giúp ngươi giảm bớt hắn nguy hại. Còn như vậy vạn vật mẫu kiếm quyết, ta liền không cách nào nói cho ngươi, bởi vì hắn nắm trong tay ở chỗ này thiên đạo trong tay, hơn nữa cái này bên trong có quá nhiều không cách nào dự đoán đồ, đã nhiều năm như vậy, có thể lưu lạc đến người khác trong tay vậy nói không chừng. Hồng Quân lão tổ lạnh nhạt nói. Hồng Quân lão tổ cái này đạo hư ảnh, cùng bản thể tính cách ngược lại là có chút không cùng, bản thể càng nghiêng về trầm mặc ít nói, thần uy hiển hách, mà hư ảnh này, khéo nói rất nhiều, đã ở chỗ này đợi nhiều năm, tạo thành bộ phận người độc lập cách. Cho nên đối với luân hồi chi chủ, hắn cũng là lời nói rất nhiều. Được, vậy thì cảm ơn Hồng Quân đời trước, Diệp Thần cảm kích nói. Nếu là không có cái này đạo hư ảnh chỉ điểm, mình muốn tiếp xúc tới bụi gai vương miện tin tức nhưng mà muôn vàn khó khăn. Không sao, hy vọng tương lai có một ngày ngươi có thể phá ra cái này thực tế, đi cùng ta bản thể hội hợp. Chỉ mong như vậy. Diệp Thần rời đi chỗ này thiên kiếm phái thâm cốc, hắn gặp được Hồng Quân lão tổ hư ảnh, còn thu được có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Chủ yếu nhất phải, hắn biết được liền bụi gai vương miện rơi xuống, bị phong ấn ở kiếm vẫn không gian. Chỗ đó. So với viễn cổ thần ma chiến trường càng nguy hiểm. Dẫu sao là một đầu cường đại thần ma vùng đất vẫn lạc, lưu lại ma khí vô cùng là cường thịnh. Như nếu muốn đi vào trong đó, chỉ sợ cũng muốn khắc phục vậy ma khí xâm nhiễu. Diệp Thần trở lại thiên kiếm phái cùng Gia Cát Thanh Hồng tiến hành trò chuyện, từ hắn nơi đó, biết được liền bộ phận có liên quan kiếm vẫn không gian tin tức. Lúc đầu không ít người cũng đã biết, kiếm vẫn trong không gian còn có bảo tàng. Cùng chín tầng trời thần thuật có liên quan. Nghe được tin tức sau đó, những thế lực kia dục dịch, cũng kế hoạch ở 10 ngày sau, đi kiếm vẫn không gian cướp lấy cơ duyên. Diệp Thần tiên quyết định giữ binh không nhúc nhích, lưu lại ở cái này thiên kiếm phái sau núi bên trong, rèn luyện kiếm ý, 10 ngày sau, hắn phải lấy hoàn mỹ nhất tư thái, đi đoạt được vậy bụi gai vương miện. Gia Cát Thanh Hồng đại khái là đoán được Diệp Thần ý tưởng, hướng hắn hỏi. Có thể hay không lấy thiên kiếm phái danh nghĩa đi kiếm kia vẫn không gian, Diệp Thần suy tính hồi lâu, vui vẻ đáp ứng. Một mình đi có lẽ sẽ dụ cho người hoài nghi, nhưng nếu là phối hợp thiên kiếm phái danh tiếng, là được che giấu thân phận, một lần hành động hai được.
Ngay tại Diệp Thần mở tu luyện cuồng chiều lúc đó, ở đó huyền hải ra, yên tĩnh san sát tại chư thiên vạn giới hắc ám cấm hải bên trong, cựu nhật minh sinh ra sôi trào. Nguyên nhân là ma tổ vô thiên lại sắp khai triển đoạt xác nghi thức. Một khi ma tổ vô thiên đoạt xác thành công, cũng thích ứng mới đổ đựng, thực lực đem sẽ lại một bước tăng trưởng, phối hợp sau lưng ngai vàng, có lẽ có thể đạt tới và vũ hoàng cổ đế chống lại bước. Hắc ám cấm hải là thuộc về ma tổ vô thiên địa bàn, cựu nhật minh ổ ở chỗ này, những thế lực khác cũng không dám lỗ mãng. Ở một nơi thần bí xa xưa cấm địa, chư thiên vần quanh, cổ xưa cung điện san sát, mười phần vĩ đại. Cựu nhật minh huy hoàng nhất cung điện liền tọa lạc tại này, thứ nhất đời lão tổ chính là ma tổ vô thiên, hắn lãnh đạo thế lực lấy được vô cùng huy hoàng thành tựu. Trong mơ hồ đã trở thành chư thiên vạn giới thế lực cao cấp một trong, vô cùng mạnh mẽ. Dĩ nhiên cái này cái gọi là thế lực cao cấp, là muốn trừ đi thái thượng thế giới. Dẫu sao chỉ cần có vạn khư thần điện tồn tại, những thế lực khác đều không cách nào ra mặt. Hơn nữa thái thượng thế giới có quá nhiều ẩn núp thế lực ẩn núp, không có ai biết sâu cạn, thậm chí liền vũ hoàng cổ đế cũng không nhất định biết được. Ma tổ vô thiên là thế giới bên ngoài trước ba cường giả, đứng sau vũ hoàng cổ đế, kiếm thần lão tổ loại này kinh tài diễm diễm nhân vật. Chỉ bất quá hiện tại hắn kẻ địch, chỉ còn lại có vũ hoàng cổ đế, dĩ nhiên vậy nhâm ra đôi thiên mệnh, vậy coi như. Ma tổ vô thiên đã từng chấp trưởng không vô thiên sách, đối với đại lộ mười phần biết rõ. Nếu không phải năm đó, bởi vì mười đại thiên quân cùng vạn khư thần điện liên hiệp vây công quá mức bá đạo, hắn có lẽ cũng sẽ không sa sút tại thái thượng thế giới như vậy đối thủ. Đoạt xác ngày, là sắp tới sao, ha ha. Ngồi xếp bằng ở đại điện ngai vàng ma tổ vô thiên, thần sắc lạnh lùng, mặt mũi như đao, gọt dìu đục mười phần trong sáng. Hắn ngai vàng dưới có tầng tầng xương trắng, tích lũy, sát khí ngất trời, máu ý tràn ngập. Mà hắn thân thể vậy giống như một ngọn núi lớn, trấn áp toàn bộ hắc ám cấm hải. Chỉ là người có lòng liền có thể nhìn ra ngọn núi lớn này đã bắt đầu có sụp đổ dấu vết, không có ở đây tựa như trước như vậy vững chắc. Mà ở hắn phía dưới chính là có mấy cái mạnh mẽ bóng người. Bọn họ hóa thành hình người, nhưng như cũ cất giữ thú đặc thù, cái này mấy người chính là ma tổ vô thiên dưới quyền ngày cũ tinh thú. Những thứ này ngày cũ tinh thú đều là sống sống ở lần trước cái thời đại mạnh mẽ hung thú, thôn phệ tinh không năng lượng, vô cùng cậy mạnh bá đạo. Ngày xưa mười đại thiên quân lão tổ hình thành cường đại liên quân, giết chết ngày cũ chủ, bộc phát vậy trận hủy thiên diệt địa kinh thiên đại chiến. Liên tinh không cũng sụp đổ, tinh thú vậy như vậy được vô cùng ảnh hưởng lớn, mất đi dựa vào vì sanh tồn khí vận, chúng đổi được không chịu nổi một kích. Cuối cùng là ma tổ vô thiên ra tay, cứu trong đó 16 đầu tinh thú, cũng là cái này một đại tộc còn sót huyết mạch. Tỷ như Karora, Bắc Phong Lang cũng là một cái trong số đó. Mà hôm nay hầu hạ ma tổ vô thiên trừ mấy đại thiên tôn chiến tướng ra, còn có cực kỳ mạnh mẽ cái khác tinh thú. Triều tà cuồng cá sấu, hắc ám sừng sư đều là hắn cường đại tồn tại, từ thực lực đi lên nói cũng không kém gì đã chết Karora, là cao cấp tinh thú. Mà lần này chúng phụ trách bảo vệ trật tự, bởi vì ma tổ vô thiên sắp mở đoạt xác đại hội. Chúng ta cung nghênh ma chủ bệ hạ, trở về thiên địa đỉnh, dẫn cựu Nhật Minh đi về phía chư thiên vạn giới, một lần hành động phong vương. Vậy bóng tối sư tử chìa vào đầu lớn, hơi thở dạo dực, mạnh mẽ hùng hằng, hàm chứa cực mạnh tinh không lực. Nhất cử nhất động, ám hợp thiên địa đạo vận. Còn lại mấy tên tinh thú cũng là rối rít noi theo, trước thời hạn cung nghênh ma tổ vô thiên là mới thiên địa chủ. Ma tổ vô thiên, thần tình lạnh nhạt, như cũ vô cùng uy nghiêm, thế nhưng đáy mắt chỗ sâu cũng có một chút mừng rỡ. Hắn sắp lấy được mới đổ đựng, hạ xuống chư thiên, hoàn thành thời đại mới lột xác. Một khi thành công, vậy hắn thực lực liền đủ để sánh bằng vũ hoàng cổ đế. Đem toàn bộ hắc ám cấm hải cho chế tạo thành sánh bằng vạn khư thần điện thế lực cao cấp. Đến lúc đó, hắn đem có cùng vũ hoàng cổ đế toàn diện đối kháng vốn, khôi phục thiên vũ tiên môn vinh quang, chỉ là vấn đề thời gian. Ta chờ, là vì thiên vũ tiên môn mà chiến. Ma tổ vô thiên chậm rãi đứng dậy, tay phải nắm lại nâng lên, để xuống trước ngực. Tại chỗ cựu Nhật Minh bên trong tinh anh vậy thần sắc nghiêm túc, ngẩng đầu ưỡn ngực, mang quyền để xuống trước ngực. Vì thiên vũ tiên môn mà chiến. Đại điện cổ xưa, tràn đầy cuồng nhiệt thanh âm. Ma tổ vô thiên đoạt xác nghi thức định trước sẽ không thuận buồm xuôi gió, đến lúc đó bọn họ sắp ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết,
ngăn cản đến từ vạn khư thần điện tấn công. Mà ở một bên khác, trở thành bị hiến tế vật già thiên ma đế, chính là phá lệ vui vẻ. Bởi vì vũ chỉ giao thân xác ở hôm nay coi như là hoàn toàn khôi phục, lần nữa phơi bày tuyệt đẹp dung mạo. Mặc dù hồi lâu trước kia, vũ chỉ giao liền có thân xác, nhưng khôi phục cần thời gian, thậm chí ma tổ vô thiên nhiều lần phái người mang đi vũ chỉ giao, bề ngoài là chữa trị, thực thì bất quá là khống chế và uy hiếp già thiên ma đế thôi. Già thiên ma đế sở dĩ sẽ nguyện ý cho ma tổ vô thiên làm đồ đựng, chính là vì cứu vũ chỉ giao. Mà ở hắn bị đoạt xác trước, ma tổ vô thiên hết cuối cùng một chút tình cảm, đem vũ chỉ giao thả ra, dành cho ngắn ngủi tự do. Nhìn mặt đầy nụ cười già thiên ma đế, vũ chỉ giao chính là lệ rơi đầy mặt. Như vậy thật đáng giá không? Ta không muốn nhìn ngươi là ta hy sinh. Vũ chỉ giao tự nhiên sẽ hiểu gần đây già thiên ma đế sự việc, nàng tự lẩm bẩm, lệ rơi đầy mặt. Mỗi một giọt lệ đều là ngôi sao tinh hoa, có thể thành tựu tu luyện tiếp viện, cũng có thể vô hạn tự chữa tự thân thực lực. Đây cũng là ma tổ vô thiên, lợi dụng tinh thần là nàng chế tạo mới thân xác, tinh thần thần thể. Trước ma tổ vô thiên hy sinh 16 tinh thú một trong khổng tước tinh thú, thay vũ chỉ giao đúc lại thân xác. Bất quá sau đó, vũ chỉ giao thần hồn đối cái này khổng tước thân xác sinh ra bài xích, vì vậy ma tổ vô thiên lại tìm phương pháp khác, lần này chế tạo một cái thân thể đầy đủ. Ngày đó vũ chỉ giao bị vạn khư thần điện vũ linh hàn đả thương, hắc viêm cháy, mệnh treo một đường, hắc ám minh viêm độc tính quá mức kịch liệt, để cho vũ chỉ giao căn bản không chịu nổi. Từ một khắc đó trở đi, già thiên ma đế liền hận tới vạn khư thần điện, hoặc là nói đúng tại vạn khư thần điện đối thủ lớn nhất, ma tổ vô thiên, nhiều một phần thân cận. Mà ma tổ vô thiên vậy đem hết toàn lực, khôi phục vũ chỉ giao thân xác, cho nên già thiên ma đế cũng không để lại tiếc nuối. Chỉ là trong lòng hơi thương tiếc, mình sợ rằng không cách nào phụng bồi vũ chỉ giao, đi hết cuộc đời còn lại quãng đường còn lại. Ma đế ca ca, ta. Vũ chỉ giao còn muốn mở miệng nói gì, lại bị già thiên ma đế cười ngăn cản. Ngươi đã trải qua quá nhiều gặp trắc trở, hiện ở khi xuất hiện, ta liền dẫn ngươi xem cái này chư thiên vạn giới phong cảnh, chư giết hại cùng chiến tranh, cái này thế gian còn có thật tốt non sông, đáng ngươi lưu luyến. Già thiên ma đế vung tay lên, một chiếc có thể chứa mấy người hư không thuyền nhỏ, bất ngờ thành hình, hắn mang vũ chỉ giao, ra lệnh, thuyền bè quanh thân thì có màu đen cánh chớp đi ra, nhảy vút mở ra dài đến 100 mét. Chiếc thuyền này rất nhanh liền xé hư không, nhảy đi hắn chỗ, đi tới bát ngát vô tận vùng biển, tiếp theo lại bay đến mở mịt núi rừng bầu trời, cùng vậy liệt liệt vang dội gió lớn cùng nhau, lướt qua vậy bao la trên núi lớn không. Hết thảy trong cảnh tượng, hùng vĩ cùng xinh đẹp đều là tích chữ, để cho dòng người liền quên trở lại, đẹp không thể tả. Cuối cùng, già thiên ma đế mang vũ chỉ giao đi tới một tòa hoa cốc trong đó, tại xum xuê dưới tảng cây, thâm tình đưa mắt nhìn. Gió thổi qua, phất dậy mái tóc của nàng, vậy thổi ra đầy khắp núi đồi đóa hoa, nháy mắt tức thì thiên hồng vạn tím, đồng loạt chứa đựng, thế gian phong cảnh đẹp nhất tách ra, đẹp được kinh tâm động phách. Vũ chỉ giao nhìn một chút, liền nước mắt chảy xuống. Như vậy tốt đẹp phong cảnh, sợ rằng nàng sau này chỉ có thể một người thưởng thức, lại không ma đế ca ca cùng thân cùng theo. Ma đế đoạt xác tin tức, truyền khắp toàn bộ hắc ám cấm hải, rất nhiều cường giả rối rít trước thời hạn đưa lên quà tặng, bọn họ vậy rõ ràng một khi ma tổ vô thiên thành công, vậy cơ hồ toàn bộ hạ giới đều trở thành trong tay hắn thế lực, không người nào có thể chống lại. Coi như là thái thượng thế giới, vậy bởi vì tạm thời thiên đạo hạn chế, cường giả đỉnh phong không cách nào hạ xuống nơi đây, chỉ có thể nhìn ma tổ vô thiên cường thịnh nóc. Một ngày này hắc ám cấm hải, tiếng người ồn ào, cựu Nhật Minh tổng đàn có thể chứa mấy trăm ngàn cường giả, mà không lộ vẻ được chen chúc, ở đó bầu trời phía trên nhất, có một tòa lơ lửng tế đàn, vô cùng hùng vĩ. Già thiên ma đế đã ở tế đàn trong đó ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi, mà không lâu lắm, tòa kia cung điện hùng vĩ trong đó, có cao hơn lớn nam tử bước ra. Chính là hắc ám cấm hải nắm giữ, ma tổ vô thiên. Hắn sau lưng còn đi theo không thiếu cựu Nhật Minh hộ pháp. Có thực lực cường đại hắc ám sư tử, hung thần ác sát cá sấu lão tổ, trầm mặc ít nói Bắc Phong Lang, bất quá làm người khác chú ý nhất vẫn là Ngọc Thiềm tiên tử. Nàng vóc người đạt tới ngạo nhân, đường cong phập phồng, đi dậy đường tới, chập chờn sinh tư. Trọng yếu hơn chính là vậy một đôi nhìn quanh lưu luyến, mê chết người không đền mạng mị hoặc mắt đẹp. Thật là để cho tại chỗ một đám tu sĩ là điên cuồng.
cũng khó trách Diệp Thần lúc ấy thiếu chút nữa không có đem cầm ở, như vậy yêu nữ thật sự là quá mức mê người. Ma Tổ Vô Thiên, phi thăng lên, bước lên tòa kia tế đài. Chuẩn bị xong, hắn chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Già Thiên Ma Đế gật đầu một cái, một bộ cùng đời vô tranh hình dáng. Hắn đã chuẩn bị xong, hiến tế mình, trở thành Ma Tổ Vô Thiên nghiệp bá mảnh ghép ở giữa cuối cùng một khối. Đây là số mệnh, cũng là định trước. Tiếc nuối duy nhất là, đang đoạt bỏ trước, không có gặp Diệp Thần một lần cuối. Giờ phút này, chung quanh có mấy trăm ngàn hắc ám cấm hải, cùng với những địa phương khác tu sĩ chờ đợi kỳ tích phát sinh, làm chứng Ma Tổ Vô Thiên phong thần thành đế. Đến lúc đó, bọn họ đem ra nhập cựu Nhật Minh, chung nhau chống lên toàn bộ Thiên Vũ Tiên Môn ngày xưa trói lọi. Già Thiên Ma Đế tháo xuống tất cả phòng ngự, đem mình ý thức hải lộ ra, mặc cho thần phách xâm lược. Ma Tổ Vô Thiên trong lòng có chút kích động, nhưng bề ngoài nhưng biểu hiện được rất bình tĩnh, hắn thả ra một chút thần niệm, tiến vào Già Thiên Ma Đế bề mặt. Già Thiên Ma Đế khí hải mênh mông đen bóng tinh khiết, không có bất kỳ tì vết nào, hơn nữa mơ hồ có vĩnh hằng sáng bóng lưu chuyển, chính là một tôn không thể có nhiều hoàn mỹ đồ đựng. Như có cơ hội, Ma Tổ Vô Thiên không hề muốn chiếm đoạt Già Thiên Ma Đế, mà là muốn đem bồi dưỡng thành mình đệ tử quan môn, thừa kế tiên môn đạo thống. Chỉ tiếc hai người không thể kiêm được, chỉ có thể chọn một. Hai người ngồi xếp bằng đứng. Bóng tối phủ văn lưu chuyển, giống như vậy chiều tà đế tinh đang lóng lánh, tô điểm ở mỗi một tấc không gian trong đó đâm rách hư không, toát ra vô biên vô tận thuần túy hắc ám. Mà đây u ám hắc quang tác phẩm xây xong một cái lối đi, đem Ma Tổ Vô Thiên cùng Già Thiên Ma Đế nối liền, thành tựu thần hồn quá độ chứa lối đi. Mà đang ở Ma Tổ Vô Thiên sắp thi triển thủ đoạn thời điểm, toàn bộ trên bầu trời không làm rung động, bị xé ra to lớn kẽ hở, thân mang thần thánh tia sáng cường giả bỗng nhiên hạ xuống, sắc mặt không tốt. Ma Tổ Vô Thiên, ngươi muốn đoạt xác, còn không hỏi qua chúng ta Vạn Khư Thần Điện có đồng ý hay không? Một tên thần tướng cả người kim quang lưu chuyển, tay hắn cầm lớn thương, khí thế mạnh mẽ, thực lực có 102 chúng sanh. Mà ở hắn sau lưng, còn có không thiếu Vạn Khư Thần Điện cường giả bóng người nổi lên, chỉ bất quá bị giới hạn đại lộ quy tắc, thần của bọn họ đạo và thực lực cũng bị tước đoạt không thiếu. Cựu Nhật Minh hộ pháp đạt tới mấy tên chiến tướng, chậm rãi lơ lửng, triệu hoán ra một tòa to lớn đại trận. Vạn Khư Thần Điện người, lại dám tới ta Cựu Nhật Minh phách lối. Bồn tiên tử sợ các ngươi là tìm lộn chỗ. Ngọc Thiềm tiên tử hừ lạnh một tiếng, chủ trì trận pháp dâng lên, oanh thanh âm ủng ủng tràn ngập chân trời. Cựu Nhật Minh cường giả rõ ràng kịp chuẩn bị, đối với Vạn Khư Thần Điện tấn công, đã sớm bày ra trận pháp cường đại. Chỉ cần không phải Vũ Hoàng Cổ Đế đích thân tới nơi này, vậy bọn họ liền không cách nào đánh vỡ tầng này kết giới trói buộc. Ma Tổ Vô Thiên ngồi xếp bằng tại chỗ. Đối với ngoại giới sự tình phát sinh không nghe thấy không hỏi, không có chút nào lo lắng. Ở hắn dưới sự khống chế, đoạt xác nghi thức chính thức bắt đầu. Già Thiên Ma Đế thần hồn đã hoàn toàn để trống, hiện tại giống như là đặt ở trước mặt món ăn ngon, mặc hắn hái hiệt là được. Ma Tổ Vô Thiên cả người có hỗn độn khí vần quanh, những cái kia hắc phụ, trong chớp mắt hóa thành thần hỏa, ngưng tụ thành ngập trời ma thần bóng người. Mà vậy ma thần hồn phách cực kỳ mạnh mẽ. Mở mắt tới giữa, cũng đã thả ra u hỏa. Nồng nặc hỗn độn khí, hướng Già Thiên Ma Đế cuốn sạch qua đi, đem hắn thân thể toàn bộ bao vây, ánh sáng rực rỡ lóe lên. Lấy chỗ tòa này tế đài là trung tâm, mấy vạn dặm hắc khí chập chờn truyền khắp nơi, làm tất cả người kinh hãi. Đây cũng là Ma Tổ Vô Thiên uy lực, cứ việc chỉ là lộ ra một món thần niệm, liền có thể chấn nhiếp thiên địa, độc đoán vạn cổ. Ngồi xếp bằng tại hồn niệm trung tâm Ma Tổ Vô Thiên, tư thế oai hùng cao ngất, đầu đầy tóc đen bay lượn, hắn ánh mắt như điện, tựa như sấm sét bạo khởi, mắt nhìn xuống chúng sanh. Mở. Vậy tơ thần hồn, chính thức tiến vào Già Thiên Ma Đế ấn đường chỗ, mà Già Thiên Ma Đế toàn bộ thân thể run lẩy bẩy, tựa như đang chịu đựng to lớn thống khổ. Ở hắn thanh tỉnh dưới trạng thái thước đoạt thần hồn, hành động này không khác nào sống sờ sờ lột ra. Như vậy chỗ đau. Người thường căn bản không cách nào chịu đựng. Già Thiên Ma Đế cắn chặt hàm răng, nổi gân xanh, đen nhánh ánh sáng từ hắn trong thất khiếu chảy ra, để cho hắn nhìn qua giống như bị điên. Ở đó xem cuộc chiến tiệc trong đó, Vũ Chỉ Giao xít sao che miệng lại, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Già Thiên Ma Đế tiếp nhận thống khổ bao sâu, lòng nàng thì có hơn đau.
nhưng hết thảy các thứ này cũng trở thành sự thật, không cách nào phá rõ ràng. Tế đài bị sương mù màu đen bao vây, giống như một tầng lôi kiếp mây, người bình thường cùng không cách nào nhìn thấu trong đó ẩn chứa đồ. Mà Già Thiên Ma Đế bề mặt tản mát ra một cổ khổng lồ huyết khí, tràn ngập chân trời, căn bản không phải Già Thiên Ma Đế thân thể có thể ngăn cản. Những cái kia đầy trời ma lực cùng sát khí hòa chung một chỗ, tạo thành một cổ cực kỳ cường đại nước lũ, giống như là một đầu viễn cổ hung thú, bỗng nhiên bùng nổ, đem trước mặt Già Thiên Ma Đế chiếm đoạt hầu như không còn. Từ trong hiện ra màu đen tia chớp, một phiến tiếp một phiến, đi đôi với quỷ khóc sói tru thanh âm, trùng trùng tàn ảnh hiện lên. Chỉ cần những thứ này thần hồn toàn bộ cùng Già Thiên Ma Đế hòa làm một thể, như vậy ma tổ vô thiên liền hoàn thành đoạt xác. Lúc này tất cả thần hồn chèn ép cũng đi tới Già Thiên Ma Đế trên mình. Ma tổ vô thiên vận dụng ma linh niệm, đó là thuộc về duy nhất thượng cổ lực lượng, thập phần cường đại, hàm chứa thiên vũ tiên môn đạo thống lực. Nếu như muốn đối kháng này vậy giữa trời đất nhất là cao cấp lực lượng, là hết sức khó khăn sự việc. Già Thiên Ma Đế cảm giác mình linh hồn bị ngàn vạn cây kim ghim, lâm vào vô cùng là thống khổ tình cảnh. Hắn thân xác bị ma khí vững vàng chiếm cứ, hiện tại chỉ còn lại có trong ý nghĩ, vậy cuối cùng một món ý thức. Nếu như ý thức cũng bị chiếm lĩnh, vậy hắn thì sẽ hoàn toàn lâm vào là vô thiên đồ đựng. Hắn để chống ý thức, nhưng không cách nào xua tan mình nội tâm một màn kia chấp niệm. Hắn thật cam tâm tình nguyện cho ma tổ vô thiên làm đồ đựng sao? Cuộc đời còn lại còn có cái gì không hoàn thành sự việc? Hết thảy thật đều có thể buông xuống sao? Những thứ này đều ở đây sâu trong nội tâm của hắn hóa là không cam lòng, ngưng tụ thành cực kỳ cường đại chấp niệm. Những cái kia chấp niệm ẩn núp tại sâu trong nội tâm, bằng vào tự thân lực lượng thì không cách nào hóa giải. Cho nên ma tổ vô thiên thần hồn chỉ phải giải quyết nơi này chấp niệm, liền có thể hoàn toàn đem cái này cái thân thể hóa là mới có. Vô tận hắc quang vây quanh ở chung quanh, lóe lên không ngừng, nhưng thì không cách nào lại tiến thêm nửa bước. Ma tổ vô thiên khẽ cau mày, hắn ở Già Thiên Ma Đế ý thức chỗ sâu, gặp phải mãnh liệt chống cự. Cái này cùng chống cự lại hình thành phản kích hữu hiệu, để cho Già Thiên Ma Đế hắc khí tạm thời mất hiệu lực. Hai người chỉ như vậy một mực kéo cưa, hắc quang ngất trời, bao quanh tế đàn mây mù vậy kịch liệt hỗn loạn. Hừ, cũng đến như vậy trình độ, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Ma tổ vô thiên hừ lạnh một tiếng, hắn trong tròng mắt bộc phát ra vô tận đậm đà hắc khí. Cửu U Ma Tướng, nuốt hồn vệ phách. Ma tổ vô thiên phía trên đỉnh đầu hắc khí ngưng phun trào, thay thế là lau một cái không khí trầm lặng ý chí, thật giống như từ vậy man hoang địa ngục chỗ sâu đi ra, mặt không cảm giác, con người mộ nhiên, bất ngờ là như vậy trống rỗng mờ mịt chiếm đoạt thú. Đây là núp ở ma tổ vô thiên cửu U thần công trong đó linh hồn lực, trên có thể nuốt phệ thiên. Hạ có thể đạt tới địa ngục, ào ào, không người nào có thể ngăn cản. Già Thiên Ma Đế ở nơi này một đầu chiếm đoạt cự thú chèn ép dưới, lần nữa đổi được bình tĩnh lại. Bất quá vậy một chút chấp niệm, nhưng thủy chung như đầy trời trong đại dương bao la một lá phiên thuyền, thuộc về nguy hiểm bên bờ, duy trì cuối cùng một chút vi diệu thăng bằng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ma khí như cũ sôi trào, lộ vẻ được có chút nóng nảy, cáu kỉnh, liền xuống phương người xem cuộc chiến cũng phát giác một chút dị thường. Chuyện gì xảy ra? Đã qua thời gian lâu như vậy, ma tổ bệ hạ còn không có đoạt xác thành công sao? Không biết, chẳng lẽ là xảy ra tình huống ngoài ý muốn? Không nên kinh hoàng, yên lặng theo dõi kỳ biến, lấy ma tổ đại nhân thực lực làm sao có thể sẽ đoạt xác thất bại? Dưới đài bàn luận sôi nổi, liền cựu Nhật Minh chúng đệ tử cũng phát giác chút chỗ không đúng. Mấy tên hộ pháp khởi động đại trận, đem vạn khư thần điện tới kẻ địch ngăn cách bên ngoài, không cách nào tiến thêm. Nhưng lúc này, bọn họ nhìn về trong sân ánh mắt nhưng có chút lo âu. Ma tổ vô thiên bên này xuất hiện tình huống dị thường, đối với bọn họ mà nói có thể chưa tính là chuyện tốt mà. Bỏ mặc như thế nào, ma tổ vô thiên vẫn là tín ngưỡng của bọn họ, là không thể tan biến. Nhưng mà ở tế đài trong đó, ma tổ vô thiên lại gặp phải trước đó chưa từng có khốn cảnh, hắn từ đầu đến cuối không cách nào dao động Già Thiên Ma Đế một màn kia ý chí. Ẩn giấu ở sâu trong nội tâm chấp niệm, là như nhau thứ cực kỳ đáng sợ, cho dù ma tổ vô thiên có cao nhất thần lực, cũng không cách nào xuyên qua cái này tơ chấp niệm. Rắc rắc, một chút vết rách, từ trên tế đài nổi lên, tiếp mà nhanh chóng lan tràn,
ùng ùng tiếng vang bên tai không dứt. Giống như là hành tinh rạn nứt, hoặc như là tinh thần rơi xuống, vô tận mảnh vỡ từ tinh không đỉnh vạch qua, thật giống như một phiến phiến sao rơi quang vũ. Thấy một màn này, người rối rít trợn to hai mắt, đầy mặt không dám tin. Ma tổ vô thiên đoạt xác lại thất bại. Già thiên ma đế trên mình ánh sáng đen vần quanh, hướng ra phía ngoài lan truyền, đem ma tổ vô thiên ngưng tụ thần niệm toàn bộ cản đi ra ngoài. Cái này một tí, trên đời đều kinh hãi. Cựu Nhật Minh rất nhiều cường giả lại là đồng loạt vây quanh, rất sợ xuất hiện loại gì bất ngờ. Mà trên hư không, còn cất giấu một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này mơ hồ mang thương, con người có huyết nguyệt lưu truyền. Chính là Nhâm Phi Phàm. Trước đây không lâu và Thiên Lý đánh một trận, cố nhiên hắn không có thất bại, nhưng thương thế trên người nhưng là giá cực lớn. Thiên Lý mượn cửu đỉnh đại trận, vậy thì đồng nghĩa với như hổ thêm cánh, nếu không phải hắn nội tình và võ đạo khủng bố, sợ rằng đều sẽ có rơi xuống có thể. Khi biết được già thiên ma đế có bị đoạt xác, Nhâm Phi Phàm thời gian đầu tiên hạ xuống. Hiện tại Diệp Thần tiến vào huyền hải, tự nhiên không cách nào ngăn trở, nhưng hắn đã đáp ứng Diệp Thần, không thể để cho ma đế xảy ra chuyện. Đáng tiếc, ngày đó Diệp Thần và Thiên Lý đối kháng, đưa đến thiên ma đại đế thân thể đã không hoàn chỉnh, sợ rằng đối với vô thiên không có cực hạn sức hấp dẫn. Cho nên hắn hôm nay tới, chính là làm xong cứu người chuẩn bị. Dĩ nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không ra tay. Hôm nay bị thương, như lại đối kháng vô thiên, Vũ Hoàng cổ đế lại tới cái chim sẻ ở phía sau, vậy bàn cờ này liền hoàn toàn thua. Cũng may, hắn không có nhìn lầm già thiên ma đế. Hôm nay tới xem, già thiên ma đế trống. Xem ra, người ở Diệp Thần bàn cờ này bên trong, đã bị vậy trong sâu thẳm khí vận ảnh hưởng. Nhâm Phi Phàm lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, ma tổ vô thiên thần hồn bị đánh sau khi trở về, hắn thần niệm rõ ràng sinh ra kịch liệt chập chờn. Qua một lúc lâu, mới dần dần khôi phục như cũ. Hắn đôi mắt bên trong, có ánh sáng hoa lóe lên, phảng phất có vô tận năm tháng ở trong đó lưu chuyển, miễn cưỡng không ngừng. Đối với lần này, hắn tuy có chút tức giận, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Lui ra đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ma tổ vô thiên nhàn nhạt nói một câu, sau đó xoay người rời đi tế đài, trở lại thần cung trong đại điện. Hắn ngồi xếp bằng ở khô lâu trên ngai vàng, cẩn thận cảm thụ già thiên ma đế nơi bảy tầng kia phòng ngự. Già thiên ma đế, quả nhiên vẫn là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi sâu trong đáy lòng vậy lau chấp niệm mạnh như vậy mãnh liệt. Bất quá ngươi mạnh hơn nữa chống đỡ, vừa có thể chống được lúc nào đâu. Ma tổ vô thiên cười lạnh một tiếng, tiếp theo đem mình dung nhập vào vậy hắc ám không gian trong đó. Trải qua thứ thất bại lần trước sau đó. Hắn đã hiểu được già thiên ma đế xương sườn mềm. Vì vậy hắn quyết định tiến vào cấm kỵ không gian, lấy ra ngày cũ chủ để lại cho hắn viên kia thiên hồn châu, lấy này tới chiếm đoạt già thiên ma đế vậy tia tàn niệm. Luyện hóa thiên hồn châu còn cần chút ngày giờ, đến lúc đó hắn đem kéo nhau trở lại, hoàn toàn lột xác thành làm cho này chư thiên vạn giới cao nhất vương giả. Mà ở tế đài trong đó, già thiên ma đế chính là bị mấy tên hộ pháp dẫn đi, nhốt lại. Chờ đợi vậy tàn khốc vận mạng đến. Đối với vô thiên mà nói, cái này chỉ bất quá đem đoạt xác thời gian chậm trễ một ít thôi. Rất nhanh, ma tổ vô thiên đoạt xác thất bại, chuyện này lấy như bay tốc độ truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới, vậy truyền đến thái thượng thế giới. Vạn khư thần điện Vũ Hoàng cổ đế, sau khi nghe nói cười nhạt không dứt, tiếp tục nhắm mắt tu luyện, hắn không hề cho rằng ma tổ vô thiên đoạt xác sau đó liền có thể cùng mình là địch. Nguyện vọng thần giáo thái thượng thiên nữ, giống vậy làm khinh thường, nàng phản đối Vũ Hoàng cổ đế, cũng đúng ngày cũ thời đại còn sót lại không có hảo cảm. Nàng muốn khai sáng, là thuộc về mình nhất thế huy hoàng. Cùng lúc đó, thân ở huyền hải bên trong Diệp Thần cũng không biết ma tổ vô thiên đoạt xác thất bại. Hắn nếu đã tới cái này huyền hải bên trong, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể trở lại chư thiên vạn giới. Chỉ hy vọng già thiên ma đế. Có thể hơn chống đỡ chút ngày giờ. Ngồi xếp bằng tu luyện không ít thời gian, Diệp Thần rốt cuộc được xuất quan, cùng Thiên Kiếm phái một đám đệ tử đi huyền hải trung bộ vùng, nơi đó mới là toàn bộ huyền hải phồn hoa nhất cường thịnh khu vực. Môn phái san sát, thiên kiêu rất nhiều, từ trước đến giờ là tranh bá chủ chiến trận. Thiên Kiếm phái người dẫn đầu vẫn là Trương Phục Diêu, Diệp Thần là muốn che giấu thân phận, không cần quá mức cao giọng.
Bất quá Thiên Kiếm phái một đám đệ tử, thần sắc cũng lộ vẻ được khá là quái dị, tổng cảm thấy cùng Diệp Thần sống chung một chỗ, cả người đều có chút không tự tại. Thiên phú như vậy thiên tài kiếm đạo, chính là bọn họ cần ngửa mặt trông lên tồn tại, mà không phải là ngồi ngang hàng, chuyện trò vui vẻ. Đi đường hai ngày, bọn họ rốt cuộc tới kiếm kia vẫn không gian lối vào chỗ, nơi này có rất nhiều thiên kiêu hội tụ, có thể nói quần tinh sáng chói. Nhất dụ cho người đập vào mắt, đương nhiên là Huyền Hải xứng đáng không thẹn đệ nhất đại tông môn Kiêm gia kiếm phái. Lần này Kiêm gia kiếm phái cộng phái ra ba mạch đệ tử, đi kiếm vẫn không gian, đối kiếm kia ma nơi lưu lại bảo vật thế ở tất được. Cái khác mấy đại tông môn, tuy nói trên mặt nổi không dám không vâng lời Kiêm gia kiếm phái ý chí, nhưng vậy phái ra không ít tinh nhuệ đệ tử, một khi có thể có được 9 tầng trời thần thuật trong đó một cái, bọn họ liền có cùng Kiêm gia kiếm phái chống lại vốn. Trong chốc lát, toàn bộ Huyền Hải trên dưới dòng nước ngầm phun trào, mưa gió chợt nổi lên. Thiên Kiếm phái mọi người đến, cũng không có đưa tới bao lớn gợn sóng, dẫu sao bây giờ Thiên Kiếm phái không giống với trước kia, đã không đáng giá được người khác coi trọng. Qua không lâu, kiếm vẫn không gian còn sót lại ý chí đạt tới yếu ớt điểm, vậy làm người sợ hãi đen nhánh ánh sáng vậy nhanh chóng suy sụp xuống. Lúc này chính là tiến vào thời cơ tốt nhất. Rất nhiều tông phái người cùng đi đến thần bí này kiếm vẫn không gian. Thực lực cao cường người, mục tiêu dĩ nhiên là vậy 9 tầng trời thần thuật, hay hoặc là kiếm ma lưu lại tuyệt thế diệt thần kiếm. Thực lực hơi lần người liền muốn đi vào, mò được một ít cơ duyên, dẫu sao là tuyệt thế diệt thần kiếm bị phong ấn địa phương, nhất định là có không thiếu bảo bối tốt. Mới tiến vào không lâu, thì có hừng hực ánh sáng phóng lên cao, ở nơi này hỗn độn hư vô không gian bên trong tràn ngập. Tất cả đại tông phái người rối rít lấy ra đồ như vậy, tiến hành phòng ngự, có chính là sử dụng một mặt cổ tấm thuẫn, trên đó thần ma lực thập phần cường đại. Cũng có là móc ra một cái dù, che giấu tại không gian bên trong, không coi ai ra gì tiến về phía trước. Thiên Kiếm phái mấy tên đệ tử chính là lấy ra một thanh cổ kiếm uy chấn thiên hạ, mấy người chung nhau tạo ra, bộc phát ra màu đỏ thẫm thần quang, bảo vệ đám người xuyên qua cái này phiến sấm sét thần mưa. Diệp Thần nghe bọn họ giải thích sau đó, mới biết kiếm này vẫn không gian tổng cộng phân là hết mấy khu vực, mỗi một chỗ khu vực cũng sẽ không có cùng nguy hiểm. Nơi này sấm sét mưa xối xả coi như là uy áp nhỏ nhất. Đến vậy không gian chỗ sâu, còn sót lại kiếm ma ý chí sẽ biến ảo thành cực kỳ cường đại hung thú, liền liền Kiêm gia kiếm phái, cũng đã từng có mấy tên thiên phú chắc tuyệt đệ tử ở chỗ này chết. Trước đội ngũ được rồi một khoảng cách sau đó. Ước chừng có 2/3 tông môn xuyên qua này cùng sấm sét mưa xối xả. Còn dư lại tông môn có chính là bởi vì pháp bảo không cách nào kháng trụ, bị sấm sét đánh cho khói, có chính là sinh ra tranh chấp, đánh đập tàn nhẫn, từ đó để cho sấm sét thừa cơ chui. Bất quá có kinh nghiệm tông phái đệ tử cũng sẽ rõ ràng, lúc này cũng không là tốt nhất thời cơ động thủ. Diệp Thần đi theo ở đám người bên trong, một bước một tiến về trước. Bọn họ trốn chạy cái này phiến sấm sét quang vũ, tiến vào một địa phương khác. Nơi này là ngàn cướp cốc, tiến vào trong đó, mỗi cái người đi đường đều không cùng. Diệp Thần cùng Thiên Kiếm phái người lựa chọn trong đó một cái, tiến vào bên trong, rất nhanh, tràn đầy sương mù, đám người cần vận dụng linh lực, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng tình huống trước mặt. Các ngươi phải cẩn thận, cái địa phương này ma khí vô cùng là bất phàm, vô cùng có thể cất giấu nguy hiểm. Diệp Thần lên tiếng nhắc nhở, hắn cảm giác cực kỳ bén nhạy. Qua không lâu, mấy người tiến vào một nơi địa phương mới, nơi đó có màu đỏ thẫm ánh sáng vạch qua, mang theo tia chớp âm. Diệp Thần trước nhất kịp phản ứng, hắn không có né tránh, mà là triệu hoán ra thiên kiếm, mặc cho vậy màu đỏ thẫm điện hồ đánh xuống tới, cùng trên thân kiếm huyết khí tiếp xúc nhau. Hai người ngay tức thì chém giết, diễn biến thành một phiến quang vũ, cực kỳ sáng lạng thêm đẹp. Còn lại Thiên Kiếm phái đệ tử rối rít bày trận mà đợi, tạo thành một vòng, phòng ngừa có thể phát sinh nguy hiểm. Chỉ như vậy, đi có mười mấy dặm, bọn họ không có phát hiện những thứ khác nguy hiểm, nhưng dọc đường gặp được không thiếu bộ xương trắng. Cổ xưa trong năm tháng, không hề thiếu cường giả xông vào nơi này, muốn lấy được bảo tàng cùng cơ duyên, có hài cốt chưa lạnh, chết tướng mạo thê thảm, còn có bị quất liền cả người máu thịt, thống khổ không dứt. Bỗng nhiên lúc này, Diệp Thần thân thể chấn động một cái, sau lưng truyền đến cảm giác cực kỳ nguy hiểm, đột nhiên quay đầu, cùng một đôi máu con ngươi màu đỏ đối mặt. Phía sau trong sương mù dày đặc, không hề rõ sinh linh nhào ra,
rắn chắc bén nhạy, giống như người vậy xảo quyệt gian trá. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, từ vậy trong hư không, có Phật khí trào hiện ra. Tám bước phù đồ khí. Một tôn cổ Phật, bất ngờ thành hình, ngăn ở những quái vật kia trước mặt, bất quá lại không có chống đỡ bao lâu. Những quái vật kia huyết khí ngút trời, nanh vuốt sắc bén, ở Phật quang chiếu dọi xuống vậy không sợ chút nào, ngược lại ngửa mặt lên trời gào thét, mười phần phách lối. Gai gâu, lại là chân trần thú. Trương Phục Diêu trong lòng nhất thời lộc bộc một tiếng. Cái này chân trần thú, là kiếm vẫn trong không gian cấm kỵ ma thú một trong, mười phần khó dây dưa. Chúng không chỉ có thể ẩn thân, còn có thể đem người xé thành mảnh vỡ, hưởng thụ máu thịt cùng nội tạng. Những người này cả người mọc đầy mịn màu trắng bạc miếng vảy, giống như là cá như vậy co rúm, bốn chân chạm đất, tấn công lúc nhưng hai chân thẳng đạp, mười phần hung mãnh. Thiên kiếm phái mấy người giơ kiếm ngăn cản, nhưng làm sao mỗi một lần, chân trần thú bộc phát ra lực lượng cũng vô cùng là mạnh mẽ, đem bọn họ chấn động bay thật là xa. Mà trong đó có hai cái chân trần thú nhắm ngay Diệp Thần, vung vẫy bọn họ vậy cương kình có lực cái đuôi. Cái này một tí có thể đem người thần hồn cho rút ra. Phù văn màu máu ngay tức thì bùng nổ, bao phủ thiên kiếm phái đám người. Bọn họ thấy cảnh này rối rít thần sắc đại biến, tạm thời tới giữa lại là rối loạn trận cước. Huyết sắc kia hơi thở quá mức cường hãn, hàm chứa nơi này bóng tối quy tắc lực, đem bọn họ kiếm đạo áp chế gắt gao. Bất quá Diệp Thần thấy, thiếu chút nữa bật cười. Huyết khí này đối hắn mà nói chẳng những không có uy hiếp, ngược lại còn có thể tăng trưởng Long Uyên Thiên Kiếm uy lực. Hắn khẽ mỉm cười, mở ra hai con ngươi, hướng xa xa nhìn sang, những quái vật kia huyết khí trong đó, lại là hiện ra có thể cung cấp rút ra lấy thần hồn lực. Dĩ nhiên, cái này cùng cảnh tượng cũng chỉ có hắn có thể xem được gặp. Lui! Trương Phục Diêu trong mắt, chỉ có vậy đầy trời huyết khí, hết sức kinh người. Hắn rút ra một lá đỏ, đầy trời lá phong hóa thành sắc bén sao rơi, rối rít nhào về trước phương. Kiếm quang vô cùng, ánh sáng đại thịnh, nhưng như cũng không cách nào ngăn trở vậy ùn ùn kéo đến màu máu cuồng chiều. Diệp Thần vừa muốn cho gọi ra huyết long, hấp thu những quái vật này nơi phun ra ngoài huyết khí. Bỗng nhiên, Hoàng Tuyền Bích Lạc Đồ trong đó có dị động, một đạo phù quang hư ảnh mình nhảy ra ngoài, ở giữa không trung phơi bày, ngang nhiên đánh về phía vậy đầy trời huyết khí. Cho đến hư ảnh kia đung đưa, Diệp Thần mới nhìn rõ, lại là cỏ nhỏ. Lần trước, cỏ nhỏ trợ giúp mình thúc giục Thiên Ma Đại Đế thân thể không lành lặn sau đó, liền một mực ở bầu trời trong Hoàng Tuyền Đồ tu dưỡng, hắn còn nghĩ một món thúy trúc chỉ lực lượng dẫn nhập trong đó, dùng để khôi phục cỏ nhỏ nguyên lực. Không nghĩ tới cỏ nhỏ lại hiện tại nhảy đi ra, hơn nữa hơi thở so với trước, cường đại hơn thêm một phần. Khá lắm! Diệp Thần trực tiếp thán phục. Cỏ nhỏ cùng huyết khí đụng thẳng, nhất thời, xanh biếc ánh sáng đại thịnh, cỏ nhỏ giống như một cái há hốc miệng ra cự kình, đem những huyết khí này toàn bộ hút vào trong bụng, không mang theo bất kỳ ngừng nghỉ. Mà những cái kia gầm thét lao nhanh quái vật, thoáng qua tới giữa liền hóa là một cái bộ xương khô, không có sức ngã xuống. Nháy mắt tới giữa phát sinh biến hóa, để cho thiên kiếm phái mấy người đều sợ ngây người. Một khắc sau, bọn họ trên mình lông măng dựng lên, bởi vì ở đó bóng tối hư không chi địa, có một đôi lại một đôi, ánh mắt đỏ thắm mở ra. Mượn đột nhiên lóe lên sấm sét, bọn họ thấy rõ, hàng ngàn hàng vạn cái quái vật đang một mảnh không gian trong đó sôi trào, chúng hóa thành hình cá, hơn nữa khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Hống! Bạo liệt tiếng gào truyền khắp mặt đất. Kèm theo mà đến còn có ánh sáng vô tận lóng lánh, chiếu sáng nơi này hắc ám cấm địa. Tất cả mọi người là trong lòng cả kinh, bởi vì kinh khủng kia như nước thủy triều sóng lớn, cuối cùng xuất hiện mấy cái như núi cao vậy cao vút đứng quái vật. Bọn họ vậy đỏ thấm trong mắt, giống như là từng cái vực sâu, có thể đem người cho hút vào, rơi vào không đáy hắc ám. Hơn nữa gương mặt kinh khủng dữ tợn, ở hắc ám trong đợt sóng đung đưa cái đuôi, mười phần khổng lồ kinh người. Cái này mấy con quái vật thực lực hơn xa trước khi loài, bọn họ thật sự là quá to lớn, liền thương khung đều không cách nào buông hắn xuống cửa thân thể. Để cho Diệp Thần cảm thấy tim hồi hộp phải, trong đó còn có mấy con quái vật trên đầu, thiêu đốt màu trắng diễm lửa. Con quái vật này đã không thuộc về mình, là thuộc về nơi này quy tắc. Nơi này là địa phương nào? Là kiếm ma vùng đất vẫn lạc, tất cả quy tắc, cũng là vì kiếm ma mà thiết lập. Như vậy thứ nhất. Quái vật này liền không như vậy dễ đối phó, Diệp Thần nghĩ thầm.
hắn hiện tại chẳng muốn ở chỗ này cùng quái vật làm qua hơn dây dưa, tiêu hao thực lực. Nhưng là cỏ nhỏ tựa hồ là địch nhân càng mạnh lớn lại càng hưng phấn, tùy ý ngắt hai cái liền xông ra, hóa thành một đạo hoa mỹ lưu quang, lại là đem vậy như sóng như nước thủy triều bầy quái vật cho giải khai. Hắn mục tiêu cuối cùng là ẩn núp ở phía sau hai con cá lớn. Diệp Thần thấy đều sợ ngây người, cái này cỏ nhỏ như thế dũng mãnh sao? Không sợ trời không sợ đất, xông tới chính là vương đạo. Mà vậy hai đầu đại quái vật, tựa hồ cũng là bị cỏ nhỏ bị chọc giận, dương ra miệng to như chậu máu, dường như muốn đem mảnh thiên địa này cho nuốt trọn. Cỏ nhỏ nghênh khó khăn lên, không sợ hãi, lôi ra một cái hoa mỹ sao rơi cái đuôi, hung hăng đụng vào vậy hai con quái vật trong ngực. Chính là cái này một tí, để cho vậy hai cái lớn đến cả ngày cũng không chứa nổi quái vật, mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ thân thể vô cớ bốc cháy, nhanh chóng lan tràn. Cũng không lâu lắm, liền đang nộ hống trong tiếng chết đi, hóa là cho tàn. Mà nơi này, vậy dần dần không có nguy hiểm. Lần này không chỉ là thiên kiếm phái đám người, liền Diệp Thần vậy thấy đỡ ra. Cái vật nhỏ này thực lực, vậy quá kinh khủng đi. Cỏ nhỏ run hai cái, sau đó đem vậy hai con quái vật hài cốt, toàn bộ hút vào trong bụng, lúc này mới trở lại Diệp Thần bên người, hơi có chút ý nghĩa rảnh công. Đối với lần này, Diệp Thần kinh ngạc bật cười, hắn có thể cảm giác được, cỏ nhỏ thực lực lại tăng cường một phần. Bàn tay lau một cái, hắn đem thu vào bầu trời trong hoàng tuyển đồ, hơn nữa cho cỏ nhỏ truyền đạt một chút ý niệm. Sau này đụng phải thứ tốt gì, trước thời hạn nói cho hắn, không nên như vậy tự tiện chạy ra ngoài. Ở Thúy Trúc Chỉ bên trong, vui sướng ngao du cỏ nhỏ lộn mấy vòng. Còn lại mấy cái thiên kiếm phái người ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bọn họ rằng con nửa ngày đều không có thể thu thập hết quái vật, dễ dàng liền bị một bụi cỏ nhỏ giải quyết, đây nếu là nói ra, người khác sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Đi thôi, chúng ta còn muốn những thứ khác tông phái cạnh tranh, thời gian rất chặt. Diệp Thần cùng mấy tên thiên kiếm phái đệ tử, tiếp tục đi về trước, xuyên qua cái này phiến khu vực mê vụ quảng đường còn lại. Kiếm này vẫn không gian tổng cộng có 4-5 chỗ hiểm yếu, mỗi một chỗ đều là nguy cơ trùng trùng, khó đối phó vô cùng, chỉ có thực lực kia nhất là đứng đầu tông phái đệ tử, mới có thể đi vào trong đó, thu được cơ duyên. Tầng thứ hai không gian là một phiến tràn đầy vô giới hạn mênh mông biển khơi, một mực kéo dài đến cuối đường chân trời, không thấy được bờ bên kia cảnh tượng. Mà ở đó mênh mông trong biển rộng có cuồn cuộn đợt sóng mãnh liệt, không thiếu mạnh tông phái lớn đệ tử vậy dừng lại ở nơi này, cách ngạn ngắm nhìn. Diệp Thần đám người đi tới nơi này, nhìn vậy đại dương, vẻ mặt cũng không miễn đổi được ngưng trọng. Bất quá ngay vào lúc này, Diệp Thần nghe được một cái thanh âm. Cách đó không xa, có một cái người hầu bộ dáng người xông lên bọn họ phất phất tay, nói thiên kiếm phái người đến nơi này tới, có chuyện nói cho các ngươi. Vậy người hầu đi theo một tên người mặc hoàng kim chiến bào bên người nam tử, hình dáng cực kỳ phách lối. Người nọ là ở hướng bọn họ vẫy tay, giọng thái độ cũng vô cùng là phách lối. Diệp Thần nhíu mày một cái, nghiêng đầu vừa thấy, nhưng phát hiện Tần Hồng Nghị thần sắc có chút không tự tại. Liền Trương Phục Diêu các người cũng là sắc mặt âm trầm. Lại xem vậy người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử, khuôn mặt phách lối, vênh váo nghênh ngang, cả người phun trào ra nồng nặc chiến ý. Người này là ai? Diệp Thần không khỏi hỏi một câu. Trương Phục Diêu giải thích, hắn kêu Chu Cửu Hề, là Huyền Hải Lôi Tông ghế thủ lãnh đại đệ tử. Tần Hồng Nghị chính là ở 5 năm trước một tràng lôi đài chiến bên trong, bị hắn phá vỡ đan điền, tu vi phế hết. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt híp lại xem Tần Hồng Nghị lúc đó, hắn không dám ngẩng đầu nhìn về bên kia, rũ thấp đầu, không nói một lời. Diệp Thần nhìn thấu hắn tâm ma, không dám chính diện đối mặt Chu Cửu Hề, vì vậy đi tới, vỗ vai hắn một cái, tỏ vẻ an ủi. Mà Chu Cửu Hề bên người vậy người hầu, tựa hồ không hề định bỏ qua cho này chờ cơ hội, hắn đi thẳng qua tới, trên cao nhìn xuống nhìn thiên kiếm phái đám người. Kêu các người đi qua, từng cái lỗ tai cũng điếc phải không? Một tên người làm lại đối mấy tên thực lực không kém tông phái đệ tử kêu la om sòm, như vậy phách lối. Sĩ có thể nhịn, không ai có thể nhịn. Thiên kiếm phái hai người đệ tử nòng cốt vừa muốn ra tay. Ngay vào lúc này, mình mông hơi thở chấn động mở. Vậy người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử hừ lạnh một tiếng, đem một cán thông thiên súng trường dẫm trên đất, nhất thời, toàn bộ mặt đất cũng cảm nhận được liền nhỏ xíu rung động.
Mà mấy tên thiên kiếm phái đệ tử thấy vậy, chính là có chút do dự. Vậy người hầu vui vẻ cười to đứng lên, mấy ngàn năm trước thiên kiếm phái, vẫn là huyền hải gia tộc lớn số một số hai, làm sao đến các ngươi đám này nhuyễn đản trong tay thì trở thành như vậy. Thật là con rùa đen rút đầu, lại là bùn nát đỡ không nổi tường. Hắn vui vẻ cười to đồng thời, tức miệng mắng to, giọng tranh chua tới cực điểm, cái này mấy người khí được cắn răng nghiến lợi, nhưng không có biện pháp gì. Bởi vì bọn họ không phải Chu Cửu Hề đối thủ, cho nên không dám tùy tiện ra tay. Diệp Thần đứng ở một bên, căn bản liền không muốn để ý tới người này, nhưng hắn nhưng hết lần này tới lần khác gặp được Diệp Thần, ánh mắt đột nhiên đổi được bén nhọn. Ha ha, thiên kiếm phái lúc nào lại chiêu phế vật, để cho ta xem, lại có thể chỉ có thái chân cảnh thực lực, còn bị phái tới tham gia đại hội. Thiên kiếm phái mặc dù trên không được mặt bàn, nhưng vậy chưa đến nỗi sa đọa đến đây đi. Người hầu gật gù đắc ý, phách lối khiêu khích, đưa tới những người khác vây xem, đối với thiên kiếm phái, bọn họ không quá chú ý, nhưng cũng không xa lạ gì. Diệp Thần liền xem hắn một cái hứng thú cũng không có, mà là suy nghĩ như thế nào vượt qua cái này vùng đại dương. Nếu hiện tại mọi người đều ở đây ngắm nhìn, vậy thì chờ đợi cái đầu tiên ăn con cua dũng sĩ xuất hiện đi. Nhưng là tên kia người hầu thấy Diệp Thần không phản ứng mình, nhất thời thẹn quá thành giận. Súc sinh, lại dám không để ý tới gia gia ngươi. Để cho gia gia tới dạy ngươi làm người. Người hầu thực lực vậy không phải chuyện đùa, hắn cả người bạo phát ra chiến ý mãnh liệt, quơ lên một quyền đánh phía Diệp Thần. Thiên kiếm phái mấy người thấy vậy, ngược lại bình tĩnh xuống, khóe mắt thậm chí còn mang có vẻ hài hước. Ở nắm đấm của hắn sắp đập lên Diệp Thần trên mình thời điểm, Diệp Thần thân hình thoáng hiện, trong chớp mắt, liền đi tới trước mặt hắn, hoàn toàn tránh thoát vậy kinh thiên một quyền. Om sòm! Diệp Thần giơ tay lên chính là một cái tát, vậy đầy trời quyền ý, đều bị bàn tay cho ngăn trở ở, hóa thành cuồn cuộn nước lũ, chảy ngược đi. Tên này người hầu vậy không nghĩ tới, Diệp Thần thực lực như vậy cường thịnh, lại như vậy hời hợt đem hắn đánh rơi. Hắn cả người tựa hồ cũng gặp phải đòn nghiêm trọng, cả người xem con diều đứt dây bay rớt ra ngoài, hung hăng đập mặc một ngọn núi. Người chung quanh thấy vậy, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tên kia người hầu nhưng thật ra là từ thiên kiếm phái đi ra ngoài, là thiên kiếm phái phản đồ, đối nguyên tông môn có mang mãnh liệt hận ý, sau đó trở thành Chu Cửu Hề bên người nô bộc. Những năm gần đây, vừa thấy được thiên kiếm phái người, liền hết sức chèn ép. Hôm nay rốt cuộc bị Diệp Thần dạy dỗ, trực tiếp bị đánh thành bán thân bất toại, vậy một món hắc khí từ hắn thất khiếu trong đó thấm vào, điên cuồng phá hủy ngũ tạng lục phủ. Chu Cửu Hề bên người những người khác vội vàng đi thăm dò xem, phát hiện tên kia người hầu đã thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử bỏ mạng. Chu Cửu Hề nhất thời làm giận dữ. Thật là to gan, lại dám đánh chết ta nô bộc. Hắn cả đời quát lên truyền khắp ngàn dặm, chung quanh đây những tông phái khác người rối rít làm cả kinh. Chu Cửu Hề thực lực 10 phần cường thịnh, có thể đứng vào huyền hải thiên kiêu trước 10, thiên kiếm phái bên trong có thể cùng đánh một trận, vậy chỉ có Trương Phục Siêu. Nhưng Trương Phục Siêu thực lực một mực chập chờn, chợt cao chợt thấp, hơn nữa nội tình không sâu, muốn phải đối phó Chu Cửu Hề, còn kém một chút ý. Chu Cửu Hề bên người, mấy cái cường đại thị vệ tất cả đều vọt ra, thi triển võ đạo cùng thần thông, muốn bắt Diệp Thần các người. Thiên kiếm phái người mặc dù nói kiêng kỵ, khá vậy chưa đến nỗi lùi bước, Trương Phục Siêu hừ lạnh một tiếng, một lá đỏ lặng lẽ ra khỏi vỏ, toát ra đầy trời chói lọi. Còn lại mấy tên đệ tử vậy rối rít xuất kiếm, đối kháng Chu Cửu Hề nô bộc, trong chốc lát hươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, bầu không khí 10 phần khẩn trương. Ngay vào lúc này, một cái súng trường xé không gian, vo ve tiếng bên tai không dứt. Bốn phía người xem cuộc chiến, cũng cảm giác mình máu ngưng sôi trào, đều là vậy súng trường gây ra. Ta huyền hải lôi tông người, lúc nào đến phiên các ngươi thiên kiếm phái tới dạy dỗ. Thứ không biết chết sống, tin không tin ta diệt ngươi cái này nhất phái. Cực hạn thương mang đi tới thiên kiếm phái trước mặt mọi người, để cho bọn họ sắc mặt đều là cả kinh. Cây súng này thế tới hung hung, cùng thiên địa tướng phù hợp, thậm chí trong mơ hồ xuyên qua hỗn độn, thập phần cường đại. Tần Hồng Nghị đối mặt thương này, mặc dù cố gắng đối kháng, nhưng vẫn là đầy mắt vẻ sợ hãi. Hắn đã từng chính là thua ở cái này một súng thần uy dưới, cuồn cuộn bao la, trực tiếp bị chấn bể đan điền, liên lụy đến khí hải, hai người toàn bộ tan biến. Thậm chí liền mình trong cơ thể còn sót một màn kia kiếm đạo ý chí,
cũng bị cái này cùng ngút trời thần thương cho gắng gượng phai mờ. Tần Hồng Nghị từ đó sau đó, vậy sinh ra tâm ma, cho nên mới sẽ luân lạc đến đây, trở thành toàn bộ thiên kiếm phái trò cười. Thiên lôi diệt hồn thương. Chu Cửu Hề cái này một súng, truyền thừa từ Huyền Hải Lôi Tông, tin đồn vậy Huyền Hải Lôi Tông thứ nhất đời lão tổ, cơ hồ là cùng Kiêm Gia tiên tử ngồi ngang hàng nhân vật. Ở về sau rất lâu trong năm tháng, Huyền Hải Lôi Tông một mực bằng vào này cùng thương pháp, đặt chân tại Huyền Hải, trở thành đứng sau Kiêm Gia kiếm phái tồn tại. Thiên lôi diệt hồn thương, mang theo cuồn cuộn thiên lôi thế, mất đi hồn phách, khai thiên tích địa, có thể nói Huyền Hải từ cổ chí kim phát thứ nhất. Kim quang sáng chói tràn ngập thiên địa, liền vậy bốn phía các phái thiên tài cũng cực nhanh lui về phía sau, rất sợ bị liên lụy. Trương Phục Diêu thành tựu thiên kiếm phái đại sư huynh, nếu như lâm trận chạy khỏi, sợ rằng sẽ bị mọi người nhạo báng. Hắn cắn răng, một bước bước đi về trước phương. Cứ việc không cách nào đối kháng thiên lôi diệt hồn thương thương ý, có thể hắn lại không thể lộ ra lùi bước thế. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo hư ảnh chậm rãi nổi lên. Một kiếm ánh sáng rực rỡ chói lọi cửu châu, đem vậy tựa như nham thạch nóng chảy vậy nóng bỏng thương ý, toàn bộ ngăn lại. Đầy trời uy áp tiêu tán sau đó, hư ảnh kia chân thực mặt mũi mới chậm rãi hiện lên. Lại là bọn họ trước, đều không xem trọng thiên kiếm phái đệ tử. Ngươi thực lực cũng không đủ xem. Diệp Thần nhẹ nhàng khua kiếm, chỉ dựa vào Long Uyên thiên kiếm uy lực, liền đem thương mang ung dung hóa giải. Tại chỗ tất cả người không khỏi làm ngạc nhiên, thậm chí khiếp sợ. Chu Cửu Hề chính là Huyền Hải thập đại cao thủ trẻ tuổi một trong, tuổi còn trẻ, liền đem thiên lôi diệt hồn thương tu luyện tới tầng thứ 6, có thể nói Huyền Hải Lôi Tông đếm trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Như vậy kinh tài diễm diễm nhân vật, nhưng ở một cái tên chưa từng có ai biết đến tiểu tử chưa giáo máu đầu trong tay rơi xuống hạ phong, chẳng phải để cho người kinh ngạc. Người này rốt cuộc từ vì sao tới? Là thực lực gì cao cường như vậy? Có người không khỏi phát ra tiếng thán phục âm. Theo ta biết, thiên kiếm phái đã có rất nhiều năm chưa từng tuyển được như vậy thiên phú chắc tuyệt đệ tử. Vì sao đệ tử bực này không có phá lệ tiến vào Kiêm Gia kiếm phái? Chu Cửu Hề thực lực, lại có thể hạ xuống nhanh như vậy. Từng đạo tiếng chất vấn tiếp vang liên tục dậy, rất nhiều đều là thảo luận Chu Cửu Hề. Đối với Diệp Thần, nhiều hơn chính là thán phục. Huyền Hải Lôi Tông những thị vệ kia, toàn bộ bị vô cùng kiếm quang cho đánh văng ra, mỗi một người đều bị thương, lại cũng không cách nào nhúc nhích. Chu Cửu Hề ngược lại là không việc gì, nhưng mặt mũi căn bản không nén giận được. Thiên lôi diệt hồn thương, thiên ma cuồng lôi. Chu Cửu Hề lúc nào nhận cái này cùng khí. Ngay lập tức, hắn linh lực trong cơ thể dần dần dưới vào đến thiên lôi diệt hồn thương bên trong, giống như là một cánh hoa múi bỗng nhiên tách thả ra, màu đen cuồng hoa quấn quanh, siết chặt, giống như là quỷ mị vậy. Ầm ầm hạ xuống. Huyền Hải Lôi Tông Thiên Lôi Diệt Hồn Thương tổng cộng phân là tầng 9, luyện tới đại thành viên mãn, có thể một súng phách khai thiên địa, thậm chí đưa tới hắc ám chỗ sâu hỗn độn khí, thành tựu tái thể thì có thể để cho thương mang uy lực tăng lần. Hôm nay Chu Cửu Hề lĩnh ngộ tầng thứ 6, thực lực có thể so với trăm gia cảnh 9 tầng trời cường giả, một chút hàn mang, thương xuất như long, biến dạng hư không, hướng Diệp Thần ngực đã đâm đi. Cái này một gai thiên địa nhật nguyệt làm ảm đạm, tinh thần vẫn thạch rối rít rơi xuống, thật giống như đâm ra một phiến ngày tận thế tàn lụi cảnh tượng. Không ít người đều bị mang nhập đến tinh không này rơi xuống đồ cảnh trong đó, thần sắc rối rít chấn động, đổi được kinh ngạc không thôi. Bất quá này cùng thương pháp, đối với Diệp Thần mà nói coi là không được cái gì, hắn hiện tại đã lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, kiếm pháp chắc tuyệt, lại là cùng không không lúc nào không tương nối liền. Chỉ cần thi triển ra chỉ thủy nhất kiếm, là được tùy tiện phá giải cái này thiên lôi diệt hồn thương. Bất quá đối với như vậy đối thủ, Diệp Thần cảm thấy còn không có thi triển trung cực thủ đoạn cần thiết. Hắn không nhanh không chậm, mang kiếm lên, mãnh liệt kiếm ý quy luật, ở quanh thân dòng nước chảy, giống như một dòng suối nhỏ, yên lặng tường hòa, chút nào không gặp sắc bén sát khí. Có thể cho gọi ra kiếm ý, nhưng lại không có sát phạt hơi thở, đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Không ít người nghi ngờ trong lòng bất quá, rất nhanh bọn họ liền có câu trả lời. Vậy nồng nặc khí sát phạt, tại ngay tức thì mở rộng, hội tụ thành mênh mông biển khơi, cuồn cuộn không ngừng, trùng điệp chập trùng. Long Uyên thiên kiếm, ánh sáng mặt trời chém. Diệp Thần thân hình phóng lên cao, thẳng lên trời cao, giống như là một đầu bay lượn cửu thiên rồng thần,
ở vô tận sóng biếc phía trên không ngừng di động. Hắn giơ cao Long Uyên Thiên Kiếm, đi về trước vung chém đi, ở đó vô tận mặt biển trong đó, có một vòng mặt trời mới mọc dâng lên. Vàng rực sáng chói một vòng thái dương, giống như vậy bất diệt kim ngày, từ phía đông lặng lẽ dâng lên, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại kinh vi thiên nhân. Vậy tản ra thần mang thái dương, bạo phát ra nhiệt độ nóng bỏng, đốt sạch khắp nơi, liền liền hư không vậy mơ hồ run rẩy. Diệp thần bóng người giống như quỷ mị, tránh tới cái này mênh mông biển khơi phía trước nhất, Long Uyên Thiên Kiếm huyễn hóa ra thái dương ảnh, vậy ùng ùng dâng lên tới, tựa như ngưng tụ thành thực chất tính bóng sáng. Một chiêu này, là hắn dung hợp Long Uyên Thiên Kiếm hai đại tất sát kỹ sáng tạo ra được. Vừa có biển khơi mênh mông cùng xa xôi, cũng có ánh sáng của mặt trời chiếu rọi cùng sáng chói, hai người lẫn nhau kết hợp, bộc phát ra lực lượng có thể xuyên thấu thiên địa, thẳng tới hỗn độn chỗ sâu. Chu Cửu Hề nơi nào thấy qua kinh khủng như vậy sát ý, nhất thời rất giật mình, vậy thiên lôi diệt hồn thương vậy đi theo phát ra một tiếng kêu gào. Thương hồn bị thái dương cùng biển khơi hoàn toàn áp chế, cuồng gió thổi qua, cực kỳ nhanh mạnh cùng ác liệt, cầm Chu Cửu Hề đánh được hộc máu lui về phía sau. Ngươi, ngươi! Chu Cửu Hề che ngực, cả kinh thất sắc, hắn căn bản là không có nghĩ đến mình một kích này, đối với Diệp Thần mà nói, không có tạo thành bất kỳ thực chất tính uy hiếp. Đây chính là hắn khổ khổ tu luyện thiên lôi diệt hồn thương à. Là hắn chinh chiến huyền hải, dựa vào thành danh căn bản. Nhưng hôm nay nhưng ở cái này vô danh tiểu tốt trong tay, mang cũng không ngẩng lên được. Trừ ra tức giận, Chu Cửu Hề trong lòng nhiều hơn chính là kinh ngạc cùng hoài nghi, còn có như vậy một chút sợ. Tên này rốt cuộc là từ đâu tới? Vì sao trước chưa từng nghe qua hắn danh hiệu? Hắn thương hồn bị hủy diệt. Nhưng là vậy mặt trời mới mọc cũng không có ngừng, Diệp Thần đứng ở trong hư không, mặt trời mới mọc trôi lơ lửng ở sau lưng, chói lọi lửa đốt, chói mắt bức người. Hắn giống như là chủ kia làm thịt thiên địa thần minh, lãnh đạm nhìn chúng sanh, không đem tất cả mọi người sống chết coi vào đâu. Chết! Diệp Thần chỉ nhẹ nhàng nói một chữ. Vậy mặt trời mới mọc nhất thời đổi được cuồng bạo, giống như Thái Sơn áp đỉnh, thần thánh hạ xuống, toàn bộ chân trời cũng sập xuống. Một cổ vô cùng to lớn lực áp bách, bao phủ Chu Cửu Hề ở địa phương đó. Người còn lại rối rít tránh, rất sợ ảnh hưởng đến mình, mà Chu Cửu Hề chính là bị phong tỏa thân hình, không cách nào nhúc nhích, hắn vậy phách lối ánh mắt, rốt cục thì hoàn toàn thu liếm, chỉ còn lại có kinh hoàng thất thố. Không, không nên giết ta, không muốn. Chu Cửu Hề vội vàng hô to, hắn muốn cháy trong cơ thể thần hồn lửa tới tránh thoát trói buộc, nhưng phát hiện mình liền điều động ý niệm cũng không làm được. Hắn thể xác cùng linh hồn, tất cả đều bị phong tỏa. Vào giờ phút này, không người nào dám tiến lên hỗ trợ. Bất quá sẽ ở đó cuồn cuộn mặt trời mới mọc, sắp nuốt mất Chu Cửu Hề bóng người lúc đó, một đạo vô cùng kiếm quang như cầu vòng sâu trời, hóa thành thất luyện, chặt đứt trời cùng đất tới giữa giới hạn, cũng để cho cái này luân mặt trời gay gắt dừng lại phủ xuống chèn ép. Nếu là tiến vào nơi này tìm bảo, vậy thì cũng là người trong đồng đạo, cần gì phải hạ này tử thủ đâu. Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ đàng xa truyền tới, ôn nhu và hú, làm người ta sau khi nghe như mộc gió xuân. Vậy một thanh kiếm tựa như nước gợn bình thản, chí âm chí nhu, nhưng lại ẩn chứa kinh tâm động phách lực lượng. Có người nghe được cái này thanh âm, sắc mặt nhất thời biến đổi, bọn họ đã biết người tới là ai. Từ vậy trong hư không chậm rãi đi ra một người, hắn thân mặc một bộ bạch bào, phong độ nhẹ nhàng, chỉ bất quá gò má hơi có vẻ gầy nhom. Nhất là cằm lộ vẻ được qua nhọn, cho người một loại khắc nghiệt ấn tượng. Người này là Kiêm Gia kiếm phái ba lớn một trong thiên tài, Nam Xương Thần Kiếm người có, Thượng Quan Vân. Kiêm Gia kiếm phái là nữ phái, cơ hồ tất cả đều là cô gái, nhưng hơn năm qua, bởi vì chỉ lấy nữ đệ tử, bỏ lỡ rất nhiều yêu nghiệt nam đệ tử, sau đó, không biết từ nào đó một đời tông chủ bắt đầu, Kiêm Gia kiếm phái bắt đầu đánh vỡ thông thường, nếu có cực kỳ yêu nghiệt phái nam trẻ tuổi. Vậy sẽ phá lệ thu vào Kiêm Gia kiếm phái. Chỉ bất quá nam đệ tử cư trú chi địa và phần lớn đệ tử đều là cực kỳ xa xôi, khá là loại khác. Hơn nữa nam đệ tử cực kỳ thưa thớt, khá là âm thịnh dương suy. Lời đồn đãi ở Huyền Cơ Nguyệt đến trước khi tới, cái này Thượng Quan Vân chính là Kiêm Gia kiếm phái điểm chính đào tạo người nối nghiệp, thực lực dị thường cường thịnh, có 102 toàn bộ huyền hải. Tuy nói Huyền Cơ Nguyệt là tương lai thiên tuyển chi tử, nhưng cái này Thượng Quan Vân đồng dạng không kém, tương lai cũng sẽ là Kiêm Gia kiếm phái bá chủ một phương, trung lưu chỉ trụ.
hắn thực lực cùng địa vị, so với Chu Cửu Hề tới còn cao liền một nước. Diệp Thần mặt trời mới mọc dần dần tiêu tán, mà hắn vậy dứt khoát đem vung tay lên, sau lưng ngút trời sóng biển vậy dần dần phân giải, hóa là chấm nước gợn, trở lại Long Uyên Thiên Kiếm trong đó. Vậy Thượng Quan Vân đi tới Diệp Thần đối diện, thà cách nhau chưa đủ trăm mét, mà hắn đầu tiên là rũ thấp trong mắt, nhìn một chút Chu Cửu Hề. Rồi sau đó mới đưa mắt thả vào Diệp Thần trên mình, nhìn chằm chằm ở trên tay hắn Long Uyên Thiên Kiếm. Thanh kiếm này ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua, cùng vậy tám đại thiên kiếm một trong Long Uyên Thiên Kiếm, hơi thở hơi có chút tương cận, chẳng lẽ nói ngươi cầm trong tay là vậy tám đại thiên kiếm một trong Long Uyên sao? Thượng Quan Vân cười hỏi, bất quá ánh mắt nhưng lóe lên không chừng. Diệp Thần dĩ nhiên sẽ không chủ động thừa nhận, hắn cho mấy đại thiên kiếm cũng làm bên ngoài cùng hơi thở trên cải thiện, nhưng không cách nào sửa đổi hắn căn nguyên. So với là quen thuộc kiếm này, hoặc là nói lịch duyệt tương đối phong phú người, có thể căn cứ một ít đầu mối, suy đoán ra thanh kiếm này thân phận chân thật. Thí dụ như cái này trước mặt Thượng Quan Vân, chính là đối hắn có hoài nghi. Ta cầm là cái gì kiếm, lại có liên quan gì tới ngươi? Diệp Thần gợn sóng không sợ hãi, lạnh nhạt nói, cái này một tí cũng làm không ít người dọa cho đến không nhẹ. Đối Chu Cửu Hề như thế phách lối cũng được đi, cái này Thượng Quan Vân nhưng mà so Chu Cửu Hề còn lợi hại hơn mấy phần nhân vật, Diệp Thần lại có thể cũng không cho hắn mặt mũi. Ha ha, quả thật cùng ta không liên quan. Thượng Quan Vân nhún vai một cái, khá là thờ ơ nói, bất quá thời gian đảo mắt, trong mắt hắn chỗ sâu đã hiện ra một chút lãnh ý. Bất quá ở nơi này huyền hải, ta Kiêm gia kiếm phái chính là mệnh lệnh, để ý, muốn xen vào, không quản được, cũng phải quản. Còn như quản cái gì, làm sao quản, vậy thì cùng các ngươi không liên quan. Hắn lời nói này nhất thời thô bạo nghiêm nghị, kiêu căng phách lối, liền người chung quanh cũng âm thầm trách lưỡi. Bất quá Diệp Thần nhưng không có động tĩnh, hắn nhìn vậy Thượng Quan Vân, cười lạnh một tiếng, nếu không phải cho ngươi quản, vậy thì thế nào? Vậy thì xin lỗi, ngươi có lẽ không cách nào còn sống đi ra chỗ này. Diệp Thần nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười lớn, đợi được hắn vẻ mặt thu liếm, ngón tay chỉ phía trước một cái. Chung quanh hắn không gian, đất đai, tật phong, bao gồm từng luồng sinh mạng căn nguyên, đều không ngừng run run, không gian cùng đất đai thậm chí xuất hiện vết nứt. Phật đạo ánh sáng, hiện lên phi phàm, một tòa tràn đầy ma đạo kim quang tháp nổi lên, chi chít phù văn ở trên người lưu truyền. Thiên địa huyền hoàng tháp, là hồng quân thất bảo một trong, hàm chứa vô cùng đại lộ uy áp, lực bộc phát tuyệt đối không thể khinh thường. Chỗ tòa này tháp vừa ra tới, liền chế trụ vậy cầm hàn xương thần kiếm, đem vậy băng thiên tuyết địa dùng mình cho hoàn toàn đánh xuống, rơi vào tinh không vực sâu trong đó. Thượng Quan Vân vậy không ngờ tới, Diệp Thần ra tay một cái, đã là như vậy tàn nhẫn quả quyết, chút nào không lưu chỗ trống. Hắn vội vàng vận chuyển hàn băng kiếm quyết, đem vậy hàn xương thần kiếm từ sâu trong lòng đất triệu hoán đi lên. Nếu ngươi muốn trở thành tim tự tìm cái chết, vậy ta có thể tác thành ngươi. Thượng Quan Vân sau lưng hiện ra một đôi to lớn hàn băng hai cánh, lẫm liệt thấu xương, hình như nhọn gai, tuy là băng hàn làm bằng, nhưng xem vậy ma vương vũ dực, không thể nhất thế. Trong tay hắn hàn xương thần kiếm lại là bạo tăng tới ngàn trượng chi trường, thông suốt nguyên cái thiên địa, vô tận mặt biển cũng bị đông cứng liền một phần chia, băng xương khắp nơi, nhiếp tâm hồn người. Hàn xương thần kiếm, băng tuyết cánh đồng hoang vu. Cái này hàn xương kiếm quyết một chiêu, đi ra thì có thông thiên oai. Vô số băng xương ngang nhiên hạ xuống, nện ở cái này trên vùng đất, đem này biến thành một nơi bát ngát bao la băng tuyết cánh đồng hoang vu. Liền Diệp Thần gọi tới thiên địa huyền hoàng tháp, cũng bị vô cùng vô tận băng xương bao trùm. Chỉ còn lại cuối cùng một tầng hộ thể tháp quang. Đối với lần này, Diệp Thần nhưng cũng không cuống cuồng, vẫn ổn lập không chung. Hắn tuy đã đáp ứng Hồng Quân lão tổ, không đi giao động Kiêm gia kiếm phái căn cơ, nhưng đó cũng là ở Kiêm gia kiếm phái không trêu chọc đến hắn trước sách dưới. Ai chọc hắn, ai liền được trả giá thật lớn. Huống chi cái này Thượng Quan Vân là Kiêm gia kiếm phái nam đệ tử, không tính là chính thống, chân chính thuần chánh Kiêm gia kiếm phái tất nhiên là nữ tông. Giết một cái không chính thống nam đệ tử, hẳn không tính là cái gì. Bất quá ngay tại hai người cũng sắp phát động thời điểm tấn công, xa xa mặt biển, đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang. Vậy một tiếng nổ vang, hình như là có vật gì đột phá quy tắc nhà tù hạn chế,
lại hình như là có muôn vàn hải thú đồng loạt xông ra, tấn công đất liền. Chỗ đó tựa hồ là xảy ra biến cố gì. Đi, chúng ta đi xem một chút đi. Vô tận sóng biển phóng lên cao, cùng ma vân nhập làm một thể, ở đó thương khung dưới sôi trào. Thượng quan vân thấy một màn này, vẻ mặt không khỏi khẽ biến, hắn quay đầu nhìn xem Diệp Thần, ném xuống một câu lời độc ác, lập tức hướng bên kia chạy tới. Diệp Thần híp mắt, không rảnh mà để ý, cái này Thượng quan vân có thể coi như là huyền hải chí cường thiên tài trẻ tuổi một trong, liền hắn cũng được coi trọng đồ, sợ rằng lai lịch không nhỏ. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần dậm chân đi theo lên. Có người dẫn đường, nguyên bản lộ vẻ được yên tĩnh, đáng sợ vùng biển cũng không có như vậy kinh khủng. Chỉ bất quá ở đi qua cạn biển khu vực thời điểm, vẫn là có không ít tông phái đệ tử bỏ mạng nơi này. Bởi vì vậy đáy biển bên trong, quả thật sinh tồn không thiếu hung mãnh cường đại hải thú. Cùng bọn họ chạy tới trong biển ương lúc đó, liền thấy một người phù không đứng, giống như thần chi, mà sau lưng của nàng phảng phất có đối với trắng tinh quang rực, giống như cánh thiên thần, không nhiễm một hạt bụi, cực kỳ thánh khiết. Cùng nàng quay đầu lại nhìn về phía đám người lúc đó, phần lớn người đều bị cái này xuất trần xinh đẹp hấp dẫn. Tuy nói đẹp được không dính nhân gian lửa khói, trong trẻo lạnh lùng tuyệt trần, nhưng lại thật sâu hấp dẫn đám người. Nàng, chính là Huyền Cơ Nguyệt, cũng là Kiêm Gia kiếm phái thánh nữ. Tay nàng cầm một cái toàn thân màu xanh thẳm thần kiếm, bóng loáng như gương, không nhiễm nửa tia máu tươi. Mà hắn dưới đáy mặt biển, nhưng có vô số hải thú yêu ma trên thi thể chìm xuống phù. Những cái kia hải thú thây trôi ngàn dặm máu tươi nhiễm đỏ đại dương, mà cách được gần đây là một đầu rưỡi long nửa giao long mạnh mẽ hải thú, giao thủ cùng thân thể tách ra, ấn đường dạn nứt, vậy trong cơ thể gân rồng, lại là bị gắng gượng rút ra. Nó chết tướng mạo 10 phần thê thảm, còn lại hải thú vậy không tốt đến nơi nào. Này cùng cảnh tượng, làm người ta rung động. Đông đảo tông phái đệ tử chờ ở bên bờ, chính là bởi vì cái hải vực này ở giữa hải thú quá mức hung mãnh, hơn nữa âm hiểm cực kỳ, thích ẩn núp đánh lén, hơi lơ là, bọn họ là được có thể toàn quân chết hết. Nhưng lúc này, Huyền Cơ Nguyệt giúp bọn họ giải quyết hậu hoạn lo âu. Không ít người đây là lần đầu tiên thấy Huyền Cơ Nguyệt, cũng không khỏi thấy đờ ra. Chỉ bất quá cái này Huyền Cơ Nguyệt chưa từng nhìn tới người bất kỳ, nàng ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở Thượng Quan Vân trên mình. Huyền Cơ Nguyệt, không tệ lắm, lại có thể so ta trước sắp một bước xông qua cửa ải này, bất quá phía sau, ta sẽ không để cho ngươi có vận khí tốt như vậy. Thượng Quan Vân cùng Huyền Cơ Nguyệt quan hệ giữa cũng không tốt, hai người minh tranh ám đấu, cũng coi là hệ phái mọc như rừng đại biểu. Dẫu sao Kiêm Gia kiếm phái bên trong, đại đa số nữ đệ tử cũng không thừa nhận nam đệ tử, ở các nàng xem ra, nam đệ tử chính là đối Kiêm Gia kiếm phái làm nhục. Bất quá hai người tới giữa, giống như là Thượng Quan Vân chủ động đấu được nhiều, Huyền Cơ Nguyệt cũng không đem coi làm uy hiếp nhân vật. Có liên quan gì tới ngươi? Huyền Cơ Nguyệt nhàn nhạt một câu nói, thiếu chút nữa để cho Thượng Quan Vân nổ tung. Cô gái này tới Kiêm Gia kiếm phái sau đó, không chỉ có đón nhận vận mạng truyền thừa, lột xác, luân hồi lột xác, hơn nữa còn sâu sắc lão tổ tông yêu thích, đã bị coi là hạ một đời vận mệnh chủ. Mà hắn Thượng Quan Vân, từ thiên chi kiêu tử vị trí cạnh rơi, khó khăn kế đế vị, không lấy được gì cả, trong lòng lại làm sao có thể thăng bằng. Không qua hiện trường có rất nhiều người ngoại giới, vì Kiêm Gia kiếm phái danh dự, hắn tuyệt đối không thể cùng Huyền Cơ Nguyệt ngay trước mọi người trở mặt. Nếu không trở về sau đó, tông môn lão tổ đem sẽ hỏi tội. Hừ, vậy hãy để cho ta xem ngươi có thể đi bao xa đi. Thượng Quan Vân lạnh lùng nói, vung tay áo bào, xoay người rời đi. Lúc rời đi, hắn bước chân dừng một chút, dừng lại ở khoảng cách Diệp Thần chỗ không xa. Thằng nhóc, lần này ta đối ngươi hạ thủ lưu tình. Lần kế ngươi nếu như còn dám đến ta trước mặt diễu võ dương oai, sẽ chờ thiên kiếm phái vậy mấy cái lão già kia vì ngươi nhặt xác đi. Thượng Quan Vân ngẩng đầu lên, vô cùng là phách lối nói. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, bàn tay hắn tâm huyết khí sôi trào, bơm vào đến Long Uyên thiên kiếm trên, một đạo kiếm quang hư ảnh nổi lên. Những lời này ta cũng đưa cho ngươi. Ngươi, Thượng Quan Vân giác được uy tín của mình được cực lớn làm nhục, bất quá ngay tại lúc này, một tên người làm ở bên tai hắn nói nhỏ nói những gì. Thượng Quan Vân sắc mặt một hồi biến hóa, cuối cùng hắn thật sâu nhìn Diệp Thần một mắt, mang một đám người làm đi thần bí hải vực chỗ sâu. Minh tranh ám đấu, rốt cuộc rơi xuống màn che. Cái hải vực này bên trong,
cường đại hải thú căn bản đều chết ở Huyền Cơ Nguyệt trong tay, để cho người sau tới không có nỗi lo về sau, vì vậy một nhóm lớn tông phái đệ tử rối rít đi thần bí này hải vực chỗ sâu. Diệp Thần trước khi đi, quay đầu nhìn xem Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt cũng đúng lúc nhìn sang, như đầm sâu vậy, u tịch lãnh đạm. Diệp Thần tỉnh bơ, rời đi ánh mắt, chợt hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Huyền Cơ Nguyệt chính là như có điều suy nghĩ, đôi mi thanh tú hơi nhíu, tựa như nghĩ tới điều gì, nhưng lại không dám xác định. Nàng có thể chân chân thiết thiết cảm giác được luân hồi chi chủ nhân quả, nhưng, bởi vì lâu như vậy tới nay, Diệp Thần cơ duyên quá mức nghịch thiên, có chút ngăn che, cho nên nàng vậy cảm giác không chân thiết. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn nguyên nhân là bởi vì là, Huyền Cơ Nguyệt không tin Diệp Thần có thể tới huyền hải. Chốc lát chung sau đó, bọn họ rốt cuộc đã tới chân chính thần bí vùng biển. Vòng ngoài vậy một phiến biển, sóng lớn mãnh liệt, sóng thần cuộn sạch, nhìn qua thanh thế kinh người, thực tế nhưng bất quá là một tầng giả biển thôi. Chân chính thần bí vùng biển, là vực sâu, trôi lơ lửng tại cái này ở giữa thiên địa. Bọn họ đứng ở bên ngoài nhìn, vậy vùng biển vực sâu giống như là một cái vô biên vô tận hắc động, nước biển đi chảy trở về, căn bản không thấy được cuối. Chỗ này có chút khiếp người, ta nhớ trước một lần kiếm vẫn không gian mở ra thời điểm, nơi này còn chưa từng tạo thành hắc động đi. Một tên cả người lóng lánh kim quang nam tử, lúc này mở miệng nói. Hắn thanh âm như sấm rền nổ vang, vô cùng là trầm thấp. Kiếm vẫn không gian mỗi lúc mỗi ngày cũng đang biến hóa, kiếm kia ma ý chí cũng không biết sẽ hạ xuống nơi nào, có lần này biến hóa cũng không kỳ quái. Vậy nói chuyện cô gái, mặc một bộ lưu vân quần bào, tóc xanh như suối, mặt ngỗng trứng tinh xảo không thi quá nhiều phấn trang điểm, tao nhã rửng rưng, đẹp được hồn nhiên sẵn có. Nàng là Huyền Hải Lôi Tông thánh nữ Triệu Vi Ân, bàn về địa vị cùng thực lực, so với kia Chu Cửu Hề cao hơn. Chỗ này đáy biển vực sâu cùng hắc động tương liên, cực kỳ ngăm đen thâm thúy, trong phảng phất còn có thể nghe được từng cơn ô tiếng, tựa như địa ngục ác quỷ kêu gào, làm người ta bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Đồng thời, vậy biển sâu phần đáy, luôn luôn lại có lưu quang sáng lên, thành tựu xuất sắc lộ ra, pháp tướng muôn vàn. Ai nguyện ý đi xuống xem, ta Đại Nhật Tông nguyện phái ra 3 tên cường đại hộ vệ tùy tùng cùng nhau. Một cái tròn vo mập mạp, quay đầu lại liền bắt đầu thét to, mở ra tất cả loại điều kiện, muốn cho dưới người đi dò đường. Bất quá lúc này cũng không có người trên hắn làm, rất nhiều sinh linh tất cả đều tránh được xa xa, chỉ là nhìn, không có mấy người dám hạ đi. Mập mạp kia than thở một tiếng, hắn cầm ra mấy dạng bảo bối đều không người đáp lại, những người này không có trước kia tốt như vậy lừa à. Trước cái này phiến vực sâu mở ra thời điểm, có người cảm thấy đó là tiên khí, cũng có người cảm thấy là chí bảo. Nhưng là thử mấy lần sau đó, nhưng có phát hiện không biện pháp mở ra bảo tàng, thậm chí liền tiến vào vực sâu cũng không làm được. Kiếm ma bảo tàng không phải tốt như vậy được, không có thân trong lòng đại khí vận người liền không cần nghĩ. Chống gậy ông già lắc đầu than thở, hắn sống vạn cổ năm tháng, nơi nào không gặp qua ngày này kiêu tranh bá thời đại, đều không có thể từ kiếm ma trong tay lấy được truyền thừa. Chỗ này mới là nguy hiểm, chân chính đi xuống người đại đa số đều sẽ chết mất. Rất khó sống trở về. Vực sâu tuyệt vọng, không là mỗi người cũng có thể tiếp nhận. Diệp Thần đứng ở bên bờ, cảm nhận được liền cái này vực sâu bên trong sa đọa thêm to lớn hơi thở. Chỗ này quả thật rất quái lạ, thật giống như có một loại vô hình khí cơ, che giấu hết thảy, vận dụng linh niệm cùng thần thức đều không cách nào cảm ứng được. Diệp Thần cau mày, trong lòng nghĩ như vậy nói. Nhưng nếu là muốn đi kiếm ma không gian chỗ sâu hơn, liền nhất định phải tiến vào cái này vực sâu trong đó. Nơi này là duy nhất thông tới nội bộ đường. Bất quá giờ khắc này, huyết long đổ lộ vẻ được khá là ổn định. Chủ nhân, chỗ này hơi thở, ta cảm thấy có chút không quá bản thân, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, những thứ này kỳ quái hắc động và nước biển, cũng có cắn nuốt chức năng, ngươi chớ bị bọn họ bề ngoài lừa gạt. Diệp Thần gật đầu một cái, biểu thị mình sáng tỏ. Nhưng Diệp Thần nhìn về vực sâu chỗ sâu, tổng cảm thấy có chút không giống, phảng phất có loại nào đó lực lượng vô danh hấp dẫn hắn. Hắn vốn là muốn vận dụng thần niệm, theo dõi nơi đây, nhưng là quy tắc cùng thiên cơ che giấu quá mức lợi hại, hắn không cách nào xác thực cảm ứng được cụ thể là gì. Bây giờ nhìn lại, chỉ có đi xuống vừa thấy kết quả. Cũng may mấy cái đại tông phái người trước thời hạn văn phong mà động, kiêm gia kiếm phái, Huyền Hải Lôi Tông,
bao gồm vậy luôn muốn lắc lư người đi xuống nhóc mập, vậy mang Đại Nhật Tông cao thủ đi về trước nhảy một cái, nhảy vào vậy trong biển. Bọn họ ở giữa không trung biến đổi ra pháp bảo vũ khí, có thuyền, cũng có chuối tây quạt lá, thậm chí còn có hàm chứa một chút thái thượng lực lượng pháp khí, để cho đám người kinh ngạc không thôi. Thiên kiếm phái đám người đại khái là không nghĩ tới mình có thể đi tới bước này, trong chốc lát chố mắt nhìn nhau, cầm không ra cái gì có phòng ngự giá trị bảo vật tới. Diệp Thần vung tay lên, nguyện vọng thiên tinh nhàn nhạt tinh thần ánh sáng lóng lánh, bao phủ lại bọn họ, nhất thời, thiên kiếm phái đám người liền cảm giác được một hồi ôn hòa ánh sáng bọc lại toàn thân bọn họ, từ lỗ chân lông tiến vào, dịu dàng lực lượng ở tứ chi trong đó di động. Nguyện vọng thiên tinh là hoàn toàn hình thái thái thượng thần vật, dĩ nhiên có vô thượng hiệu quả chữa thương. Bọn họ ở nguyện vọng thiên lòng chịu đựng dưới, vượt qua vậy một phiến chảy ngược tới vực sâu biển, sau đó leo lên hắc động vách đá. Có không ít người dọc theo gần như thẳng đứng vách đá, dè đặt đi xuống leo, ở nơi này chỗ, trọng lực mất thăng bằng, người nếu như bay xuống đi, sợ rằng không cách nào khống chế mình thân hình. Rất nhanh, thì có người đi ở phía trước nhặt được bảo bối tốt, Đại Nhật Tông mập mạp kia, đứng ở một chiếc thần quang nhộn nhạo trên thuyền, quơ trong tay một khối pháp bảo hài cốt. Ha ha, ta là cái đầu tiên tìm được pháp bảo người. Hơn nữa mập mạp này còn nhân tiện thu hoạch một khối đá, trong đó ẩn chứa uy lực thập phần cường đại. Người phía sau không khỏi kêu lên, có người dám được pháp bảo này bên trong ẩn chứa lực lượng, cùng mình căn nguyên kết hợp với nhau, xách lên muốn dùng những thứ đồ khác tới trao đổi, đều bị mập mạp cự tuyệt. Người bàn ra ta thiếu tiền sao? Không thiếu tiền mà, cho nên các ngươi cũng đừng nghĩ trước dùng những thứ này tới cùng ta trao đổi, ra nhưng là phải thành là thứ nhất cái ở thần bí vùng biển lấy được bảo vật người. Mập mạp ngẩng đầu ưỡn ngực, dương dương đắc ý, hắn cũng không sợ bị cướp, thân hơi lớn Nhật Tông thiếu chủ, hắn đoạn đường này mang theo người hơn 10 tên thực lực cường đại hảo thủ. Dẫu sao Đại Nhật Tông nhưng mà vào Huyền Hải Lôi Tông cùng nổi danh tồn tại, bàn về thực lực tổng hợp, ước chừng yếu hơn Kiêm Gia kiếm phái mà thôi. Đại Nhật Tông tông chủ Lôi Hào, lại là nổi danh bao che, nếu là có ai dám động hắn con trai, hợp lại trên toàn bộ xuất thân nội tình, cũng sẽ cùng đối phương tử chiến đến cùng. Một tên đến gần thiên quân lão tổ cấp cường giả khác, đứng hàng Huyền Hải năm đại cao thủ nhóm, làm sao có thể không làm người ta sợ hãi. Mập mạp cao hứng, liền muốn bay lên khoe khoang, kết quả bị thị vệ bên người nhanh chóng ngăn cản. Chỗ này cũng không cách nào phi hành, thậm chí liền thần niệm đều không thể thăm dò, nếu không cũng sẽ bị hắc động hút đi xuống, không chết cũng là trọng thương. Huyền Cơ Nguyệt, Thượng Quan Vân cùng với vậy Huyền Hải Lôi Tông thánh nữ Triệu Vi Ân các người. Vậy rối rít tìm được vực sâu bảo bối, bọn họ so với đám người trước tiên tới trước một bước. Vì vậy đưa tới phía sau người tới hưng phấn, luôn nghĩ nhanh lên một chút đi, tìm bảo bối, tăng cường thực lực, trong chốc lát bỏ quên trong đó gian nan hiểm trở. Vậy ba đại tông người, chính là bằng vào pháp bảo cương quyết mà xông vào. Trong tay pháp bảo yếu hơn tông phái người, tại chỗ bị màu đen lưu quang cho xuyên thủng thân thể, sức sống biến mất. Cho dù Diệp Thần luân hồi hồn thể, là cõi đời này đứng đầu hồn phách, lúc này cũng không dám tùy tiện lộ ra đi. Hắn nhìn tận mắt một tên cuồng ngông tự đại sinh linh, mưu toàn cướp trước một bước, thả ra ngưng luyện thần hồn, kết quả bị một đạo khí tức vô hình cho cắt là hai nửa, trực tiếp hình thần câu diệt, lúc này chết. Lần này để cho tất cả mọi người đều đã có kinh nghiệm, dựa vào thể xác cùng linh khí đi tới nơi này vực sâu phần đáy, từ từ dò gốc. Lại cũng không dám vận dụng thần hồn lực lượng trước thời hạn dò xét. Chỗ này thật đúng là quỷ dị. Diệp Thần tới chỗ này, hắn mới vừa nhận được Huyết Long cùng Hoang Lão truyền âm, bọn họ đều cần tạm thời che giấu hơi thở, không dám lú đầu khuếch trương. Nếu không một khi bị cái này vực sâu nhận ra được, liền liền bọn họ vậy sẽ hồn phi phách tán. Cái này vực sâu mặt đất một chút cũng không rõ, hơn nữa còn có phù văn lưu truyền, để cho người cảm giác tựa hồ đạp không tới để. Từ mới vừa xuống địa phương, còn có thể ngẩng đầu xa thấy một chút bầu trời ánh sáng, nhưng là bước vào phù văn này phạm vi sau đó, liền rơi vào hoàn toàn hắc ám. Vượt qua cái hải vực này sau đó, tất cả mọi người đều chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng, đi vậy trong hắc động đi tới. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng tiếng, trầm mặc đi về phía trước, cũng không ai biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Diệp Thần vận lên một chút luân hồi lực lượng, vận dụng luân hồi lực hội tụ cặp mắt. Dò xét chung quanh tình huống. Không cần luân hồi thiên nhãn mà nói, chỉ có thể nhìn được quanh thân mấy chục thước phạm vi.
Có luân hồi thiên nhãn gia trì, chu vi mấy ngàn mét cảnh tượng cũng thu vào đáy mắt. Tuy nói xem được không xa, nhưng cái này so với người khác mạnh hơn nhiều, đại đa số tu sĩ chỉ có thể thấy trăm mét tả hữu cảnh tượng, liền phán đoán tiến về phía trước phương hướng đều hết sức khó khăn. Nơi này khu vực cũng không có nhiều ít lưu lại bảo vật, chắc là bị tới trước người mang đi, mập mạp có thể nhặt được khối kia chí tôn pháp bảo mảnh vỡ, cũng coi là vận khí thật tốt. Khi bọn hắn ra phù văn này phạm vi, cả thế giới nhất thời đổi được băng lạnh. Chân chính nguy cơ rốt cuộc xuất hiện, giống như là lộ ra sắc bén răng nanh quái vật. Ngay tại Diệp Thần cách đó không xa, có cái sinh linh từ trên vách đá té xuống. Hắn giống như là bị một cổ lực lượng vô danh lôi kéo, đi xuống rơi xuống. Đang rơi xuống đi thời điểm, cái đó sinh linh hô to kêu to, thậm chí còn muốn vận dụng linh niệm, cưỡng ép đột phá nơi này trói buộc. Nhưng mà cuối cùng nhưng không công mà về, trực tiếp rơi vào vậy vực sâu miệng to. Cái này cũng quá đáng sợ. Một số người khiếp sợ không thôi, cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhưng cũng chính là vào lúc này, đám người có thể vận dụng thần hồn linh đọc lực lượng tiến hành phá vòng vây. Cái đó sinh linh mặc dù bị đánh rơi, là bởi vì là hắn thần hồn còn chưa đủ mạnh. Huyền Cơ Nguyệt, Thượng Quan Vân, Triệu Vi Ân các người rối rít nắm lấy thời cơ, bộc phát ra cường đại thần hồn lực lượng, cưỡng ép xé cái này phiến vực sâu miệng khổng lồ, đốn không đi. Liền gần đây chỉ biết là âm nhân nhóc mập cũng không cam chịu yếu thế, hóa thành một cái căng tròn cầu, cả người tràn đầy thánh khiết chói lọi. Các lộ thiên kiêu, cùng thi triển thần thông, rối rít ra cái này vực sâu chi địa. Hoặc là nói, tiến vào cái này vực sâu chi địa chân chính phạm vi. Diệp Thần vậy đi theo cùng, tỉnh bơ lẫn vào trong đó, hắn cũng chưa hoàn toàn cho thấy luân hồi huyết mạch lực lượng, mà là đi theo đại lưu, ở trung hậu đoạn yên tĩnh ẩn núp. Đến nơi này, chỉ bảo cùng thần khí mảnh vỡ đổi được nhiều hơn, bất quá có thể tới chỗ này đều là thực lực mạnh thịnh chi thế hệ, giống vậy bảo vật căn bản coi thường. Vì vậy dọc theo con đường này, cũng có không ít bảo vật tầm thường tán lạc. Lúc này, Diệp Thần đầu óc bên trong truyền đến một đạo ý niệm, lại là cỏ nhỏ lại bắt đầu sao động. Diệp Thần dĩ nhiên biết cỏ nhỏ muốn làm cái gì, trong chốc lát không khỏi bật cười khanh khách. Chính xác. Cỏ nhỏ tựa hồ vậy nghe hiểu Diệp Thần mà nói, loạn vặn một hồi, vô cùng là hưng phấn, từ thúy trúc chỉ bên trong đụng tới, chỉ gặp một đạo lưu quang nhanh chóng thoáng qua, cùng mọi người đi ngược, sát mặt đất phi hành. Chỗ đi qua, những cái kia lưu lại trên đất bảo vật, đều bị hút đi liền linh vận, đổi được ảm đạm không sáng, thậm chí xu hướng tại bể tan tành. Bất quá cũng không có người phát hiện một màn này, bọn họ trước mắt chỉ có vậy chân chính vực sâu không gian. Ước chừng mấy hơi thở thời gian, cỏ nhỏ liền đem vậy tất cả tán lạc bảo vật linh uẩn hấp thu xong. Cùng hắn lại trở lại bầu trời trong hoàng tuyền đồ, Diệp Thần dò nhập một chút linh niệm tìm kiếm, lại phát hiện tên này rốt cuộc lại lớn lên tươi tốt liền một phần. Khá lắm, sau này đi tìm bảo chi địa, chiếm đoạt những cái kia bảo vật linh vận liền cũng dựa vào ngươi. Diệp Thần bật cười khanh khách. Một lát sau, hắn đuổi kịp Huyền Cơ Nguyệt đám người bước chân, nhưng phát hiện một đám thiên kiêu. Toàn bộ rừng ở một mặt như bích sóng vậy nhộn nhạo màn đen trước mặt. Trước mặt chuyện gì xảy ra, để cho bọn họ cũng dừng bước không tiến lên. Diệp Thần đi tới, gặp được vậy vực sâu bên trong nơi lưu lại một chút ánh sáng. Đây là, cánh hoa, Diệp Thần thấy vậy trong vực sâu cảnh tượng, con ngươi làm co rúm một cái, nhất thời rất kinh ngạc. Lại là một hơi vực sâu, chỉ bất quá ở đó vực sâu phía trên, một nơi màn đen xung khi cửa tác dụng. Vậy thâm trầm hắc ám thủy mạc bị thứ gì cho đánh ra một cái hang, bóng tối nước lũ không cách nào lại từ phía trên dòng nước chảy qua, chỉ có thể đi vòng. Nơi đó hình thành một phiến chân không khu vực, giống như là một cái đáng sợ ma khí hồng câu, phân bố ám máu màu đỏ hành động, muốn đến thành hình đã lâu. Vậy tán lạc cánh hoa trải qua rất xưa năm tháng, nhưng vẫn có sinh cơ còn sót lại. Mà nhìn qua, tựa hồ là có một tôn cổ xưa sinh linh ở chỗ này bị đánh chết. Mà cánh hoa này, cùng huyết dịch kia cũng không phải là đồng căn đồng nguyên. Các ngươi có nghe người ta đề cập tới cảnh tượng như vậy sao? Nhóc mập như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cánh hoa kia, tiếp đó hỏi. Triệu Vi Ân cùng Thượng Quan Vân các người đều là lắc đầu một cái, trong đó Thượng Quan Vân ở phía trước một lần kiếm vẫn không gian mở lúc đó, vậy đi tới nơi này. Thời điểm đó hắc ám thủy mạc là hoàn chỉnh, cũng không có bất kỳ bể tan tành. Muốn đến cái này hư hại nghiêm trọng đại chiến, chính là ở gần trăm năm gian phát sinh.
nơi này kết quả chuyện gì xảy ra? Diệp Thần không được mà rõ ràng, nhưng hắn biết, bị đánh chết sinh linh, máu tươi có thể hủy xấu xa vực sâu, thực lực thập phần cường đại. Mà vậy lưu hạ cánh hoa sinh linh, có lẽ cường đại hơn. Một lá biết thu, một hoa vòng tuổi, cánh hoa này lưu ở chỗ này, sợ rằng đã qua trên 100 năm thời gian, vẫn còn có sinh cơ chưa từng mất đi. Một cánh hoa múi vừa vặn ở Diệp Thần bên chân, hắn nhặt lên, dùng ngón tay tỉ mỉ ma thoi, có thể cảm thụ được nội bộ còn sót lại sức sống, tuy nói cánh hoa đường vân đã bị phá xấu xa, nhưng là vậy tia tức giận nhưng không cách nào phai mờ. Cho dù không có đích thân trải qua, cũng có thể suy đoán ra nơi này xảy ra biết bao kịch liệt đại chiến. Bọn họ đang do dự, rốt cuộc muốn không nên tiến vào cái này vực sâu chỗ, lúc này Thượng Quan Vân cắn răng, cái đầu tiên đi vào, hắn tới nơi này, chính là vì tìm nghịch thiên kia cơ duyên. Nếu không, hắn căn bản là không có cơ hội cùng Huyền Cơ Nguyệt cạnh tranh. Triệu Vi Ân, Mập Mạp, bao gồm bị thương Chu Cửu Hề đều rối rít tiến vào trong đó. Bọn họ cũng muốn tìm được càng nhiều hơn cơ duyên tới tăng cường thực lực bản thân. Vậy cuồng vọng Chu Cửu Hề, gặp càng phách lối Mập Mạp, trong chốc lát chỉ có thể nhường đường, để cho hắn đi trước. Diệp Thần vậy lựa chọn đi xuống, hắn có thể cảm giác được, vậy kêu gọi hắn thanh âm càng ngày càng mãnh liệt. Vô luận là có vật gì đang chờ, hắn tổng được đi xuống xem mới biết. Xuyên qua cái này màn đen, trước mắt hắc ám đổi được càng phát ra thâm thúy. Bốn phía vách đá sụt xì xem là một khối khối vảy rồng, bàn ở nơi này vách núi trên, dương ra không thiếu khe hở, kinh người chập chờn khuếch tán ra. Diệp Thần buông tay ra, hiện ra một viên màu đen đan dược, đó là thí linh đan, có thể đo lường ra nơi này uy áp có kinh khủng dường nào. Cũng không lâu lắm, viên đan dược kia liền hiện ra từng đạo vết nứt, có thể gặp nơi này áp lực mạnh. Lúc này, vậy vách núi trên vách động có thần bí đường vân dòng nước chảy, phù văn lóe lên. Một đôi cặp mắt vậy bỗng nhiên mở ra. Leo ở trên mỏm núi đá người, bỗng nhiên lúc này cảm giác được thủ bộ có ấm lạnh xúc cảm, dương mắt nhìn, lại cùng một chỉ con ngươi đối mặt lên. Không ít người rối rít buông tay ra, mượn dùng linh khí trôi lơ lửng giữa không trung bên trong. Những cái kia ánh mắt sinh trưởng ở một phiến vách đá vảy rồng bên trong, giống như là hoa dại mở khắp cả thiên địa, tràn đầy núi khắp nơi, chi chít, không đếm xuể. Làm người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Những thứ này rốt cuộc là thứ gì? Trong đám người, cuối cùng vẫn là có kiến thức rộng, nói ra những thứ này khủng bố ánh mắt lai lịch. Những thứ này ánh mắt gọi là ma vương mắt, năm đó kiếm ma chết lúc đó, nuốt hết một vị khác khủng bố ma vương thân thể, cần phải tương kỳ luyện hóa. Nhưng mà luyện hóa đến một nửa thời điểm, kiếm ma gặp phải cắn trả, ở chỗ này chết. Mà hắn cuối cùng vậy dùng diệt thế tuyệt thần kiếm đánh tan vậy tôn ngàn mắt ma vương ý thức, ngăn cản hắn từ thân thể mình bên trong chui ra đi. Hai đại ma vương song song chết, mà kiếm ma từ nay về sau cũng chỉ còn lại có thân xác, lưu lại ở cái này vực sâu trong đó không được giải thoát. Nguyên lai là như vậy, nếu mất đi hồn phách, như vậy chút ánh mắt liền không có gì phải sợ, đi thôi, đi chỗ sâu xem, chúng ta rất nhanh liền xảy ra nơi này. Nhóc mập tùy tiện. Dẫn đầu nhảy đi ra ngoài, hắn dưới chân có một chiếc mặt trời gay gắt kim thuyền, xuyên toa thời không, né tránh nguy hiểm, để cho người nhìn liền mười phần thấy thèm. Nhóc mập đi vào không bao lâu, tất cả mọi người ở yên lặng theo dõi kỳ biến, bỗng nhiên phịch đích một tiếng. Một đạo tròn vo bóng người lại có thể bị bắn ra, hung hãn đập vào một cái vách đá quả nhãn bên trên. Vậy quả nhãn hiện ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi, đem nhóc mập trận ngoài cửa. Nhóc mập bá một tí đứng lên, chỉ vậy vực sâu thủy mạc, tức miệng mắng to. Hắn vậy mặt trời gay gắt kim thuyền cũng bị vực sâu cho nuốt lấy, đây chính là cha hắn cho bảo bối, toàn bộ Đại Nhật Tông cũng ít một chút, không tức giận mới lạ. Không ít người thấy một màn này, âm thầm cười trộm, mập mạp này từ đi vào dậy liền mười phần phách lối, hiện tại rốt cuộc gặp phải báo ứng, bọn họ không khỏi ngầm thoải mái. Cái này nhóc mập, tính cách cũng là như hổ như vậy nóng nảy hung mãnh. Diệp Thần đối cái này nhóc mập cũng không có gì ác cảm, ngược lại cảm thấy được khá là đáng yêu. Đừng xem cái này nhóc mập vừa tiến đến nổ hô hô, kiêu căng mười phần phách lối, nhưng lại cũng không có làm tổn thương qua người bất kỳ, tâm tư tương đối đơn thuần. Vậy Thượng Quan Vân chính là một đường âm nhân âm tiến vào, thời gian, chết ở trên tay hắn cái khác thiên kiêu, không thấp hơn 5 người. Mà vậy Huyền Hải Lôi Tông Thánh Nữ, bề ngoài nhìn qua tường hòa ôn nhu, trên thực tế thủ đoạn một chút đều không yếu.
vậy vực sâu kẽ hở hấp lực mở lúc đó, nàng đem một tên thiên kiêu một cái đẩy ra, mình chính là thừa dịp này cơ hội, lên như diều gặp gió, thoát khỏi hiểm cảnh. Hết thảy các thứ này, Diệp Thần đều thấy ở trong mắt. Bất quá trừ nhóc mập ra, còn có người không có dùng âm hiểm thủ đoạn, đó chính là Huyền Cơ Nguyệt. Ở Diệp Thần xem ra, Huyền Cơ Nguyệt không phải nhân từ, mà là thực lực bản thân mạnh mẽ, cũng không cần thiết đi làm cái này cùng xấu xa câu làm. Dẫu sao đến bọn họ tầng thứ này, trên tay nhiều hơn một cái mạng liền hơn mắc một phần nhân quả. Nếu như có nhu cầu, Diệp Thần không nghi ngờ chút nào, người bất kỳ đều có thể bị Huyền Cơ Nguyệt làm con cờ, dùng tức bỏ. Lần này, Diệp Thần đi trước đi, nguyên nhân không phải hắn, hắn đầu óc bên trong vậy tia kêu gọi càng ngày càng mãnh liệt. Vậy phía dưới khẳng định có vật gì cùng luân hồi có liên quan, nếu không không thể nào như vậy kêu lên. Đám người vẫn còn đang ngẩn ra lúc đó, Diệp Thần hư linh thần mạch động dùng, ngay lập tức liền vọt vào, quả thực là để cho người mới liêu không đạt tới. Vậy nhóc mập vậy dừng lại, mắng hắn ngược lại là tùy thời mắng, nhưng lại không có can đảm lại vào đi lần thứ hai, làm sao thì có một lăng đầu xanh theo hắn nói vào tới bên trong đi đâu. Diệp Thần xuyên thấu tầng này hắc ám, sau khi đi vào, trước mắt lại xuất hiện vô tận quang minh. Đó là một phiến quang minh biển, cùng bên ngoài vực sâu hình thành mãnh liệt tương phản. Hơn nữa chói lọi thánh khiết mặt biển bên trong, có mấy đạo trật tự quang liên đánh đi ra, xít sao chói buộc ở nhóc mập chiếc kia mặt trời gay gắt thần chu. Bất quá hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt, là vậy trên mặt biển một nơi chớp sáng, hắn vận dụng linh khí, chân đạp đôi vòng quang vòng, đi tới vậy đoàn quang mang trước mặt. Rào 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 rào. Chớp sáng thần huy chủ động tản đi, giống như là gặp được chủ nhân vậy, dâng ra chân thân, Diệp Thần ngay sau đó gặp được một bộ tả tơi màu trắng bạc khôi giáp. Vậy tả tơi khôi giáp cả người đều là lỗ thủng, dỉ loang lổ, nhìn qua cũng mau bung cái khung. Hơn nữa Diệp Thần cẩn thận cảm thụ một phen cái này khôi giáp, cũng không chỗ đặc biệt, mất đi tầng kia huy hoàng bọc sau đó, liền tầm thường vũ khí cũng không bằng. Vậy quang biển bên trên, cũng có những người khác tiến vào. Bọn họ lấy là Diệp Thần sẽ được cái gì vậy không được bảo bối, kết quả đi vào vừa thấy, lại là một bộ nát vụn tới cực điểm khôi giáp. Khôi giáp kia từ đầu tới đuôi, không có phần nửa lực lượng hơi thở lộ ra ra. Thượng quan Vân trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường, mà tùy tùng hắn những người đó, lại là cười được liền eo cũng thẳng không đứng lên. Ha ha ha, quả thật là kiếm ma chí bảo à. Bộ khôi giáp này cùng ngươi tuyệt phối. Có kiêm gia kiếm phái người xông lên Diệp Thần giơ ngón tay cái lên, bọn họ là thượng quan Vân người theo đuổi, tự nhiên đối Diệp Thần không có hảo cảm. Người vẫn là đi ra ngoài đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đây là Huyền Hải Lôi Tông người mà nói, bọn họ vậy xem Diệp Thần 10 phần không vừa mắt. Diệp Thần không khỏi xúc động, hắn lúc này mới đi vào không bao lâu đây, bất chi bất giác, liền đem cái này biển đen bên trong hai đại đứng đầu thế lực đắc tội,